chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 141, 1. Bị lật đỏ sóng, xung quanh vô hạn. Thiếu nữ như vậy mềm non mềm nhẵn, cùng nam tử cứng rắn thành trên lệch rõ ràng hai loại khác biệt đẹp kết hợp với nhau, và chạm ra khó mà miêu tả sóng nhiệt. Điềm hạnh từ đau đến cực hạn lại đến bủng rũng bất lực, Hạ Quy Hồng rốt cục ở trên người nàng ngừng lại. Hắn đem mặt chôn ở nàng bên cạnh thân trên gối đầu, thật lâu, mới thì thào nói, Điềm hạnh, thật xin lỗi. Hắn không nên dạng này, thật không nên, thế nhưng là, hắn vậy mà không nhịn được. Điềm hạnh chủ động ôm hắn, Quy Hồng ca ca, ta rất vui vẻ. Hạ Quy Hồng bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt phức tạp, cúi đầu lại hôn nàng. Nam nữ loại sự tình này, có một lần liền nghĩ có lần thứ hai, điềm hạnh cố ý đem tân phòng thu thập, hai người tại tân phòng thời điểm cũng rất dễ dàng đến cảm giác, bất tri bất giác giống như liền thành chuyện đương nhiên. Hạ Quy Hồng rất tự trách, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào để thời gian chảy ngược. Hắn tìm cái không, đem một tấm phong thư đưa cho điềm hạnh, đây là ta mấy năm nay để giành được đến một bộ phận tiền, bản thân tính toán đợi qua một hồi cho ngươi thêm, vẫn là hiện tại cho ngươi đi. Điềm hạnh lông mi rủ xuống, ta không muốn. Hạ Quy Hồng trong con ngươi đều là đau thương, cầu ngươi. Hắn thực sự là cảm thấy có lỗi với nàng, chỉ hy vọng nàng quãng đời còn lại có thể qua càng tốt hơn một chút. Điềm hạnh đặt chén trà xuống, quay người ôm lấy hắn, Quy Hồng ca ca, về sau kết hôn, tiền lương của ngươi được giao, tan tầm sẽ phải về nhà, hài tử xuất sinh về sau ngươi cũng phải tham dự mang hài tử, mặt khác, không cho phép mắng ta, không cho phép đánh ta, không cho phép cùng khác nữ sinh có bất kỳ mập mờ chúng ta cãi nhau thời điểm ngươi phải làm cho lấy ta, trong nhà việc ngươi làm hơn phân nửa, ta làm gần một nửa. Biết sao? Hạ Quy Hồng cuốn họng phát khô, hồi lâu, mới há hốc mồm nói ra, ta rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng ngươi biết rõ. Biết rõ hắn không có bao nhiêu thời gian, còn nói những cái này, có ý nghĩa gì đâu. Điềm hạnh nhón chân hôn một cái môi của hắn, kéo kéo góc áo của hắn, ngươi liền nói, chúng ta kết hôn về sau, ta nói những cái này ngươi có đáp ứng hay không? Ta đáp ứng ngươi hạ quy hồng nhắm lại mắt điềm hạnh nháy mắt bật cười tựa ở trong ngực hắn yên tâm thoải mái nói quy hồng ca ca vậy thì chờ chúng ta sau khi kết hôn ngươi lại đến bàn giao công trình tư đi hạ quy hồng không có lại nói tiếp hắn thật không đành lòng đi chọc thủng hắn yêu dấu nữ hài mỹ hảo ảo tưởng bởi vì hạ quy hồng bệnh tình hạ gia quả thực giống gặp tai họa ngập đầu nhưng hạ gia gia thân thể không tốt mọi người là không dám cho hắn biết chút ma ma chỉ có thể cố tự trấn định không để hắn nhìn ra sơ hở có đôi khi, chút ma ma nhịn không được, liền đi tìm Lâm Hà khóc. "Lâm Hà, ngươi nói, Quy Hồng thế nào liền phải bệnh như vậy đâu?" Chút ma ma khóc ngăn không được, Lâm Hà cũng đi theo đỏ mắt, "Quy Hồng đứa nhỏ này là người tốt, trước đó tại Tiểu Điền thôn giúp đỡ thôn dân làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi hai lỗ hổng cũng vì Tiểu Điền thôn phát triển mang đến đột nhiên lớn cống hiến, theo lý thuyết, ông trời sẽ không mang đi hắn, có lẽ sẽ tốt." Biết sao? Sẽ còn sao? Chúc ma ma khóc đặc biệt khổ sở. Lâm Hà nhịn không được ôm nàng, tỷ sẽ tốt. Bên cạnh chúc ba ba cùng hứa chấn hoa đều thở dài một hơi, chúc ba ba cũng đỏ mắt. Quy Hồng lúc nhỏ A, học tập đặc biệt tốt, còn rất hiếu thuận, ta cùng hắn ma ma thường xuyên không ở nhà, hắn liền hảo hảo bồi tiếp gia gia. Đại học thời điểm cũng lựa chọn tỉnh thành đại học. Thế nhưng là, hắn khi đó đã nói với ta một cái nho nhỏ nguyện vọng, ta hiện tại mới nhớ tới, ta chưa đầy đủ qua hắn. Chúc ma ma, lâm hà, cùng hứa chấn hoa tranh thủ thời gian hỏi, nguyện vọng gì? Chúc ba ba cuốn họng phát cứng rắn, hắn ngủ niên cấp thời điểm hỏi ta, ba ba, ngươi có thể hay không cùng ma ma mang ta đi một chuyến Vân Nam? Ta nghe nói Vân Nam nhưng xinh đẹp nhưng xinh đẹp. Chúc ma ma bờ môi run rẩy, chúng ta dẫn hắn đi. Ngày mai liền đi. Liên quan tới đi Vân Nam lữ hành, hạ gia cha mẹ muốn đi, hứa gia cha mẹ nghĩ nghĩ, cũng muốn đi, cứ như vậy, chính là có sáu người cùng đi Vân Nam. Nguyên bản Hạ Quy Hồng không quá muốn đi, thế nhưng là vì để cho mọi người yên tâm, hắn liền đáp ứng. Cái này sở dĩ nói là Hạ Quy Hồng tiếc núi, không bằng nói là Hạ Gia ba mẹ tiếc núi. Vân Nam rất xa xôi, cho nên mọi người lựa chọn định vé máy bay đi qua, điềm hạnh lẳng lặng quan sát đến Hạ Quy Hồng biến hóa, không nói khác, nàng cảm thấy trên giường thời điểm nàng Quy Hồng ca ca phi thường hung mảnh, nhìn nhưng một chút cũng không có sinh bệnh dáng vẻ. Có lẽ, quy hồng ca ca thật liền phải tốt sáu người rất nhanh thu thập chút đơn giản hành lễ ngày thứ hai liền đi sân bay điềm hạnh nắm hạ quy hồng tay nàng hiện tại coi như ở trước mặt cha mẹ cũng đều thoải mái nắm hạ quy hồng tay hứa chấn hoa cùng lâm hà đều là người rất hiền lành đều hy vọng hạ quy hồng có thể tốt tự nhiên cũng đều không nói gì quy hồng ca ca ta cái này là lần đầu tiên đi máy bay có thể hay không xấu mặt ngươi nếu là nhìn ta nơi nào làm sai liền nói cho ta hạ quy hồng cười một tiếng có ta ở đây điềm hạnh ngửa đầu nhìn xem hắn thật tốt có quy hồng ca ca ở bên người thật đặc biệt tốt một nhóm sáu người lên máy bay kỳ thật trừ hạ quy hồng những người khác là lần đầu tiên đi máy bay đối với máy bay cảm giác mới lạ hòa tan mọi người tâm tình bi thương hạ quy hồng tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều chào mừng ngài cưỡi trung quốc phương nam công ty hàng không theo không thừa thanh âm ngọt ngào máy bay cất cánh từ trong cửa sổ xe có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, mặt đất càng ngày càng xa, cái này cảnh sắc là trên mặt đất hoàn toàn không nhìn thấy. Điềm hạnh hơi kinh ngạc, Lâm Hà cùng chút ma ma càng là nhìn một không đảo mắt. Rất nhanh, máy bay bên cạnh che kín kẹo đường giống như đám mây, cái này trải qua quá mức kỳ diệu. Không ít lần thứ nhất đi máy bay người đều nhìn chầm chầm, ngồi qua nhiều lần người ngược lại là tương đối bình tĩnh. Hạ Quy Hồng nhìn người nhà đều như thế thích máy bay bên ngoài cảnh sắc, có chút hối hận không có mang nhiều bọn hắn ra tới. Lâm Hà thấp giọng hỏi, chấn hoa, cái này máy bay bay cao như vậy, an toàn sao? Ta cái này trong lòng bồn chồn. Hứa chấn hoa tranh thủ thời gian xuyệt một tiếng, ngươi trong ngươi xem, thế nào lại sợ rồi. Người ta kẻ có tiền không biết ngồi bao nhiêu lần, an toàn đâu, đừng sợ. Hắn tiếng nói mới rơi, bỗng nhiên, máy bay sóc nảy. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, tiếp viên hàng không tranh thủ thời gian trấn an mọi người, nói cho mọi người đây đều là bình thường. Chúng ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, xin mọi người tin tưởng chúng ta. Xin mọi người ngồi tại vị trí trước đừng lộn xộn, thắt chặt dây an toàn. Thế nhưng là máy bay sóc nảy phải càng ngày càng lợi hại, điềm hạnh cũng có chút bận tâm, Hạ Quy Hồng nắm chặt nàng tay, thanh âm ngay tại bên tai, trầm thấp hữu lực, không sợ. Đúng a, à, không sợ, tính toán xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ đang ở bên người nàng. Điềm hạnh buông lỏng rất nhiều, Thế nhưng là cái này sóc nảy càng ngày càng nghiêm trọng, mà cơ trưởng lúc này cho mày. Tay lái phụ một trái tim đều nhanh nhảy ra. Làm sao bây giờ? Liên lạc không đến trên đất người. Phía trước kia mây mưa thực sự là quá nguy hiểm. Chúng ta chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát. Cơ trưởng không nói gì, thế nhưng là hắn xác thực không ngờ đến hôm nay tình trạng sẽ nguy hiểm như vậy. Hiện tại không cách nào trở về địa điểm xuất phát, quá nguy hiểm. Xem thời cơ dài không còn nói đi xuống xuống dưới, tay lái phụ trong lòng mát lạnh loại tình huống này bọn hắn đại khái suốt muốn chết tại không trung ầm uhm. có đồ vật nện vào máy bay cửa sổ thủy tinh bên trên hai người trong lòng càng là hoảng hốt máy bay sốc nảy phải thực sự là quá lợi hại hạ quy hồng còn không có khó chịu điềm hạnh đã cảm thấy chóng muốn ói nàng đối thùng rác đang muốn nhả tiếp viên hàng không bưng tới một chén nước vị tiểu thư này người ngồi trước ổn dây an toàn buộc lại điềm hạnh dây an toàn không biết lúc nào rơi xuống hạ quy hồng ôm lấy nàng tiếp viên hàng không vội vàng đi cho điềm hạnh nịp dây nịp an toàn trong cabin đồ vật càng không ngừng rơi xuống có người bắt đầu khóc lớn dưỡng khí mặt nạ bắn ra ngoài tiếp viên hàng không trong lòng cũng phi thường sợ hãi nhưng lúc này vẫn là phải chiếu cố tốt hành khách ngay tại tiếp viên hàng không cho điềm hạnh nịp dây nịp an toàn thời điểm bỗng nhiên nàng nghe được ca một tiếng điềm hạnh vòng tay vỡ ra tiếp viên hàng không sững sờ thật có lỗi ta điềm hạnh mơ mơ màng màng nàng cảm thấy thân thể của mình bay ra máy bay bên ngoài trôi dạt đến máy bay đoạn trước nhất nàng nhìn thấy cơ trưởng trên mặt sụp đổ điềm hạnh liều mạng hô đừng từ bỏ đừng từ bỏ cái này người cả xe mệnh đều tại cơ trưởng trong tay hắn làm sao có thể từ bỏ tiếp viên hàng không còn tại xin lỗi hạ quy hồng tranh thủ thời gian đánh gãy nàng người đi trước chiếu cố những người khác ta tới chiếu cố nàng liền có thể thấy hạ quy hồng nói như vậy tiếp viên hàng không tranh thủ thời gian quay người chợt gặp được một trận mãnh liệt hơn sóc nảy, nàng cả người hướng phía trước ngã sấp xuống. Trong cabin một mảnh quỷ khóc sói gào, mà cơ trưởng đang sụp đổ cuối cùng nhất lúc, bỗng nhiên liền nhìn thấy trước phi cơ phương đoàn kia đen nhánh đám mây bên trong, vậy mà xuất hiện một con màu vàng cá chép. Đó là cái gì? Cơ trưởng không thể tin được trước mắt đồ vật. Tay lái phụ cũng sửng sốt, kia. Kia không giống như là mây A. À. Màu vàng cá chép trái phải lay động cái đuôi, dường như rất phí sức tại xua đuổi đoàn kia đen nhánh mây, cuối cùng nó dường như dùng tự thân tia sáng từng chút từng chút mở ra mây đen cá chết chậm rãi biến mất cùng mây đen sát nhập thành màu trắng mây ngay sau đó kia mây trắng cũng thời gian dần qua tản ra thông suốt mà mặt đất ngay tại kêu gọi bọn hắn cơ trưởng tranh thủ thời gian hồi phục thu được hết thảy bình thường hết thảy bình thường trong cabin rốt cục khôi phục bình ổn không ít người vui đến phát khóc lâm hà uống tại hứa chấn hoa trong ngực khóc đến đời ta chính là hối hận không có đối ngươi càng tốt hơn một chút mà hứa chấn hoa cũng đỏ mắt, ngươi đối ta thật tốt ngược lại là ta đối với ngươi không đủ quan tâm, máy bay hạ cánh về sau, ta cam đoan nhất định sẽ đối ngươi càng tốt hơn. Hai người bọn họ lại hướng điềm hạnh nhìn lại, điềm hạnh mới ung dung tỉnh lại, tự ở hạ quy hồng trên bờ vai, nhìn xem ngược lại là không có việc gì. Trước đó thay nàng nịp dây nịp an toàn tiếp viên hàng không thấp thỏm đi tới, vị tiểu thư này, ngươi vòng tay vừa mới là ta không cẩn thận. Điềm hạnh phát giác được sự khác thường của mình, Tại tăng thêm trước đó đi trong chùa Miếu Huệ Doãn nói với nàng kia lời nói, để nàng càng thêm khẳng định trên người mình xác thực có một loại kỳ quái lực lượng. Không có chuyện gì, coi như nó là cản tai, trở về ta sửa một cái liền tốt. Bên cạnh Hạ Quy Hồng không nói chuyện, cái này vòng tay đích thật là vô cùng vô cùng đắt, là hắn cầm trong nhà một cái đồ cổ đổi, nhưng bây giờ cũng không phải là ai cố ý đánh nát, lại nói, cũng hoàn toàn chính xác có loại ngọc này khí cản tai thuyết pháp. Điềm Hạnh đem nát vòng tay cất kỹ, Quy Hồng ca ca chúng ta quay đầu lại tu bổ một chút có được hay không? Ừm. Một đoàn người rất nhanh đến Vân Nam, Vân Nam phong cảnh tú lệ, quả thực chính là thiên đường của nhân gian, bọn hắn thuê một chiếc xe hơi, trên đường đi tất cả mọi người phi thường vui vẻ. Vân Nam là cái để người quên mất phiền não thành thị, mỹ thực cũng nhiều, sáu người cố ý nhấm nháp qua cầu bún gạo, ban đêm thì là ở tại ven biển bên cạnh khách sạn. Bởi vì Điềm Hạnh cùng Hạ Quy Hồng còn chưa có kết hôn, liền cho bọn hắn hai một người định một gian phòng, Tất cả mọi người sợ Hạ Quy Hồng sẽ mệt mỏi, tại bờ biển đi dạo không bao lâu liền trở về. Hạ Quy Hồng nằm ở trên giường, hồi tưởng đến hôm nay từng ly từng tí, làm thế nào đều cao hứng không nổi. Nếu là hắn không có bị bệnh, hôm nay liền là phi thường hạnh phúc một ngày, thế nhưng là bởi vì nhiễm bệnh, trong hạnh phúc lại mang rất nhiều tiếc nuối. Hạ Quy Hồng lặng lặng nhắm mắt lại, sờ sờ trái tim của mình vị trí, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, còn không có nghĩ lại đâu, liền nghe được cửa phòng mở. Hạ Quy Hồng đi đem cửa mở ra, liền nhìn thấy hắn tiểu cô nương ôm lấy cái bé con đứng tại cổng. Nàng cùng trong trường học xuyên hoàn toàn không giống. Lúc này thủ đô rất lạnh, nhưng Vân Nam lại rất ấm áp. Điềm Hạnh mặc bộ màu trắng áo len, mái tóc đen nhánh tán lạc xuống, lộ ra dị thường tinh khiết ôm nhu. Quy Hồng ca ca, chính ta ở sẽ biết sợ. Hạ Quy Hồng mau đem nàng kéo vào được, tiến đến. Điềm Hạnh vừa tiến đến liền ôm lấy Hạ Quy Hồng. Quy Hồng ca ca, ngươi sẽ không không nghĩ đi cùng với ta a? À? Hạ Quy Hồng làm sao lại không muốn cùng Điềm Hạnh cùng một chỗ, hắn chỉ là sợ mình sẽ thương tổn đến nàng. Điềm Hạnh, ban đêm ngươi ngủ trên giường, ta ngủ ghế sofa. Mặc dù nói bọn hắn đã có loại quan hệ đó, nhưng vẫn là tận lực không muốn lại phát sinh, không phải rất có thể đối Điềm Hạnh tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là, Điềm Hạnh chính là muốn dây dưa hắn, ôm eo của hắn chính là không buông. Luôn luôn xấu hổ nàng, gần đây tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Điềm hạnh xác thực nghĩ tại có hạn thời gian bên trong, nhiều làm bạn một chút Hạ Quy Hồng, cuối cùng, Hạ Quy Hồng đi sân thượng, hắn vốn là muốn tỉnh táo một chút, thế nhưng lại vẫn là bị điềm hạnh đuổi đi theo. Ngươi lại như vậy, ta liền không khách khí. Điềm hạnh lại cười cười, Quy Hồng ca ca, ngươi muốn làm sao không khách khí. Hạ Quy Hồng bất đắc dĩ, cúi đầu xuống liền hôn lên. Cuối cùng, bọn hắn vậy mà tại sân thượng liền bắt đầu. Điềm hạnh xấu hổ chết, mặc dù nói trên sân thượng có màn cửa, nhưng vẫn là khẩn trương muốn mạng nàng ngay tại lung tung ngổn ngang suy nghĩ chuyện chợt phát hiện hạ quy hồng so trước đó càng có sức lực hắn liền cùng gấu đào sóng biển đồng dạng càng không ngừng cuốn tới quy hồng ca ca ngươi vài ngày đều không có đau nhức qua đi nghe được điềm hạnh gian nan hỏi lên lời nói hạ quy hồng cũng choáng ta giống như xác thực mấy ngày không có đau rồi không biết có phải hay không là cùng người nhà cùng nhau chơi đùa xem nhẹ loại kia đau đớn vẫn là xác thực không có đau hắn thuốc giảm đau đều vài ngày chưa ăn qua điềm hạnh nháy mắt hưng phấn nói chúng ta không bằng ngày mai liền đi kiểm tra một chút nói không chừng ngươi tại tốt hạ quy hồng tự nhiên nghĩ kỹ lên hắn nghĩ nghĩ gật gật đầu hạ gia cha mẹ cùng hứa gia cha mẹ trên đường đi vì không để hạ quy hồng ảnh hưởng tâm tình một mực đều không nhắc tới đến bệnh tình sự tình ngày thứ hai biết được hạ quy hồng vài ngày không có không thoải mái đều vui mừng nói vậy chúng ta ngay tại vân nam làm kiểm tra cái gọi là kiểm tra kỳ thật cũng rất nhanh, chính là rút máu kiểm tra một chút ung thư đánh dấu vật, bác sĩ nhìn trước mắt xoái khí thanh niên tuấn lãng, nghi ngờ nói, ngươi nói ngươi hai tháng trước điều tra ra ung thư. Thế nhưng là ta nhìn ngươi không giống A, mà lại cái này kiểm tra đơn bên trên biểu hiện hết thảy bình thường. Hết thảy bình thường. Điềm hạnh trong lòng cuồng hỉ, chút ma ma nước mắt rất nhanh liền chảy xuống. Thật, hết thảy đều bình thường. Bác sĩ xác nhận nói. Tất cả mọi người không thể tin được kết quả này, tranh thủ thời gian đi Vân Nam mặt khác một nhà bệnh viện kiểm tra dưới, lần này càng là thần kỳ. Bác sĩ không chỉ có nói Hạ Quy Hồng không có bất kỳ cái gì khó chịu, còn nói đùa nói thân thể của hắn quả thực là rất tốt, hiện tại tham gia chạy cự ly dài cũng không có vấn đề gì. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Chúc ma ma khóc lại khóc, điềm hạnh yên lặng ở trong lòng cảm tạ rất nhiều lần thượng thiên, quyết định sau khi trở về lại đi một lần chùa miếu hoàng nguyện. Hạ Quy Hồng tốt, đây là cả nhà phúc khí, Mọi người chơi tâm tình cũng tốt hơn, tại Vân Nam trọn vẹn lại chơi một tuần lễ. Về thành thời điểm Điềm Hạnh còn có chút không bỏ được, Hạ Quy Hồng ôm nàng cười nói, ta đáp ứng ngươi, chờ chúng ta tương lai về hưu, ta liền mang ngươi tới nơi này định cư. Thật. Điềm Hạnh con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn phá phá nàng cái mũi nhỏ, đương nhiên là thật. Hạ Quy Hồng trận này bệnh có thể xưng y học kỳ tích, trở lại thủ đô về sau bác sĩ cũng phi thường chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được nhưng ở bác sĩ đem hạ quy hồng toàn thân đều kiểm tra một lần về sau cũng đành phải cảm thán chỉ có thể nói thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ ngươi chịu giúp đỡ chúng ta làm một cái đi theo điều tra nghiên cứu sao chúng ta phải căn cứ thân thể của ngươi đến đối ung thư tiến hành một cái đánh hạ nghiên cứu hạ quy hồng gật đầu đáp ứng xuống bên cạnh điềm hạnh lại có chút đỏ mặt những người này tuyệt đối nghĩ không ra hạ quy hồng khỏi bệnh là bởi vì nàng đem mình tấm thân xử nữ cho hắn bởi vì hạ quy hồng bệnh điềm hạnh trong trường học mời không ít giả hiện tại rốt cục có thể lặng yên học tập mới phát hiện mình rơi xuống không ít khóa nàng trở lại phòng ngủ những người khác biết trong nhà nàng hồi trước phát sinh một số chuyện nhưng điềm hạnh không nói mọi người cũng không có hỏi từ tư tư tỉ mỉ mỗi ngày đều giúp điềm hạnh lau bàn ghế làm cho điềm hạnh vị trí bên trên ngược lại là sạch sẽ vô cùng triệu phương nói thầm điềm hạnh ngươi không biết ngươi khoảng thời gian này không đến khai giảng trắc nghiệm lục nghiêng nhiều lần cầm lần thứ nhất nàng nhưng uy phong. Nàng tình nguyện là hứa điềm hạnh cầm thứ nhất, cũng không hy vọng là lục nghiên cầm, dù sao điềm hạnh cầm thứ nhất lại trợ giúp mọi người học bù, mà sẽ không lạnh lùng mắt trợn trắng. Cái kia vết sẹo mặt, mắt trợn trắng thật là xấu. Triệu Phương lại nói thầm. Ngươi cũng đừng nói như vậy, nàng cầm đầu tiên là bản lãnh của nàng. Điềm hạnh lau lau tay, tiếp tục ngồi tại trước bàn đọc sách. Rất nhanh, nên đón lớp lần thứ hai trắc nghiệm, thí nghiệm kiểm tra cùng lý luận kiểm tra đều có, Thí nghiệm khảo nghiệm là 30 điểm, lý luận khảo nghiệm là 70 phân, môn học này phi thường khó, người bình thường có thế kiểm tra 60 điểm trở lên cũng không tệ. Điểm hạnh rơi xuống không ít chương trình học, mặc dù trải qua một hồi bù lại, cũng vẫn là không có cái gì đấy. Có điều, nàng luôn luôn lạc quan, dự định làm hết mình, nghe thiên mệnh. Lục nghiên bây giờ cùng lão sư quan hệ phi thường tốt, thí nghiệm báo cáo là nàng phụ trách thu phát, thế nhưng là chờ phát phiếu điểm thời điểm, điểm hạnh phiếu điểm lại không cánh mà bay ta là giao thí nghiệm báo cáo điềm hạnh cảm thấy cái này rất kỳ quái lục nghiên lập tức mang theo nộ khí đứng lên thế nhưng là ta cũng đàng hoàng thu không hề động qua làm sao ngươi sẽ không có rồi điềm hạnh lẳng lặng mà nhìn xem lục nghiên nàng sắc thực hoài nghi lục nghiên động tay chân lão sư sợ hai người ầm ĩ lên liền nói ra có lẽ là lão sư hồ đồ làm mất hai người các ngươi đừng nóng vội hứa điềm hạnh ta quay đầu nếu là tìm được liền cho ngươi thêm hôm nay tính điểm số tạm thời không coi là ngươi thí nghiệm khóa thành tích. Không tính điểm hạnh thí nghiệm khóa thành tích, kia điểm hạnh khẳng định kiểm tra không có bao nhiêu phân, lục nghiêng trong lòng bỗng nhiên có chút may mắn. Từ tư tư, 61 phân. Từ tư tư trên mặt đều là mừng rỡ, nàng không ngờ đến mình sẽ thi cao như vậy điểm số. Lục nghiêng, 66 phân. Những bạn học khác đều hâm mộ nói ra, qua, lục nghiên đoán chừng lại là đệ nhất. Thế nhưng là một giây sau, lão sư đọc lên hứa điềm hạnh danh tự. Hứa điềm hạnh, 70 phân. Đây là không bao gồm thí nghiệm khóa thành tích, cũng liền nói lý luận của nàng khóa thành tích mát điểm. Mát điểm? Cái này sao có thể? Lục nghiên mở to hai mắt, lão sư, ngài tính sai sao? Làm sao lại có người kiểm tra mát điểm? Ngài không phải nói qua, ngài chương trình học còn từ xưa tới nay chưa từng có ai kiểm tra qua mát điểm sao? Lão sư mừng thấp khởi, ta nói như thế qua, ta chấp giáo 15 năm, không có người kiểm tra qua mát điểm, nhưng là hôm nay hứa điềm hạnh kiểm tra mát điểm, cái này nói rõ nàng ưu tú chỗ A. Trong lớp đồng học đều chấn kinh, điềm hạnh cũng thật bất ngờ, lập tức lộ ra một cái hài lòng thần sắc, mình vất vả cuối cùng không có uổng phí, nàng vì học bù, con mắt đều nhanh chịu hoa. Những bạn học khác đối hứa điềm hạnh ao ước cùng tán dương đều truyền vào lục nghiêng trong lỗ tai, có người tại nhẹ giọng nghị luận, hứa điềm hạnh vừa về đến, lục nghiên cũng chỉ có thể là vạn năm lão nhị. Ha ha, cùng lục hiệu trưởng đồng dạng, vận khí không tốt, sự nghiệp đỉnh phong chính là phạm tội, bị chuyển xuống đến loại địa phương kia trường học đi. Lục nghiên toàn thân run rẩy, bỗng nhiên đứng lên bịt lấy lỗ tai, ngậm miệng. Ngay tại giảng bài lão sư sững sờ, nhưng trở ngại lục nghiên là tiền nhiệm hiệu trưởng nữ nhi, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Lục nghiên xem hồ nghèo túng chịu một tiết khóa, nghĩ về sau trực tiếp về nhà, nhào lên trên giường liền khóc. Còn tốt, không có mấy ngày chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, ngày đó nàng là muốn lên đài ca hát bởi vì lục nghiên ca hát êm tai đàn xeo lô kéo cũng rất tuyệt đến lúc đó sẽ cùng một vị nghiên cứu sinh học trưởng cùng một chỗ biểu diễn nàng kỳ thật đã biết người kia là hạ quy hồng chuyện này lục nghiên không có nhờ bất kỳ quan hệ gì thuần túy là trùng hợp đây cũng là lục nghiên trong nội tâm lớn nhất an ủi điều này nói rõ nàng cùng hạ quy hồng vẫn là có duyên phận không phải làm sao lại xếp tới cùng nhau tiết mục hạ quy hồng trở về về sau vùi đầu vào công việc bình thường bên trong nhưng bởi vì lo lắng thân thể của hắn điềm hạnh chỉ cần không làm gì liền sẽ chạy đi tìm hắn mấy ngày nay nghe nói hạ quy hồng muốn tới thủ đô đại học lễ đường diễn tập điềm hạnh hết giờ học liền hướng lễ đường đi hạ quy hồng đang cùng quen thuộc người nói chuyện hắn vốn là không nguyện ý đến trường học ca hát nhưng năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường thực sự là khó được nghĩ nghĩ liền đồng ý vừa thấy được điềm hạnh hạ quy hồng liền vứt bỏ ngay tại người nói chuyện lôi kéo điềm hạnh tay quen cửa quen nẻo tìm được lễ đường nhỏ bên trong một chỗ yên lặng lối đi nhỏ. Nhìn ngươi, chạy một đầu mồ hôi. Hạ Quy Hồng cho điềm hạnh lau lau cái trán. Nữ hài nhi phấn nhuận gương mặt bên trên đều là ý cười, ta vội vã tới gặp ngươi nha. Trải qua chuyện lần này, hai người bọn họ tình cảm tốt hơn rồi. Hạ Quy Hồng cúi đầu thân thiết nàng, chờ xuống ta liền phải diễn tập ca hát, trước hát cho ngươi nghe có được hay không. Tốt lắm. Điềm hạnh giòn giòn đáp ứng. Hạ Quy Hồng ca hát phi thường có hương vị, nàng là rất thích nghe. Hạ Quy Hồng muốn hát là một bài thời gian cố sự, ca từ đơn giản, làn điệu nhẹ nhàng, phi thường dễ dàng hát. Nước chảy nó mang đi thời gian cố sự, thay đổi rất nhiều người. Nghe Hạ Quy Hồng trầm thấp từ tính thanh âm, Điềm Hạnh cũng không nhịn được ngâm nga lên, hai người mỉm cười một người một câu, hợp sướng cao rào sử, nữ âm thanh nhu uyển, giọng nam trầm thấp, vậy mà phối hợp đến mức dị thường tốt. Quy Hồng ca ca ngươi hát thật là dễ nghe. Điềm hạnh phát ra từ phế phủ tán thưởng. Hạ Quy Hồng vẫn không nói gì, bỗng nhiên góc trẻ đi tới một người, Quy Hồng, đây là ngươi đối tượng sao? Vâng, nàng là ta đối tượng, đại nhị hệ vật lý hứa điềm hạnh. Người trước mặt là kỷ niệm ngày thành lập trường tiết một người phụ trách, trong mắt đều là khen ngợi, ta vừa mới nghe được hai người các ngươi hợp xướng thật quá không sai. Ta nghĩ các ngươi có thế cùng tiến lên đài sao? Hạ Quy Hồng nghĩ nghĩ, Ngươi khi đó không phải thu xếp một người khác sao? Như vậy được không? Không có chuyện gì. Vì tiết mục chỉnh thể hiệu quả, ta tin tưởng mọi người đều có thể lý giải. Hạ Quy Hồng lại hỏi Điềm Hạnh, vậy ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Điềm Hạnh cười lên, có thế cùng Quy Hồng ca ca cùng một chỗ ca hát, nàng phi thường nguyện ý. Lúc này Lục Nghiên cũng cổng đàn xeo lô đi vào hiện trường, nàng nghĩ đến chờ chút diễn tập liền phải cùng Hạ Quy Hồng cùng tiến lên đài, đầu tiên nàng sẽ kéo một đoạn đàn xeo lô tiếp lấy liền phải cùng hạ quy hồng cùng một chỗ hợp xướng nghĩ đến loại tràng cảnh đó lục nghiên liền tim đập thình thịch nàng đều dặn dò hảo bằng hữu ở phía dưới chụp hình thế nhưng là chờ lục nghiên đến hậu trường tiếp một người phụ trách lại nói cho nàng lục nghiên nói cho ngươi một sự kiện đến lúc đó ngươi không cần ca hát ngươi toàn bộ hành trình kéo dài đàn violon liền được rồi lục nghiên một mặt giật mình vì cái gì a à? không phải đã nói ta cũng phải ca hát vì chỉnh thể tiết mục hiệu quả ngươi có thể lý giải a à? dù sao cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường lục nghiên cắn cắn môi ta nghĩ ca hát nếu như ngươi không thể tiếp nhận an bài như vậy khi kéo dài đàn violon người chúng ta cái khác thu xếp thấy người trước mặt thanh âm lạnh xuống đến lục nghiên cũng không có cách nào đành phải bị khuất đáp ứng coi như không có cách nào cùng một chỗ ca hát cho hạ quy hồng nhạc đệm hẳn là cũng còn có thể nhưng lục nghiên tuyệt đối không ngờ rằng lâm thời đổi ca hát ứng cử viên vậy mà là hứa điềm hạnh. Hạ Quy Hồng cùng hứa điềm hạnh hai người đi tại sân khấu bên trên, nhìn xem lẫn nhau, thâm tình chậm rãi hát xong một ca khúc, lục nghiên tâm cũng phải nát. Nàng cảm thấy thế giới này thật nhắm vào mình, vì cái gì tất cả chuyện tốt đều không phát sinh ở trên người mình. Lục nghiên không chịu nhận an bài như vậy, nàng không có tham gia lần này kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, tiếc một người phụ trách cũng không sợ, rất nhanh liền tìm thay thế nàng người. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày ấy, Hứa Điềm Hạnh cùng Hạ Quy Hồng quả thực là toàn trường nóng nhất một cái tiết mục, hai người trên đài lúc ca hát, Hạ Quy Hồng còn giữ chặt Hứa Điềm Hạnh tay, dẫn tới tất cả mọi người kích động xấu. Lục Nghi ngồi tại dưới đài, nước mắt nhịn không được trượt rơi. Thành tích của nàng lấy không được thứ nhất, vừa ý người cũng chướng mắt nàng, ba ba bị chuyển xuống đến trường học khác, ma ma làm ăn thất bại. Đây hết thảy, đều để nàng thật thống khổ. Lục nghiên thật hận thế giới này, nàng hiện tại muốn làm nhất chính là để hứa điềm hạnh nghỉ học. Thời gian qua thật nhanh, nguyên bản hạ quy hồng là mùa đông sinh bệnh, một cái chớp mắt liền đến mùa hè, đại nhị phải kết thúc, điềm hạnh vội vàng định đem thi cuối kỳ thi xong liền cùng quy hồng ca ca cùng đi ra chơi. Hai người bọn họ đều nghĩ kỹ nhân sinh khổ đoạn, tại có hạn thời điểm phải thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Điềm hạnh mặc bộ màu trắng thuần cô tông áo sơ mi, dưới đáy là một đầu màu đen váy, nhìn phi thường đoan trang xinh đẹp. Nàng đem phích nước nóng sách tiến đến, lau lau mồ hôi, nóng quá a. À mấy người các ngươi tên vô lại, mình phít nước nóng không biết sách tiến đến, vạn nhất ném làm sao bây giờ. Triệu Phương cười hì hì, ngươi đây không phải đi lấy sao. Ngồi tại bên trong cùng tiêu Mỹ quân lặng lẽ nhìn qua, điềm hạnh lại đem nàng phít nước nóng cũng thuận tiện sách trở về. Nhưng tiêu Mỹ quân tại phòng ngủ nhất quán đều coi mình là người trong suốt, cho nên tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác coi như không có trông thấy. Nàng mặc dù ở trong lòng đối điềm hạnh có chút đổi mới, nhưng lại không có thật tiếp nhận mọi người, chỉ hy vọng tại trong cuộc sống tương lai cứ như vậy qua đi xuống đi dù sao hiện tại hứa điềm hạnh trong nhà có tiền không phải ai đều có thể trèo lên triệu phương lại lại gần điềm hạnh ngươi giúp ta giảng một chút cái này đạo đề điềm hạnh nhìn một chút nhíu mày ngươi a à, làm sao đần như vậy cái này đạo đề chúng ta lão sư hôm nay vừa nói qua nàng cho triệu phương giảng đề mục lại thuận mồm nói ra đúng ngươi ca ca tại cha ta nơi đó làm rất tốt cha ta còn nói muốn cho hắn thêm tiền lương đâu. Bởi vì người cả nhà đều đến thủ đô, hứa chấn hoa cảm thấy hô cha mẹ cũng có chút không phù hợp. Trào lưu liền để bọn nhỏ đều hô cha mẹ. Kỳ thật điềm hạnh vẫn cảm thấy hô cha mẹ càng thuận mồm. Triệu Phương một mặt mừng rỡ, thật. Cha ngươi chưa hề nói muốn khai trừ hắn. Ca ca ta nhưng đừng, nếu là thật có thế tại thủ đô kiếm một phân tiền ta cũng yên tâm. Điềm hạnh gật đầu, lại hỏi từ tư tư, tư tư, đệ đệ ngươi không phải 18 tuổi sao? Ngươi không phải nói hắn không yêu học tập muốn làm thuê sao? Anh ta khách sạn bếp sau chiêu học đồ, ngươi có thể để nàng đi qua. Từ tư tư cũng đặc biệt cao hứng, a à, điềm hạnh, ngươi quá tốt. Ta cái này đi cho nhà ta gọi điện thoại, để đệ đệ ta tới. Gặp bọn họ nói chuyện cao hứng, triệu tuyết liên có chút gấp, điềm hạnh, cái kia, nhà ngươi còn nhận người sao? Nghỉ hè công hoặc là... Nâng lên nghỉ hè công, điềm hạnh vỗ đùi, các ngươi không nói nghỉ hè công ta còn không nhớ ra được. Các ngươi nếu là muốn làm nghỉ hè công, liền đi nhà ta nhà máy đi, tính theo sản phẩm, làm nhiều có nhiều, lần trước ta đi hỗ trợ, một ngày có thể làm cái hơn 10 khối đâu. Theo giá hàng dâng lên, tiền lương cũng trướng, nhưng đối với học sinh làm nghỉ hè công đến nói, một ngày hơn 10 khối cũng rất tốt. Triệu phương con mắt đều sáng, đi nhà ngươi khẳng định càng tốt hơn. Chúng ta năm ngoái nghỉ hè tại kia cái gì phá công ty, bị dịp hiểu viện khi dễ không được năm nay ta là cũng không tiếp tục muốn đi điềm hạnh vỗ vỗ bả vai nàng vậy liền đi nhà ta ta cũng đi còn có ta triệu tuyết liên cùng từ tư tư đều đuổi theo sát mà tiêu mỹ quân ở bên cạnh lại trầm tư nàng cũng thiếu tiền nếu có thể một ngày mười mấy khối kia thật là quá tốt thế nhưng là điềm hạnh sẽ muốn nàng sao tiêu mỹ quân rất muốn đi nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút điềm hạnh lại nhanh chóng quay đầu qua kỳ thật điềm hạnh sớm đã phát hiện nàng ở trong lòng thở dài kỳ thật tiêu mỹ quân người này cũng tạm được chỉ là mọi người gần đây quan hệ cũng quá không được tự nhiên làm giống như là mọi người tại cô lập tiêu mỹ quân đồng dạng nghĩ nghĩ điềm hạnh hỏi tiêu mỹ quân ngươi nghĩ hè muốn đi làm công sao tiêu mỹ quân dừng một chút trên mặt đỏ lên ta cũng có thể đi sao đương nhiên có thể chỉ cần ngươi muốn đi ta liền cùng ta ba ba nói một tiếng tiêu mỹ quân gật gật đầu vậy cám ơn ngươi cái khác bạn cùng phòng đều có chút ngoài ý muốn, dựa theo các nàng chắc chắn sẽ không mang tiêu Mỹ Quân, nhưng Điềm Hạnh cũng quá thiện lương. Từ khi Điềm Hạnh nói để tiêu Mỹ Quân cũng đi nhà nàng nhà máy làm công về sau, tiêu Mỹ Quân quả thực đối nàng là 120 điểm cảm kích, tiện thể lấy cùng toàn phòng ngủ quan hệ đều khá hơn. Ngày này Điềm Hạnh đi múc nước, bởi vì Triệu Phương đang bận, liền nhờ nàng cho mình cũng chuẩn bị nước, Điềm Hạnh gật đầu, dẫn theo phít nước nóng liền ra ngoài. Tiêu Mỹ Quân cơ hồ là lập tức cũng đi ra ngoài điềm hạnh ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tốt lắm. Điềm hạnh quay đầu xong nàng cười một tiếng. Hai người dẫn theo phít nước nóng đi ra ngoài, tiêu mỹ quân có chút xấu hổ, điềm hạnh lại là thoải mái. Hứa điềm hạnh, thật cảm ơn ngươi, trước kia là ta đối với ngươi hiểu lầm quá sâu. Điềm hạnh nhìn xem tiêu mỹ quân, thời khắc này tiêu mỹ quân là chân thành tại nói lời cảm tạ. Nói đến cũng làm cho người thổn thức, mình lúc trước làm lại nhiều sự tình Tiêu Mỹ Quân cũng sẽ không cảm kích, nhưng là bây giờ hứa gia có tiền, nàng tiện tay làm một sự kiện, để Tiêu Mỹ Quân thay đổi nhiều như vậy. Có đôi khi không thể không nói, tiền thật quá trọng yếu. Không có việc gì nha, ngươi đi nơi nào làm công đều như thế, ta còn muốn thay chúng ta nhà cảm ơn ngươi đâu, cho chúng ta góp một viên gạch. Tiêu Mỹ Quân cười một tiếng, cảm thấy hai người quan hệ thân cận rất nhiều. Rất nhanh, phòng tắm đến, hai nàng theo thứ tự đem kích nước nóng bỏ qua, tiêu mỹ quân nhìn thoáng qua đột nhiên hỏi cái này phích nước nóng là của ngươi sao không phải đây là triệu phương cái này mới là ta đâu cái này tiêu mỹ quân dùng tay xoa xoa phích nước nóng miệng đồ vật có chút lo âu nói ta đối hóa học cũng cảm thấy rất hứng thú tự mình nghiên cứu qua một chút kim loại hiếm cái này phích nước nóng miệng đồ vật không đúng rồi bởi vì rất nhiều phích nước nóng lót bên trên cũng dễ dàng có cáo trà mà lại phi thường khó sạch tẩy người bình thường cũng sẽ không chú ý thế nhưng là tiêu mỹ quân lại mắt sắc phát hiện vật kia không đúng. Ngươi nói là, thứ này không phải cáo trà. Điềm hạnh có chút mê hoặc. Đúng. Chúng ta đi hóa học phòng thí nghiệm tìm người thí nghiệm một chút. Hai người cũng không mút nước, dẫn theo phít nước nóng liền đi, đến phòng thí nghiệm liền phát hiện, kia phít nước nóng trên miệng đồ vật vậy mà là. Loại kim loại này rất nhỏ trúng độc sẽ dẫn đến thần kinh hoảng hốt, huyết dịch biến hóa chờ triệu chứng, nhưng nếu như thời gian dài phục dụng, sẽ dẫn đến tê liệt thần kinh não bị hao tổn, thứ này làm sao lại tại phích nước nóng trên miệng. Hai nữ sinh đều dọa sợ, là ai yếu điểm triệu phương. Chuyện này thực sự là quá nghiêm trọng, bọn hắn lặng lẽ báo cảnh, mặt khác còn nói cho chủ nhiệm lớp. Triệu phương biết về sau che ngực lăng lăng, có người muốn hại ta. Cảnh sát ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem điềm hạnh, cho nên, mỗi ngày đều là ngươi giúp đỡ nàng múc nước. Đây là tiêu mỹ quân phát hiện miệng bình có khác vật chất. Điềm hạnh sửng sốt một chút, vâng, Ta thường xuyên trợ giúp Triệu Phương múc nước, thế nhưng là ta tuyệt đối sẽ không thả thứ này. Nàng cùng Triệu Phương quan hệ rất tốt, làm sao có thể đi hại Triệu Phương. Triệu Phương cũng lập tức làm chứng, đúng thế. Nàng là sẽ không hại ta. Ngươi đi trước bệnh viện kiểm tra hạ thân thể đi, bạn cùng phòng của ngươi đều muốn trở về tiếp nhận điều tra. Chuyện này tính chất quá nghiêm trọng. Tối hôm đó, 306 dặm trừ Triệu Phương cái khác mấy nữ sinh toàn bộ được đưa tới cục cảnh sát, tất cả mọi người rất sợ điềm hạnh an ủi bọn hắn đừng sợ chuyện này không phải chúng ta làm cảnh sát sẽ điều tra ra được thế nhưng là rất nhanh liền có cảnh sát đơn độc gọi đến điềm hạnh biểu hiện cái này phích nước nóng bên trên chỉ có ngươi vân tay trước mắt chứng cứ toàn bộ đều chỉ hướng ngươi ngươi nếu là nói thật sẽ từ nhẹ phán quyết điềm hạnh trong lòng rất sợ hãi nhưng vẫn là cố gắng để cho mình lộ ra tỉnh táo hơn ta không có làm qua ta cùng triệu phương là người bạn thật tốt được thôi ngươi phải lưu lại những người khác có thể đi triệu phương mặc dù kiểm tra qua đi biểu hiện thân thể không có biến hóa nhưng là cũng sinh ra bóng tối dường như nhìn cái gì đều cảm thấy là có độc biết được điềm hạnh bị bắt vào đi nàng không thể tin được thật chẳng lẽ chính là điềm hạnh hại mình không sẽ không điềm hạnh đối với mình tốt như vậy ngày thứ hai trong lớp liền truyền ra lục nghiêng nhìn thấy triệu phương còn cười nói nghe nói hứa điềm hạnh đầu độc hại ngươi triệu phương trừng nàng liếc mắt ngươi ngậm miệng Lục Nghiên cười cười, mọi người đều biết, hứa điềm hạnh thường xuyên giúp ngươi múc nước, có thế tại ngươi phích nước nóng bên trong đầu độc sẽ không bị phát hiện, chỉ có hứa điềm hạnh. Chật chật, ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ tốt bao nhiêu nha, xem ra cũng là chịu không được khảo nghiệm. Ngươi không phải liền là có một môn môn chuyên ngành thành tích tương đối tốt sao? Hứa điềm hạnh độ lượng cũng quá không được đi. Triệu Phương đứng lên, bỗng nhiên liền cho Lục Nghiên một bàn tay, ngươi ngậm miệng. Điềm hạnh không phải ngươi có thể nói người nàng làm người thế nào trong lòng ta rất rõ ràng, không cần ngươi tại cái này nói. Lục nghiên thật sự là không nghĩ tới, triệu phương sẽ như vậy tín nhiệm hứa điềm hạnh. Mà từ tư tư bọn hắn cũng ở bên cạnh mồm năm miệng mười nói, đúng đấy, điềm hạnh là ai, chúng ta trong lòng đều rõ ràng, chỉ là bởi vì trùng hợp nàng thường xuyên trợ giúp múc nước, cho nên mới sẽ được lưu lại hỏi nhiều mấy câu, lục nghiên, ngươi cùng điềm hạnh có cừu hận gì sao? Lời nói này xong, Triệu Phương bỗng nhiên nhìn chầm chầm lục nghiêng, ngươi chán kết như vậy điềm hạnh, có phải là trong ngóng nàng xảy ra chuyện? Lục nghiên hoảng, mau nói, ta mới không có. Nàng nói xong cũng đi, vẫn không có nói chuyện tiêu mỹ quân gọi lại lục nghiên, ngươi lần trước đi phòng thí nghiệm cầm còn gì nữa không? Ta đến hỏi người ta mượn mượn thế nào không đến a, à, thật kỳ quái. Lục nghiên vô ý thức nói, ngươi đương nhiên mượn không được, kia là ta. Nàng mới nói. Chương 141, 2 Nửa câu liền phát giác chính mình nói sai, mau ngậm miệng, cái gì? Tiêu Mỹ quân nhìn xem cái khác bạn cùng phòng, không có hỏi lại xuống dưới, mà Triệu Phương hô hấp đều muốn dừng lại. Cái này lục nghiêng, khẳng định là có vấn đề. Nguyên bản Triệu Phương vẫn là muốn hỏi, đáng tiếc lão sư đến, cần lên lớp, nhưng nàng nhìn chầm chầm vào lục nghiêng đang nhìn. Không sai, bình thường nàng thường xuyên vì điềm hạnh bên vực kẻ yếu, nói riêng một chút lục nghiêng không ít lời khó nghe, nhưng Triệu Phương cho là mình nói đô sự thật. Chẳng lẽ Lục Nghiên thật về phần vì cái này mà độc chết mình? Nàng vừa nghĩ tới, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Hạ Quy Hồng sớm đã đuổi tới cục cảnh sát, đưa hai cái người chứng kiến đi qua, hai người này hết thảy nói ra, lúc ấy có một cái nữ sinh là đi phòng thí nghiệm mượn qua, nhưng là cụ thể kêu cái gì, chúng ta không biết. Hạ Quy Hồng nhìn điềm hạnh, trong mắt đều là đau lòng, hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem những người kia, ta yêu cầu các ngươi lập tức điều tra rõ ràng chân tướng sự thật còn chúng ta một cái công đạo. Mà chúc ba ba tại thủ đô có người quen biết, điện thoại sớm đã đánh tới, người trong cuộc đối điểm hành thái độ lập tức cung kính, đây đều là hiểu lầm, thực sự là chúng ta cần điều tra chân tướng, bất đắc dĩ mới khiến cho ngươi ở đây lưu một hồi. Chương 142, 1 Bởi vì trong phòng thí nghiệm không có phát hiện khả nghi vân tay, mà Triệu Phương phích nước nóng bên trên cũng chỉ có điềm hạnh cùng Triệu Phương vân tay, cảnh sát hợp lý hoài nghi điềm hạnh chính là người hiềm nghi. Hạ Quy Hồng quả thực muốn bạo tạc, hắn điềm hạnh là tuyệt đối sẽ không đi hại người. Triệu phương khóa đều lên không đi xuống, nàng suy tư liên tục, vẫn là đến đồn cảnh sát. Cảnh sát tiên sinh, điềm hạnh là ta vô cùng vô cùng bản thân, nàng là tuyệt đối không có khả năng hại ta. Tiểu cô nương, ngươi còn trẻ, hiện tại xã hội này, khẩu Phật tâm xà còn nhiều, chúng ta chỉ nói chứng cứ. Triệu phương khóc không ra nước mắt, thế nhưng là, nàng thật sẽ không hại ta nha, các ngươi không thể dạng này một cái phòng ngủ người đều gấp, Hạ Quy Hồng thắp nơi nghĩ biện pháp, tìm quan hệ, tìm chứng cứ, mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tiêu Mỹ quân tìm được chứng cứ. Nàng cái này người bình thường mặc dù không lớn nói chuyện, kỳ thật tâm kế cũng là phi thường thâm trầm. Tiêu Mỹ quân đi ngăn chặn lục nghiên ta biết, kia là ngươi thả, ta nhìn thấy. Có điều, ta cùng hứa điềm hạnh quan hệ cũng không tốt, ta ghét nhất người như vậy. Lục nghiêng, gia đình ta tình huống không tốt, ngươi cho ta 100 khối tiền, ta cam đoan sẽ không nói ra đi. Lục nghiên không mò ra tiêu mỹ quân là thật biết vẫn là lừa dối mình, nàng còn muốn nói điều gì, tiêu mỹ quân tiến tới nói ra, không nguyện ý a. À. Ta hiện tại liền đi cục cảnh sát. Lục nghiên dọa đến kéo lại nàng, ngươi. Ta cho ngươi còn không được sao. Hai nàng đối thoại toàn bộ hành trình bị tiêu mỹ quân trong bọc máy ghi âm cho quay xuống, cái niên đại này phi thường lưu hành loại kia cỡ nhỏ thu nhận sử dụng âm máy móc, kỳ thật tiêu mỹ quân cũng không có, nàng đây là từ điềm hạnh nơi đó mượn tới dùng. Tiêu Mỹ quân cầm 100 khối, cấp tốc đi đem ghi âm giao cho cảnh sát. Bên kia có cái này ghi âm, quả thực tương đương có lợi nhất chứng cứ. Rất nhanh liền có người trực tiếp đi đem lục nghiên mang đi, mà lục nghiên lúc này trên thực tế là có chút nghĩ mà sợ, trong nhà nàng đã thu xếp nàng xuất ngoại, lại tại sân bay bị bắt trở lại. Lục nghiên đến đồn cảnh sát thời điểm, điềm hạnh đã được phóng thích, hai người gặp thoáng qua. Nàng ngoan độc quán hận nhìn xem điềm hạnh, Điềm Hạnh bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Hạ Quy Hồng một cái đi lên đỡ lấy Điềm Hạnh, nhìn xem nàng hơi đầu tóc rối bời, hắn thấp giọng nhanh chóng hỏi, ngươi thế nào? Điềm Hạnh nắm chặt hắn tay, Quy Hồng ca ca, ta không sao. Bên cạnh Triệu Phương đều khóc, Điềm Hạnh, thật xin lỗi. Đều tại ta. Triệu Phương, cái này sao có thể trách ngươi? Ngươi cũng là người bị hại. Mấy người đang nói, bỗng nhiên bên ngoài đến vị lão nhân, lão nhân kia tóc trắng quắc thước, bị mấy người viện, vừa vào cửa liền hô, ta nhìn các ngươi ai dám bắt ta lục chính nam tôn nữ. Lục chính nam. Đồng cảnh sát lãnh đạo lập tức đứng lên, đi qua nắm chặt lục nghiêng da da của nàng tay. Mà lục nghiêng tuyệt vọng không được thời điểm, nghe được da da của nàng đến, lập tức khóc, hô to, da da, cứu ta. Da da của nàng lúc trước bởi vì không thích mẹ của nàng, cùng bọn hắn cơ bản không đi động, thế nhưng là da da tham chính, địa vị rất cao, bây giờ mặc dù về hưu, cũng là lực ảnh hưởng lớn vô cùng nói khó nghe chút, gia gia của nàng coi như thật chơi chết cái gì người, đều không người nào dám động đến hắn. gia gia đến, nàng được cứu. đồng cảnh sát lãnh đạo rất khó khăn, lục lão, ngài trước tỉnh táo lại, sự tình là ta mặc kệ các ngươi sự tình như thế nào, đem tôn nữ của ta nghiêng nghiêng thả. nếu không ta muốn các ngươi đẹp mắt. đồng cảnh sát người đều hai mặt nhìn nhau, lục chính nam đích thật là cái địa vị rất cao người, quốc gia lãnh đạo cấp cao đều từng thăm hỏi qua bọn hắn làm sao dám động lục lão kia chúng ta trước hết đem lục nghiêng đem thả đến tiếp sau điều tra điềm hạnh cao mày hô không thể thả nàng các ngươi thân là tên người cảnh sát làm sao có thể phụ lòng nhân dân chờ mong nàng tại triệu phương phích nước nóng bên trong hạ độc nếu là chúng ta không có kịp thời phát hiện triệu phương rất có thể liền xảy ra vấn đề bây giờ nói buông liền buông dựa vào cái gì lục chính nam một đôi mắt mười phần sắc bén hắn mắt long long nhìn xem điềm hạnh, ngươi biết ta là ai không? Dám đối ta rống to gọi nhỏ. Điềm hạnh tức giận phi thường, chúng ta là hợp pháp công dân, ngươi cũng là hợp pháp công dân, chẳng lẽ tại nhân mạng trước mặt, ngươi so với chúng ta càng đặc thù. Lục chính nam đại thủ vỗ, lão tử năm đó vào sinh ra tử, đều mẹ nhà hắn vì nhân dân. Bây giờ coi như tôn nữ của ta phạm cái gì sai, nhân dân cũng phải gánh. Hạ Quy Hồng đi lên ngăn lại điềm hạnh, chuyện này không cần quản hắn cũng không phải là không hy vọng trên đời hết thảy đều là công chính nhưng hạ quy hồng so điềm hạnh lớn tuổi hắn phi thường rõ ràng lục chính nam là một cái bọn hắn tuyệt đối đều không thể trêu vào người thậm chí triệu phương đều lùi bước điềm hạnh chúng ta nếu không trở về đi điềm hạnh quật cường nhìn xem lục chính nam lục nghiên chạy đến lục chính nam bên cạnh da da ta không có làm cái gì chuyện sai là nữ sinh này nàng oan uổng ta hãm hại ta khi dễ ta triệu phương trừng mắt lục nghiên ngươi quả thực ngậm máu phun người. Lục nghiên nghĩ đến Gia Gia vì chính mình chỗ dựa, đồn cảnh sát người đều không dám nói chuyện, trong lòng mang chút đắc ý, Gia Gia, chúng ta đi thôi. Lục chính nam cũng lười cùng những người này nói dốc, hắn hừ một tiếng, đồ khỉ, cũng dám cùng ta đòn khiên. Hắn mới đứng lên, đã cảm thấy trong đầu bỗng nhiên tê rần, cả người lung lay, lập tức ngã quỵ. Lục nghiên dọa sợ, nhanh đi dìu hắn, Gia Gia, Gia Gia. Lục Chính Nam bởi vì bỗng nhiên trúng gió dẫn đến cả người không có ý thức, đến bệnh viện về sau bác sĩ cũng biểu thị cứu giúp không đến, mà cục cảnh sát người quyết định thật nhanh, lần nữa đem Lục Nghiên bắt giữ. Lần này không có người có thể cho Lục Nghiên chỗ dựa, nàng đành phải ngoan ngoãn đi vào. Cái này khiến 306 người đều vô cùng hưng phấn, mọi người nói đến chuyện này mấu chốt địa phương, Điềm Hạnh nói, phải cảm tạ Tiêu Mỹ quân mắt sắc cứu ngươi một mạng a, Triệu Phương, nếu không phải nàng, ngươi còn tại uống mang theo nước mà ta còn tại bên trong không có ra tới. Triệu Phương có chút xấu hổ, Tiêu Mỹ Quân, cảm ơn ngươi. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Mỹ Quân cùng trong trí nhớ không giống nhau lắm, mà Tiêu Mỹ Quân lại biết, nàng nhưng thật ra là bị Điềm Hạnh cảm hóa. Nguyên lai làm một người tốt, là thư thái như vậy. Nghỉ hè rất mau tới, mấy cái bạn cùng phòng đều đi hứa chấn hoa nhà máy đi làm, Điềm Hạnh cũng đi làm mấy ngày, thời gian còn lại vốn là dự định bồi hạ Quy Hồng đi du lịch, nhưng chị dâu Tiểu Phượng nhất chuyển sinh. Điềm Hạnh không yên lòng, liền quyết định vẫn là đừng đi ra ngoài chơi. Bất tri bất giác, nghỉ hè thời gian qua một nửa, lục nghiên sự tình muốn mở phiên tòa, 306 nữ sinh toàn thể xuất động, Hạ Quy Hồng sợ xảy ra ngoài ý muốn cũng bồi tiếp Điềm Hạnh đến hiện trường. Lục nghiên mặc đặc chế quần áo, tóc cũng xây thành tóc húi cua, trước kia nàng để tóc dài lộ ra quy n rủ động lòng người, hiện tại cắt thành tóc ngắn, lại có vẻ trên mặt rất nhiều khuyết điểm. Đầu tiên, lục nghiên khuôn mặt có chút rộng, mũi cũng có chút lớn, nhìn liền có chút giống nam nhân đồng dạng. Lục nghiên cúi đầu, nàng khoảng thời gian này bị nhiều lần thẩm vấn, mà gia gia của nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đời này chỉ sợ cả một đời cũng không có cách nào cứu nàng. Đến phiên lục nghiên lúc nói chuyện, nàng khóc nói, ta lúc đầu chỉ là bởi vì thích một cái nam sinh, cho nên mới đối hứa điềm hạnh sinh ra địch ý, triệu phương vì giúp nàng thường xuyên tự mình giảng ta nói xấu, là các nàng trước treo chọc ta, ta không có treo chọc các nàng. Nàng khóc bả vai co rúm thế nhưng không có thay đổi kết quả sau cùng. Bởi vì Triệu Phương không có nhận đặc biệt rõ ràng tổn thương, cho nên Lục Nghiên chỉ bị phán xử 2 năm tù có thời hạn, nhưng đây đối với một cái phong nhã hào hoa nữ sinh viên đến nói, quả thực là đã kích trí mạng. Nhất là là chuyện này đã rất nổi danh, không ít báo chí đều đăng cái này cọc tin tức, Lục Nghiên hoàn toàn không biết mình tương lai sau khi đi ra nên như thế nào sinh hoạt. Thẩm phán kết thúc, Triệu Phương thở dài một hơi, Điềm Hạnh cũng thở dài một hơi, đám bạn cùng phòng đều về trường học, điềm hạnh thì là đi theo hạ quy hồng cùng một chỗ về bọn hắn tân phòng nhìn xem, định cho bên trong thực vật tưới tưới nước. Nói đến hạ quy hồng cũng là rất giảo hoạt, cố ý tại tân phòng bên trong thật nhiều thực vật, thỉnh thoảng mời điềm hạnh trở về tưới nước, mỗi lần đều muốn khi dễ nàng một phen. Điềm hạnh cố ý nói, ngươi lần này nhưng không cho lại khi dễ ta, nếu không lần sau ta lại không còn đi chung với ngươi tưới nước. Hạ quy hồng lặng lặng mà nhìn xem nàng, trên mặt nhưng không có mỉm cười, một hồi lâu, mới đem nàng chăm chú ấn tại trong ngực của mình. Quy Hồng ca ca, ngươi làm sao rồi? Ta đang suy nghĩ lựa chọn của ta có phải là đúng? Lựa chọn gì a? À? Ta lựa chọn làm học thuật nghiên cứu khoa học, người ngoài xem ra là vô cùng phong quang. Thế nhưng là đối ngươi, đối gia đình của ta mà nói, đây không phải một cái tốt nhất nghề nghiệp. Điềm hạnh không hiểu rõ lắm. Quy Hồng ca ca, này làm sao không tốt rồi? Đây là ngươi thích nhất sự tình, ngươi làm cũng phi thường ưu tú, có chỗ nào không tốt sao? Hai người dọc theo đường cái đi, bên người là lui tới người xa lạ, có người mở ra xe con, có người cưỡi xe đạp. Hạ Quy Hồng chợt phát hiện trong lòng mình dê xê vọng càng ngày càng khắc sâu. Nếu như lại phát sinh một lần chuyện như vậy, nếu như lục nghiên gia gia không có bỗng nhiên bị bệnh, như vậy nàng liền có thể thuận lợi trốn qua luật pháp chế tài, đây chính là quyền lợi cùng giá trị của đồng tiền. Ta đang nghĩ, nếu như ta không có quyền lợi cùng tiền tài, ta liền không cách nào bảo hộ người nhà của mình, như vậy ta coi như học thuật làm cho dù tốt thì có ý nghĩa gì chứ? Điềm Hạnh nghĩ nghĩ, nói ra, chuyện như vậy, bình thường đến nói đều sẽ không phát sinh phải nhiều như vậy. Mà lại ta tin tưởng, công đạo tự tại lòng người, người xấu khẳng định sẽ bị chính nghĩa đánh bại. Nhìn xem trước mặt đơn thuần tiểu cô nương, Hạ Quy Hồng rất may mắn Điềm Hạnh vẫn là như vậy tinh khiết, thế nhưng là xã hội này thật không phải là đơn giản như vậy. Hắn ở trong lòng âm thầm dự định. Hai người rất nhanh đến tân phòng. Điềm Hạnh mới vào cửa đã cảm thấy có chút không quá phù hợp, Quy Hồng ca ca, về sau ta vẫn là đừng tới đi, ta cảm thấy chúng ta còn chưa kết hôn, ta động một chút lại chạy tới nơi này quá không thích hợp. Nếu là cha nàng nương biết chắc cũng không vui vẻ. Hạ Quy Hồng không nỡ nàng không đến, nhưng cũng là rất tôn trọng nàng, tốt, một lần cuối cùng. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng cũng cảm thấy có chút nôn nóng, thời gian làm sao sống chậm như vậy đâu. 6 tháng cuối năm Điềm Hạnh mới học đại tam cũng không biết lúc nào nàng mới có thể tốt nghiệp bọn hắn khả năng kết hôn lần này hạ quy hồng không tiếp tục khi dễ điềm hạnh ngược lại là xuống bếp cho nàng làm một trận cơm tối điềm hạnh ở bên cạnh mỉm cười nhìn quy hồng ca ca nhớ kỹ ta lần thứ nhất đi nhà ngươi ngươi hoàn toàn không biết làm cơm khoai tây cũng sẽ không cắt không nghĩ tới ngươi bây giờ trù nghệ nhưng lợi hại hắn hiện tại làm cơm xác thực rất không tệ hạ quy hồng nghiêng đầu đẹp mắt con ngươi nhìn nàng một cái vì truy ngươi ta chỉ kém thượng thiên trích tinh tinh. Điềm hạnh nở nụ cười, ngươi không cần trích tinh tinh, đời ta cũng sẽ không chạy. Nghĩ đến đã từng trải qua, Hạ Quy Hồng Phi thường may mắn hắn cuối cùng là cùng điềm hạnh cùng một chỗ, nếu như không có nàng, có lẽ mình bây giờ căn bản đã không tại trên cõi đời này. Trước mấy ngày hắn làm một giấc mộng, mộng thấy mình rơi vào vực sâu vạn trượng, cái loại cảm giác này thực sự là thật đáng sợ quá chân thực, tối hậu quan đầu là điềm hạnh cứu hắn. Hai người ăn cơm, Hạ Quy Hồng lúc này mới đưa Điềm Hạnh trở về, lại không nghĩ tới tại hứa gia dưới lầu nhìn thấy bối rối vội vàng một đám người. Điềm Hạnh. Tẩu tử ngươi xảy ra chuyện. Mau tới bệnh viện. Lâm Hà cầm bao lớn bao nhỏ mà xuống lầu, nhìn thấy Điềm Hạnh liền hô. Làm sao rồi? Phía trước mấy người nhấc lên tiểu phượng, chính hướng trên xe cứu thương tiến. Điềm Hạnh cùng Hạ Quy Hồng cũng đuổi theo sát đi. Một hồi lâu mới biết rõ ràng hóa ra là tiểu phượng đi nhà xí trượt chân, vậy mà liền thấy đỏ. Bây giờ cách sinh sản còn muốn một đoạn thời gian, hiện tại thấy đỏ đó không phải là rất nguy hiểm. Trên đường đi Lâm Hà sắc mặt đều trắng rồi, nàng nhắm mắt lại, thống khổ hồi ức, sinh non. Lại là sinh non. Lúc trước ta sinh ngươi, chính là ngã một phát sinh non, kém chút liền mất mạng. Ngươi sinh ra tới đặc biệt nhỏ, thỉnh thoảng liền phát sốt. Điềm hạnh nắm chặt Lâm Hà tay, mẹ, chị dâu nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Phượng xuất huyết nhiều, đến bệnh viện đem bác sĩ đều hù đến. Nhưng trùng hợp chính là, tiểu phượng là gấu trúc máu. Gia thuộc. Nghĩ biện pháp tìm gấu trúc máu, đầu tiên tra một chút, các ngươi có hay không thích hợp, gấu trúc máu trong bệnh viện tạm thời không có dự bị, nếu là tìm không được sản phụ rất dễ dàng chết. Lâm Hà thân thể mềm nhũng, kém chút đổ xuống, người cả nhà tranh thủ thời gian rút máu, hứa vệ tinh gấp đến độ mắt nổi đong đóm, cái thứ nhất bên trên, nhưng là máu của hắn không được những người khác lần lượt thử máu cuối cùng chỉ có điềm hạnh huyết phù hợp. Nghĩ đến điềm hạnh cho tới nay đều thân thể không tính rất tốt, gầy ba ba, người trong nhà đều có chút không nở, nhưng là bây giờ loại thời khắc mấu chốt này, còn có thể làm sao? Điềm hạnh rất nhanh vén tay áo lên rút máu cho tiểu phượng chuyển vào. Tiểu phượng sinh ra tới một cái bốn cân nửa tiểu nữ hài, Lâm Hà nhìn thấy lúc sửng sốt, tiểu hài này làm sao cùng điềm hạnh khi còn bé giống như vậy. Hứa chấn hoa nhìn một chút, cũng cảm thấy đặc biệt giống, Mai Tử cười nói, cháu gái giống cô cô thật không nghĩ đến nàng như thế sẽ chọn tìm cái xinh đẹp nhất cô cô hứa vệ tinh cũng cảm thấy thần kỳ có thể là nàng biết là tiểu cô cô cho bọn hắn hiến máu vô luận nói như thế nào tiểu phượng mẫu nữ bình an mọi người trong lòng đều nắm chắc nhi tiểu phượng tại bệnh viện ở mấy ngày thân thể rất nhiều lúc này mới xuất viện về nhà điềm hạnh vốn là muốn tham dự chiếu cố nàng thế nhưng là nhà đông người thực sự không xen tay vào được nàng liền từ bỏ Tiểu nữ hài nhi là tiểu phượng cho đặt tên, gọi tỉnh nhã, đặc biệt yêu cười, lại rất ngoan, mỗi ngày đều tốt mang không được. Nhất làm cho mọi người cao hứng là, tỉnh nhã xuất sinh cho hứa gia mang đến chỗ tốt vô cùng lớn. Hứa chấn hoa trong xưởng bỗng nhiên rơi xuống một bút lớn vô cùng đơn đặt hàng, nghe nói là muốn phát hướng nước ngoài. Đây là muốn đem nhà chúng ta sản phẩm tiêu hướng nước ngoài. Không nghĩ tới chúng ta làm y phục dày người nước ngoài cũng thích. Lâm Hà thật đúng là hưng phấn. Hứa chấn hoa đốt một điếu thuốc, vừa định nói chuyện, bị Lâm Hà đánh rụng, không cho phép ở nhà hút thuốc lá. Ta cháu gái ngoan nhỏ như vậy. Ai nha, trong phòng khách rút một cây cũng không được. Hứa chấn hoa rất vĩ khuất. Lâm Hà nghiêm túc nói, phòng khách cũng không được. Điềm hạnh ở bên cạnh nhìn nàng phụ mẫu dạng này, nhìn không được liền cười. Hứa chấn hoa cũng cười lên, thật tốt, không hút thuốc lá. Cái này đơn đặt hàng lớn còn tại nói cụ thể quá trình, không có hoàn toàn bàn bạc ổn thỏa gần đây cần cùng mấy cái người ngoại quốc câu thông giao lưu, chỉ tiếc ta không đọc sách nhiều, hoàn toàn không hiểu Anh ngữ. Điềm hạnh, trường học các ngươi bên trong có hay không thích hợp đồng học đề cử cho ta làm phiên dịch. Điềm hạnh lập tức nhớ tới mấy cái bạn cùng phòng, cha, ta mấy cái kia bạn cùng phòng Anh ngữ đều đặc biệt tốt. Ngài trực tiếp mời bọn họ là được nha, còn đặc biệt đáng tin cậy. Hứa chấn hoa hiện tại là cái nhà máy lớn xưởng trưởng, tự nhiên cực kỳ hào phóng, lập tức liền đáp ứng. Triệu phương mấy cái người nguyên bản đối may sim y việc liền phi thường hài lòng, bỗng nhiên lại biến thành phiên dịch, tiền lương cao thật nhiều thật nhiều, vậy đơn giản không nên quá thoải mái. Tất cả mọi người hợp lại khai giảng muốn mời điềm hạnh thật tốt ăn bữa cơm. Bởi vì cần phiên dịch mấy cái, hứa chấn hoa bên người cũng cần một cái, điềm hạnh liền tự thân lên. Nàng cố ý lựa chọn một áo sơ mi trắng, phối thêm màu đen một bước váy, dạng này có lẽ có thể lộ ra niên kỹ thành thục chút. Ngày này Điềm Hạnh bồi tiếp cha nàng hứa chấn hoa cùng nhau đi nói chuyện làm ăn, muốn gặp là đối phương công ty giám đốc Trác Viễn. Nguyên bản Điềm Hạnh coi là Trác Viễn sẽ là cái cùng mình cha niên kỹ không chênh lệch nhiều người, thế nhưng là xa xa nhìn thấy mới phát giác được kinh ngạc. Trác Viễn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, rõ ràng chính là người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi nha. Hứa chấn hoa thấp giọng nói, cái này Trác quản lý phi thường lợi hại, tuổi còn nhỏ mồm mép công phu rất cao, ta cùng hắn đàm qua mấy lần, đều không có chiếm qua thượng phong. Khuê nữ, ngươi chờ chút không cần phải sợ, cha ở đây. Điềm hạnh khéo léo gật đầu, được rồi. Trác viễn đã sớm nhìn thấy hứa chấn hoa bên cạnh nữ hài, nhìn xem rất trẻ trung, mặc dù xuyên rất phù hợp thức, nhưng gương mặt kia non nớt, lộ ra cũng liền 17-18 tuổi. Trên mặt cô gái dường như lóe ra khiếp đảm, cái này khiến trác viễn nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ mình nhìn xem là loại kia rất để người không thích người A. À? Hắn đi tới cùng hứa chấn hoa nắm tay, hứa tổng, lại gặp mặt. Hứa chấn hoa cũng cười nói, trác tổng, cầu chúc chúng ta hôm nay trao đổi thuận lợi. Hai người trò chuyện liên quan tới chế tạo vấn đề, điềm hạnh ở bên cạnh lặng lặng nghe, liền phát hiện cái này trác viễn xác thực rất lợi hại, hắn mỗi một câu nói giống như đều rất ôn hòa, nhưng kỳ thật câu câu cất giấu lưỡi đao. Tỷ như nói, hắn muốn đem đơn đặt hàng số lượng lại thêm 2.000 đơn, nhưng ngược lại liền sẽ đến một câu, tiến giá cần điều chỉnh lại một chút. Hứa chấn hoa cho ra đơn giá đã đủ thấp, nếu là lại điều chỉnh kia thật không có kiếm. Trác viễn cười khẽ, dùng anh ngữ cùng người bên cạnh nói ra, hắn nghe không hiểu tiếng Anh, người nói cho ta, lão bản của các ngươi năng lực kém nhất tiếp nhận bao nhiêu. Bên người người nước ngoài nhẹ nhàng nói một con số, trác viễn còn chưa lên tiếng đâu, điềm hạnh liền nhẹ nói, cha, bọn hắn dự định muốn. Nàng cũng nói một con số, cùng người nước ngoài nói một chữ không kém, trác viễn ngưng lông mày nhìn lại, hắn thực sự là quá bất cẩn, không có nghĩ đến nữ hài tử này vậy mà lại tiếng Anh. Hứa Chấn Hoa cười nói, cái kia giá cả cũng không tệ lắm, ta có thể tại cái kia giá cả cơ sở bên trên lại giảm xuống một chút. Trác Viễn không thể nói, nhíu nhíu mày, được thôi. Nói xong, hắn đứng lên nói ra, đã quyết định hợp tác, kia không ngại cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Ăn cơm đó là đương nhiên có thể, mấy người cùng đi một nhà tiệm cơm, Trác Viễn càng không ngừng cho Hứa Chấn Hoa mời rượu, Hứa Chấn Hoa người này nguyên bản là dựa vào an tâm làm việc mới kiếm chút tiền rượu trên trận đồ vật tự nhiên cũng sẽ không quá, chỉ chốc lát liền bị quá chén. Điềm hạnh một giọt rượu đều không có uống, lo lắng cho mình cha uống quá nhiều khó chịu, không chỗ ở mời rượu. Còn tốt, Trác viễn không tiếp tục buộc hứa chấn hoa uống rượu. Ta để lái xe đưa ngươi nhóm trở về. Nhìn xem cha say thành dạng này, điềm hạnh cũng không có cách nào, đành phải đáp ứng Trác viễn. Trên đường đi, Trác viễn cũng không nói gì, nhưng ngẫu nhiên quay đầu liếc liếc mắt điềm hạnh, trong lòng chập trùng lên xuống nữ hài tử này dáng dấp không tệ, phụ thân nàng hứa chấn hoa cũng là xưởng trưởng. nếu là mình có thế cùng với nàng kết hôn, như vậy hứa chấn hoa nhà máy cũng chính là hắn. nghĩ như vậy, trác viễn đối điềm hạnh cười cười, điềm hạnh có chút xấu hổ, cũng nhàn nhạt cười một tiếng. khi cười một tiếng, để trác viễn trên mặt thần sắc ngưng lại. đến nhà, trác viễn còn tự thân đem hứa chấn hoa đỡ lên trên lầu, điềm hạnh ra tới cảm tạ hắn, trác viễn cười nói, về sau sẽ còn gặp lại, không cần khách khí như vậy người này luôn luôn để người cảm thấy có chút là lạ, Điềm Hạnh không nghĩ nhiều. Mà Trác Viễn sau khi trở về liền lập tức ra một chút hứa Điềm Hạnh sự tình, phát hiện nàng vậy mà là thủ đô sinh viên đại học, cái này toàn gia cũng là lợi hại a. À. Trác Viễn nhìn xem văn kiện trên bàn giấy, thở dài một hơi. Hắn đã sớm biết hứa chấn hoa người này là nông thôn đến, có thế tại thủ đô gần như muốn độc quyền chế áo thị trường, kia thật là phi thường lợi hại. Muốn nói là dựa vào người thông minh, Trác Viễn là không tin nếu là người này đầy đủ thông minh vì cái gì phía trước mấy chục năm đều không có cái gì lớn thành tựu vậy cũng chỉ có thể nói là vận khí khoảng thời gian này trác viễn liên tục mang mấy cái người ngoại quốc liền đều cần có người thông dịch khả năng giao lưu hứa chấn hoa liền thỉnh thoảng đem điềm hạnh mang theo đang cùng trác viễn tiếp xúc quá trình bên trong điềm hạnh phát hiện người này xác thực rất lợi hại năng lực làm việc gì thường đột xuất hứa chấn hoa nói riêng một chút khuê nữ Trác viễn 18 tuổi liền ra tới kế thừa cha của hắn sản nghiệp, người này có năng lực, cũng phi thường có tâm kế, lần này hợp tác chúng ta nhất định phải cẩn thận a. À. Điềm hạnh gật đầu, ta nhất định sẽ giúp ngài chú ý. Hứa chấn hoa mặc dù không có nói, nhưng điềm hạnh cảm giác được, hắn phi thường hy vọng tương lai mình có thể kế thừa sự nghiệp của hắn. Dù sao trong nhà không có những hài tử khác thích hợp, cái khác ba nữ hài đều không có đọc sách bao nhiêu phương diện này hoàn toàn không được, mà hứa vệ tin một lòng làm khách sạn sự tình không có tâm tư làm nhà máy, hứa chấn hoa liền đem ánh mắt ném đến điềm hạnh trên thân. Điềm hạnh nhưng thật ra là muốn tiếp tục làm vật lý nghiên cứu khoa học, nhưng nhìn nàng cha khổ cực như vậy, cũng lộ vẻ do dự. Tối hôm đó, hứa chấn hoa bận đến 8 điểm còn không có đi, liền đối với điềm hạnh nói, ngươi về nhà trước đi, ta chỗ này còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Lưu tại trong xưởng không có chuyện, điềm hạnh gật đầu, cha vậy ta về trước đi nàng sau khi ra ngoài lại phát hiện hôm nay nhà nước xe không biết làm sao không có, kề bên này cũng không có xe đạp, cái này làm như thế nào về a? À? Điềm hạnh sầu nửa ngày, đang muốn trở về tìm nàng cha hỏi một chút, bỗng nhiên liền gặp phía trước ra một chiếc xe hơi nhỏ, liền dừng ở trước gót chân nàng. Hứa điềm hạnh là trác viễn, điềm hạnh gật đầu, lễ phép chào hỏi, ngươi tốt. Trác viễn một cái tay khoác lên cửa sổ xe biên giới, rất là thanh thản, ta vừa vặn muốn hướng nhà ngươi cái hướng kia đi, ngươi nếu là thuận tiện ta thuận tiện mang ngươi kỳ thật Điềm Hạnh cảm thấy mình cùng Trác Viễn vẫn là không thể đi được quá gần nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì ảnh hưởng hai nhà sinh ý sự tình cũng không tốt lắm nhưng Trác Viễn lại cười nói mặt khác ta không quá quen thuộc bên này đường vừa mới đi lạc đường ngươi nếu là nguyện ý có thể giúp ta mang cái đường đương nhiên ngươi không nguyện ý cũng không có việc gì chính ta lại đi dạo vài vòng lời nói này Điềm Hạnh cũng cự tuyệt không được liền gật đầu nói vậy được rồi cảm ơn ngươi nàng lên xe, ngồi ở ghế phụ, trác viễn lúc lái xe cũng không có thêm lời thừa thải, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi xem qua, phục sinh sao? Điềm hạnh có chút ngoài ý muốn, nhìn qua. Trác viễn ở trong lòng cười khẽ, hắn để người ra, điềm hạnh đã từng từ trong tiệm sách mượn qua ba lần cái này sách, khẳng định là rất thích quyển sách này nội dung cho nên mới nhìn. Ta rất thích quyển sách này, bên trong nhân vật chính cho ta sức mạnh rất lớn. Thấy trác viễn vậy mà cùng mình thích cùng một quyển sách, điềm hạnh thái độ đối với hắn tốt hơn một chút, vâng, quyển sách này là phi thường kinh điển trước tác, ta, ta cũng rất thích. Trác viễn chậm rãi còn nói đến giải thích của mình, điềm hạnh ngẫu nhiên tiếp một câu, nàng có chút chấn kinh, người này thích sách cùng mình thích thật là giống như. Rất nhanh, hứa gia đến, trác viễn cúi đầu suy nghĩ mấy giây, không có lại nói cái gì, hắn xuống xe, miễn cười đối điềm hạnh nói ra, hôm nay cùng ngươi trò chuyện rất cởi mở tâm, cảm ơn ngươi vì ta chỉ đường. Hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội trò chuyện tiếp điềm hạnh có chút co quắp cảm ơn ngươi tiễn ta về tới ta lên lầu gặp lại nàng quay người đi yểu điệu bóng lưng tại đèn đường dưới ánh sáng hết sức tú lệ trác viễn cười khẽ hắn tại đối với nữ nhân xuống tay phương diện chưa từng có thua qua mà điềm hạnh mới đi đến trong lâu đạo chỉ phát hiện một người một cái nam nhân mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí nam nhân vậy mà là hạ quy hồng nàng giật nảy mình thấy rõ ràng về sau lại là yêu thích quy hồng ca ca làm sao ngươi tới rồi muộn như vậy điềm hạnh là lo lắng hạ quy hồng thân thể mà hạ quy hồng lại là đến tìm nàng chờ hơn một giờ còn không có gặp nàng trở về vừa mới người kia là ai thanh âm của nam nhân tràn ngập thâm trầm cùng bất mãn đúng đấy cha ta một cái hợp tác đồng bạn hắn nói hắn không biết đường muốn ta hỗ trợ chỉ đường thuận tiện tiễn ta về tới không biết đường hạ quy hồng cười lạnh điềm hạnh trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên cũng hiểu được Trác viễn nơi nào không biết đường rồi. Trên đường đi mở không phải rất quen thuộc. Câu nói kia là lừa gạt mình. Điềm hạnh có chút xấu hổ, ta, ta cũng không biết hắn có phải là thật hay không không biết đường. Nhưng là quy hồng ca ca, ngươi tin tưởng ta, ta cùng hắn tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Ta chính là đi cha ta trong xưởng nhìn thấy hắn mấy lần. Hạ quy hồng toàn thân lệ khí lập tức mềm nhũng ra, hắn đôi mắt bên trong phản phất thủy triều xuống đại hải. Thật lâu, Điềm hạnh ấy nấy sắp khóc, lại nghe được Hạ Quy Hồng đang nói, Điềm hạnh, ta kỳ thật không tính là cái gì đặc biệt tốt đối tượng, còn sinh qua như thế bệnh nặng, có lẽ về sau sẽ còn tái phát đều nói không chừng. Từ sinh vật học góc độ đến nói ta ghen đã không tốt. Nếu ngươi không nghĩ đi cùng với ta, muốn tìm người càng tốt hơn, ngươi chỉ cần nói với ta, ta liền buông tay. Cái gì ghen không tốt, cái gì người càng tốt hơn, cái gì không nghĩ cùng một chỗ rồi. Điềm hạnh hoàn toàn sửng sốt bọn hắn cùng một chỗ lâu như vậy, thậm chí kém chút trải qua sinh tử, Hạ Quy Hồng vì cái gì có thế nói ra lời như vậy. Mà điềm hạnh sửng sốt tại Hạ Quy Hồng xem ra lại là hắn nói đúng tâm sự của nàng. Hắn ở trong lòng tự dễu một tiếng, nhấc chân rất đi mau, điềm hạnh gấp đến độ hô, Quy Hồng ca ca. Ngươi đi đâu? Hắn không có ứng thanh, điềm hạnh mau đuổi theo, Quy Hồng ca ca, ngươi hiểu lầm ta. Nhưng Hạ Quy Hồng lại cảm thấy trong lòng vô hạn thê lương, một đại nam nhân vành mắt đều muốn đỏ ngươi có phải hay không cảm thấy người kia rất tốt đúng hay không điềm hạnh cảm thấy quả thực không hiểu thấu ta lúc nào cảm thấy hắn rất tốt rồi ta cùng hắn hoàn toàn chưa quen thuộc hạ quy hồng hít sâu một hơi không có việc gì vô luận như thế nào ta cho ngươi một đêm thời gian nếu như ngươi muốn rời đi ta tốt nhất thừa dịp đêm nay trước đó quyết định qua đêm nay hắn chết sống đều sẽ không buông tay điềm hạnh cảm thấy có chút tức giận Nàng buông ra giữ chặt hắn tay áo cánh tay, "Quy Hồng ca ca, ngươi đối ta chẳng lẽ không có một tia tín nhiệm sao?" Vì cái gì ta chỉ là ngồi xuống xe của người khác, ngươi liền phản ứng như thế lớn? Đây không phải nàng nhận biết Quy Hồng ca ca, mà hạ Quy Hồng cũng ở trong lòng hỏi mình, vì cái gì mình phản ứng sẽ lớn như vậy? Đó là bởi vì, với hắn mà nói nàng quá mức trân quý, trong lòng không có cảm giác an toàn, cho nên mới sẽ như thế nôn nóng. "Quy Hồng ca ca, ta cảm thấy" Ngươi chưa từng có tín nhiệm qua ta, ngươi luôn luôn cảm thấy ta không yêu ngươi, thế nhưng là, ta tại rất cố gắng yêu ngươi nha. Điềm hạnh nói xong, con miệng lên, mắt đỏ chạy. Nàng về đến nhà, Lâm Hà nhìn thấy nàng liền cười, trở về rồi. Cha ngươi đâu? Điềm hạnh thực sự là nói không ra lời, chạy về phòng của mình liền bắt đầu rơi nước mắt. Lâm Hà tự nhiên là lo lắng cho mình khuê nữ, một lát sau vẫn là gõ cửa tiến đến. Trong phòng chỉ mở một chiếc ngọn đèn nhỏ, Nàng âu yếm khuê nữ chính nhẹ nhàng khóc nức nở, dáng dấp thật sự là quá đáng thương. Lâm Hà trong lòng tê rần, đi qua ôm nàng, khuê nữ, ngươi đây là thế nào rồi? Ai khi dễ ngươi rồi? Ngươi cùng nương nói, nương đi giáo huấn hắn. Điềm hạnh nguyên bản hai mắt đẫm lệ mông lung, nghe nói như thế trong lòng dễ chịu rất nhiều, nàng tựa ở Lâm Hà trong ngực nhẹ nhàng đem tâm sự cho nói. Mẹ, Quy Hồng ca ca vì cái gì liền không chịu tin tưởng ta cũng là đồng dạng yêu hắn đâu hóa ra là vì loại chuyện này nha. Người trẻ tuổi chính là sẽ xoắn suýt tại yêu và không yêu, Lâm Hà nhịn không được cười. Nàng sờ sờ điềm hạnh tóc, ngươi là ta khuê nữ, ta tự nhiên sẽ hướng về ngươi. Nhưng là chuyện này bên trên ta không thể không vì Quy Hồng nói hai câu. Ngươi hẳn là cũng biết, hắn ban đầu ở tiểu điền thôn làm những chuyện tốt kia, kỳ thật kia mấy năm hắn đối nhà chúng ta cũng giúp thật nhiều thật nhiều bận biệu. Khi đó ta thường thường nghĩ là vì cái gì, về sau rốt cục nghĩ thông suốt, hắn là vì ngươi. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, cũng không có mấy người có thể làm được. Điềm hạnh kinh ngạc, kia mấy năm nàng đối hạ Quy Hồng còn không có loại kia tâm tư, thậm chí cảm thấy phải hắn người này không lấy vui, cho nên không có suy nghĩ qua. Lâm Hà tiếp tục đang nói, ngươi suy nghĩ một chút, hắn một cái trong thành lớn lên hài tử, có thể vì ngươi trả giá nhiều như vậy, có thể thấy được hắn đúng tình cảm là sâu bao nhiêu, chống đỡ lấy hắn thay đổi nhiều như vậy. Còn có hắn sinh bệnh ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ tích như thế này, ta tin tưởng, cùng tình cảm của các ngươi cũng có quan hệ. Điềm hạnh trên ánh mắt còn mang theo ống ánh nước mắt, thì thào nói, thế nhưng là ta đối với hắn cũng rất thích nha. Lâm Hà cười nói, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu phải, thích cùng thích là không giống. Tự như ta cùng cha ngươi lúc trước, không có kết hôn trước đó rất nhiều người muốn cưới ta, cha ngươi cả ngày dọa đến ngủ không được, về sau vì an ủi hắn ta liền cầu ngươi mổ mổ ông ngoại đáp ứng ta gả cho hắn, cha ngươi nói, sau khi kết hôn mới chính thức an tâm. Cha mẹ tình cảm tốt, đây là điềm hạnh vẫn luôn biết đến sự tình, nàng gật đầu, nhưng vẫn còn có chút mê võng, mẹ, vậy ngài nói, ta nên làm cái gì? Ta hôm nay thật chỉ là ngồi xuống nam nhân khác xe, quy hồng ca ca liền không vui vẻ. Lâm Hà đi nhà máy thời điểm cũng đã gặp trác viễn, biết người này là phi thường ưu tú, cho nên hạ quy hồng mới có thể sốt ruột. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, Điềm Hạnh cùng Hạ Quy Hồng đều là không thiếu người theo đuổi, muốn để hai người chân chính hoàn toàn an định lại, kỳ thật kết hôn là cái cực kỳ tốt lựa chọn. Nhưng Điềm Hạnh còn không có tốt nghiệp, kết hôn cũng không quá phù hợp. Nghĩ đến người nhà họ Hạ đối nhà mình người chân thành, Lâm Hà cảm thấy nếu là ủy quốc Hạ Quy Hồng thật phi thường không thích hợp. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, "Điềm Hạnh, ngươi có hay không nghĩ tới cùng Quy Hồng đến hôn?" Điềm Hạnh mặt đỏ lên, nàng đương nhiên nghĩ tới, nhưng là mình còn không có tốt nghiệp đâu. Mẹ, ta nghĩ tới, nhưng bây giờ có phải là quá sớm rồi? Ngài cùng cha khẳng định không đồng ý. Lâm Hà ánh mắt sáng ngời, hiện tại có thể nha. Ngươi năm nay liền 20, trước đính hôn, sau khi ngươi tốt nghiệp lại kết hôn, ta cùng cha ngươi đều duy trì. Chỉ cần ngươi đồng ý là được. Nhưng là hôm nay hai người mới náo không thoải mái, đính hôn. Điềm hạnh trong lòng dao động. Lâm Hà yêu thương nhìn xem nàng, ngươi trước thật tốt suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi một chút, quay đầu ta cùng cha ngươi lại thương nghị một chút, ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại hoàn toàn có thể đính hôn. Điềm hạnh gật đầu, tốt, tạ ơn nương. Nàng lâm hà ra điềm hạnh phòng ngủ, điềm hạnh đổ vào mềm mềm trên giường, nhớ tới hạ quy hồng vẫn còn có chút bỉ khuất. Nàng rất yêu rất yêu hắn, hắn làm sao có thể nói nàng không? Thích hắn đâu? Cái tên xấu xa này. Điềm hạnh đang ngủ mơ mơ màng màng kém chút liền tiếng mộng đẹp, tam tỷ mai tử gõ cửa, điềm hạnh, đã ngủ chưa? theo giúp ta cùng đi mua kem ăn đi. Nàng mau dậy xoa xoa mắt, tốt. Hai cô nương câu kiên đáp bối ra cửa, Mai Tử cười nói, ta muốn mua hai cây, một cây đậu đỏ cắt một cây đậu xanh cát, ai, mùa hè quá nóng, nhất là thủ đô mùa hè, nơi nào giống chúng ta quê quán mùa hè a, mát mẻ vô cùng. Được rồi đi, kia là ngươi trong trí nhớ đối cố hương mỹ hóa, ngươi sợ nhất nóng, trước kia tại gia tộc thời điểm ngươi cũng luôn luôn nói chúng ta quê quán dường như toàn thế giới nóng nhất địa phương. Hai người cười đi lên lầu một, bỗng nhiên liền phát hiện dưới đèn đường đứng người, người kia rất cao, thân ảnh cô đơn, điềm hạnh nháy mắt dừng bước. Mai tử giật mình, tranh thủ thời gian ranh mảnh cười nói, điềm hạnh, ta hay là mình đi mua kem đi. Nàng rất đi mau xa, mà điềm hạnh nhìn xem hạ quy hồng, trong lòng không hiểu khó chịu lên. Có lẽ nương nói rất đúng, mình trả giá cùng quy hồng ca ca trả giá so ra còn kém rất xa, cho nên quy hồng ca ca mới có thể dạng này. Điềm hạnh, thật xin lỗi quy hồng ca ca ta hai người thanh âm vang lên hạ quy hồng từng thanh từng thanh nàng kéo đến trong ngực không chỗ ở nói thật xin lỗi ta quá nóng nảy ta không nên nói như vậy ngươi ta điềm hạnh trong lòng rối tinh rối mù quy hồng ca ca ngươi đừng nói ta đều biết nàng nhếch miệng khẽ cười nói ta yêu ngươi hạ quy hồng sững sờ ngay sau đó cũng thốt ra ta cũng yêu ngươi không ta yêu ngươi hơn hắn ôm thật chặt điềm hạnh giống như là ôm lấy mất mà được lại bảo vật. Điềm hạnh tựa ở trong ngực hắn, vô hạn ngọt ngào, có chút ngượng ngùng nói, mẹ ta cùng ta nói một câu nói. Lời gì? Ngươi đoán. Hạ Quy Hồng đoán nửa ngày không có đoán được, điềm hạnh đều có chút buồn bực, dậm chân nói, ngươi làm sao bỗng nhiên đần như vậy trứng rồi. Ngươi không phải vẫn luôn chờ mong sự kiện kia sao? Làm sao lúc này không đoán ra được rồi? Lời này để Hạ Quy Hồng phi thường không thể tin được, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là mẹ ngươi đồng ý chúng ta kết hôn. Điềm hạnh thẹn thùng quay mặt chỗ khác, mẹ ta kể, trước tiên có thể đính hôn, kết hôn, liền chờ tốt nghiệp đi. Đính hôn đã là một kiện vô cùng vô cùng để hạ quy hồng ngạc nhiên sự tình, hắn từng thanh từng thanh điềm hạnh dơ lên tại không trung xoay một vòng. Hứa điềm hạnh, ngươi biết ta hiện tại nhiều vui vẻ sao? Ta hận không thể mang theo ngươi hoàng du vũ trụ. Điềm hạnh nhịn không được cười ra tiếng, đấm hắn để hắn tranh thủ thời gian thả mình xuống tới, mà Hạ Quy Hồng lúc này tâm tình vô cùng tốt, lôi kéo nàng đến một gốc yên lặng dưới cây, trực tiếp đem Điềm Hạnh ấn tại trên cành cây thân. Nghĩ đến Hạ Quy Hồng đối với mình không tín nhiệm, Điềm Hạnh cảm thấy cũng chủ động một điểm, nàng ôm Hạ Quy Hồng cổ, hai người lẫn nhau xâm lược, thân vong ngã. Cách đó không xa Mai Tử dơ mấy cái băng côn đi tới, xa xa ngược lại là không có nhìn thấy hôn hai người, lại rõ ràng nhìn thấy hai người trên mặt đất bóng ngược. Khi hai cái đầu đầu là dính vào cùng nhau, Cánh tay cũng là cuốn quanh ở cùng nhau, chật chật, cái này quá buồn nôn. Mai tử dọa đến trong tay kem đều rơi, còn may là mang theo túi hàng, nàng tranh thủ thời gian nhặt lên, le lưỡi lặng lẽ lên lầu. Bởi vì hứa gia đáp ứng đính hôn, hạ gia cả nhà đều cao hứng phi thường, hạ gia gia hưng phấn tự mình đến một chuyến hứa gia, thương lượng đính hôn sự tình. Kỳ thật điềm hạnh có ý tứ là đơn giản lo liệu một chút, hai nhà người cùng một chỗ ăn một bữa cơm là được thế nhưng là người nhà họ hạ lại cảm thấy nhất định phải trang trọng lo liệu, nhất là hạ gia cùng hứa gia hiện tại cũng có xí nghiệp, cũng coi là. Chương 142, 2 Nhân vật có mặt mũi Hứa chấn hoa cũng là ý tứ như vậy, cuối cùng mọi người liền bắt đầu thương lượng lên đính hôn chi tiết. Tiểu Phượng còn không có sang tháng tử đâu, lại kích động nói muốn đi giúp Điềm Hạnh lựa chọn đính hôn muốn mặc lễ phục, vẫn là Điềm Hạnh giữ nàng lại, khuyên xuống dưới. Hạ gia cha mẹ quá mức kích động, Người bình thường nhà đối mặt nữ nhi bạn trai sinh bệnh nặng, cũng sẽ phải cầu nữ nhi không muốn vì bạn trai lãng phí sinh mệnh, kết hôn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, thế nhưng là Hạ Quy Hồng sinh bệnh thời điểm, hứa gia nhưng thủy chung không rời không bỏ, Hạ gia 10 phần cảm kích. Toàn gia sau khi thương nghị, Hạ gia quyết định đính hôn lễ muốn so trước mắt những gia đình khác cho đều nhiều. Nhất định phải làm cho Điềm Hạnh biết, nàng là vô cùng vô cùng người trọng yếu. Điềm Hạnh cũng dự liệu được Hạ gia sẽ đem đính hôn làm 10 phần tán dương nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến hạ gia đưa nàng một bộ phòng lại tốn nhiều tiền cho hạ quy hồng mua một chiếc xe chúc ma ma dặn dò quy hồng xe này cũng không phải cho ngươi mở về sau điềm hạnh xuất hành đều muốn dựa vào ngươi ngươi chính là nàng chuyên trách lái xe hạ quy hồng lập tức đứng vững thu được mẫu thân mọi người cũng nhịn không được cười lên hứa chấn hoa nội tâm nhận rung động hắn hiện tại làm ăn tự nhiên minh bạch hạ gia vốn liếng có bao nhiêu liền xem như lợi hại hơn nữa Trước mắt vốn lưu động cũng là không đủ lập tức lấy ra một bộ phòng một chiếc xe, Hứa Chấn Hoa tự mình hỏi, Chúc Ba Ba cười nói, chỉ cần bọn nhỏ tốt, đây đều là hẳn là. Đính hôn lễ làm phi thường náo nhiệt, tại Hứa Vệ Tinh trong khách sạn, hạ gia cùng Hứa gia đều mời đến rất nhiều người, Điềm Hạnh chạy một ngày quả thực là mệt chết. Nghi thức cuối cùng kết thúc, Hạ Quy Hồng lại không uống rượu, Điềm Hạnh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, ngươi là làm sao làm được không uống rượu nha. Chương 143 hạ quy hồng xoa bóp điềm hạnh khuôn mặt đáp ứng ngươi không uống rượu ta liền lại không còn uống rượu nghĩ đến trước đó thẩm mẫn sự tình điềm hạnh có chút nghĩ mà sợ hạ quy hồng hoàn toàn chính xác nói được thì làm được không uống rượu cũng được đối thân thể tốt nàng hiện tại chỉ hy vọng hạ quy hồng thân thể thật tốt không muốn tái xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn hai người đính hôn về sau hạ gia cùng hứa gia đi thêm gần cảm giác kia giống như là người một nhà đồng dạng Hạ Quy Hồng càng là trực tiếp đổi giọng gọi hứa chấn hoa cùng Lâm Hà cha mẹ, cặp vợ chồng cười không ngậm mồm vào được. Mà Điềm Hạnh còn có chút tiếc nuối, như cũ gọi Hạ Gia cha mẹ vì A Di thúc thúc, chẳng qua mọi người cũng đều biết nữ hài như Gia Gia mặt mỏng, liền cũng đều không thèm để ý. Chúc ma ma trong lòng thích nàng, bây giờ đến hôn, cũng không sợ Điềm Hạnh cự tuyệt, nước chảy giống như hướng Điềm Hạnh kia tặng đồ, ăn ngon chơi vui mặt đẹp, liền cùng không cần tiền giống như. Tiểu Phượng đều ao ước, mẹ, ta nói một câu ngài sẽ mất hứng, ta nguyên vốn cho là mình là trên đời này hạnh phúc nhất con dâu, nhưng là bây giờ tiểu muội đem ta cho làm hạ thấp đi. Lâm Hà một chút cũng không có sinh khí, nhìn thấy khuê nữ của mình bị như thế yêu thương, ngược lại là rất vui vẻ, đúng thế, ngươi tiểu muội gặp người trong sạch, ta sống như thế lớn số tuổi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hạ gia tốt như vậy người ta. Bởi vì chúc ma ma đối điểm hạnh tốt, Lâm Hà đối hạ Quy Hồng cũng tốt, thỉnh thoảng để hạ Quy Hồng về đến trong nhà ăn cơm, Hạ Quy Hồng cùng Điềm Hạnh quan hệ cũng càng tốt. Bất tri bất giác nghỉ hè nhanh kết thúc, Hạ Quy Hồng gần đây đang bận vật lý sở nghiên cứu sự tình, Điềm Hạnh thì là thường xuyên hướng ba nàng trong xưởng chạy. Trác Viễn cùng Hứa Chấn Hoa ký một bút rất lớn đơn đặt hàng, gần đây khoảng thời gian này Hứa Chấn Hoa bận biểu chân không chạm đất. Điềm Hạnh đến trong xưởng thời điểm, Hứa Chấn Hoa trợ lý Tiểu Trần nói, xưởng trưởng cùng Trác quản lý đi ăn cơm. Điềm Hạnh gật đầu, nàng tới chính là trợ giúp ba nàng nhìn xem lần trước nói những tài liệu kia, Hứa chấn hoa đối với những cái kia số liệu vấn đề không hiểu nhiều lắm, nàng cũng định có thời gian liền giúp một cái. Tiểu Trần dẫn điềm hạnh tiến hứa chấn hoa văn phòng, kỳ thật chính là cái rất nhỏ gian phòng, trong phòng có chút loạn, điềm hạnh nhìn không được, liền trước đứng dậy chỉnh đốn xuống. Nàng đem các loại đồ vật đều chỉnh lý đủ, tiếp lấy cầm khăn lau 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 cái bàn, Tiểu Trần bưng chén nước tiến đến, a nha, điềm hạnh, ngươi thế nào làm lên cái này rồi? Sưởng trưởng nói, trong phòng này đồ vật không thể thu thập, hắn sợ tìm không thấy văn kiện điềm hạnh cười cười ta đều phân loại tốt lại dán lên nhãn hiệu tìm ra được rất dễ dàng tiểu trần gật gật đầu nàng rất thích cùng hứa điềm hạnh nói chuyện cảm thấy mình lão bản khuê nữ thật sự là xinh đẹp lại đáng yêu điềm hạnh ngươi đói không ta nơi đó có bánh bích quy điềm hạnh lắc đầu ta không đói ngươi tự mình ăn đi tiểu trần người này nói nhiều bình thường cùng hứa chấn hoa cùng một chỗ lúc không dám nói quá nhiều nhưng nhìn thấy điềm hạnh nàng liền không nhịn được muốn nói chuyện. Điềm hạnh, cha ngươi đã nói với ngươi trác viễn sự tình sao? Cái này trác viễn thật trẻ tuổi, lại có bản lĩnh. Tiểu Trần tự nhận là cùng điềm hạnh đều là cô nương trẻ tuổi, trò chuyện những này là không có gì, kỳ thật cũng tồn tại một chút lấy lòng lão bản nữ nhi ý tứ. Điềm hạnh vẫn chờ làm việc, cười nói, ngươi trước mau lên, quay đầu ta sẽ hàng huyên với ngươi. Tiểu Trần có chút không thú vị, ừm ân, vậy ta ra ngoài, Ngươi nếu là có sự tình liền gọi ta a. À. Rất nhanh trong phòng chỉ còn Điềm Hạnh một người, nàng đem hứa chấn hoa văn phòng quét sạch sẽ, tất cả văn kiện đều phân tốt thuộc loại dán lên nhãn hiệu, trong lòng bỗng nhiên liền thình thịch nhảy dựng lên. Điềm Hạnh đứng lên uống một hớp, lại tìm phần trong xưởng thống kê tư liệu đến xem, còn không có nhìn một hồi, vẫn cảm thấy trong lòng nhảy dồn dập. Có lẽ là cái nhà này quá nhỏ đi. Điềm Hạnh quyết định về phía sau nhà máy bên trong nhìn xem Triệu Phương bọn hắn bận biệu thông thả cho các nàng đưa một ít thức ăn uống. Thế nhưng là mới đứng lên, đã cảm thấy đầu óc một trận mê muội. Nàng cố gắng trấn định lại, nhìn thấy trên bàn hứa chấn hoa thả ảnh chụp cả gia đình, phía trên hứa chấn hoa cười đặc biệt sáng tỏ, nhưng lúc này lại có chút mơ hồ. Không được, khẳng định là 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 ở chỗ nào. Điềm hạnh không có suy nghĩ nhiều, ra ngoài liền hỏi tiểu Trần ba nàng cùng Trác Viễn là đi đâu ăn cơm. Tiểu Trần có chút ngốc, chính là tại chúng ta nhà máy cổng phía bên phải tại trên con đường kia tựa như là ăn lẩu gần đây người đều lưu hành ăn lẩu đèn cùng tại đáy nồi hạ nấu lấy bắt đầu ăn phi thường mỹ vị điềm hạnh tranh thủ thời gian đi tới lúc này hứa chấn hoa cùng trác viễn nói chuyện rất vui vẻ trác viễn cái này người phi thường am hiểu gặp nhau từ khi cùng hứa chấn hoa chính thức bắt đầu hợp tác về sau hắn liền để hứa chấn hoa cảm thấy hai người cùng bạn vong niên giống như kỳ thật trác viễn chẳng qua chỉ là thích bí mật điều tra một chút người sau đó nhìn dưới người đồ ăn đĩa thôi. Hắn mặt mày ngậm xuân, "Ta gọi ngài một tiếng hứa thúc đi, hợp tác không hợp tác không nói trước, ta cảm thấy ngài người thật phi thường tốt." Cái khác không nói, vận khí là phần độc nhất tốt. Có đôi khi người tài vận, thật sự là nói không rõ ràng, Trác Viễn trải qua trong nhà phá sản, hắn phi thường khát vọng đạt được hứa chấn hoa trên người vận khí. Hứa chấn hoa cười cười, uống một chút rượu có chút choáng, người mặc dù trẻ tuổi, nhưng thật là so ta gặp qua người trẻ tuổi đều muốn ưu tú. Điềm hạnh đuổi tới tiệm cơm cổng, thật xa liền nhìn thấy hai nam nhân đang nói chuyện. Nàng tranh thủ thời gian chạy tới, hứa chấn hoa cùng trác viễn đồng thời ngẩng đầu. Nữ hài nhi bởi vì chạy quá nhanh, trên trán thấm mồ hôi, trên người váy bao vây lấy nàng trẻ tuổi viễn chuyển thân thể, trác viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là mỉm cười nói, ngươi cũng tới rồi. Tọa hạ cùng một chỗ ăn đi. Hứa chấn hoa cười nói, khuê nữ, Ngươi thế nào tới này rồi?" Điềm Hạnh bốn phía nhìn một chút, nói ra, "Cha, trong xưởng có việc gấp, nếu không các ngươi lần sau sẽ cùng nhau ăn đi." Hứa Chấn Hoa tỉnh rượu hơn phân nữa, "Cái gì việc gấp? Ta đi qua nhìn một chút." Hắn cầm y phục muốn đi, Điềm Hạnh nhìn xem kia đáy nồi hạ ngọn lửa, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Trác Viễn cười với nàng cười, "Nếu không ngươi ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi, cái này còn lại thật nhiều đồ ăn, không ăn đáng tiếc." Trác Viễn, "Ngươi ngươi ra tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trác viễn có chút nhíu mày, đứng lên đi đến điềm hạnh trước mặt, lời gì? Điềm hạnh chỉ là vô ý thức cảm thấy kia ngọn lửa nguy hiểm, nhưng kỳ thật cùng hắn không có gì có thế nói. Nàng dứt khoát ăn ngay nói thật, ta cảm thấy loại này nồi lẩu rất nguy hiểm, ngươi về sau vẫn là tận lực không muốn ăn. Trác viễn trên mặt hiện lên một tầng rất thoải mái ý cười, hắn ước lượng 1m8, đứng tại điềm hạnh trước mặt cũng lộ ra rất cao, Loại kia trải qua cửa hàng lịch duyệt để hắn rất dễ dàng thu hoạch được người khác thích, nhưng Điềm Hạnh lại vẫn là hơi hậu trường một bước. Nàng phải cùng Trác Viễn giữ một khoảng cách. Trác Viễn cười nhạt, ngươi tại quan tâm ta. Ta. Điềm Hạnh một câu nói còn chưa dứt lời, Trác Viễn cùng Hứa Chấn Hoa trước kia ngồi kia rượu trên bàn tinh đèn bỗng nhiên liền bạo tạc. Trác Viễn vô ý thức bắt lấy Điềm Hạnh, bỗng nhiên về sau một vùng, Hứa Chấn Hoa mới đi ra khỏi đi không lâu, tranh thủ thời gian quay đầu dự định hô Điềm Hạnh liền nhìn thấy mình nguyên bản ngồi kia một bàn một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có ngọn lửa. Cái này thật đáng sợ, trong tiệm một mảnh kêu sợ hãi, hứa chấn hoa tranh thủ thời gian sang đây xem điềm hạnh có hay không thế nào. Cuối cùng, hắn mới trong lòng run sợ nói, khuê nữ, ngươi lại cứu cha một mạng. Trác viễn ở bên cạnh con mắt lấp lóe, hắn nhớ tới đến hôm nay nói chuyện phím hứa chấn hoa nâng lên hắn cái này khuê nữ sự tình, từ nhỏ vận khí liền tốt, trúng qua tivi, lại trúng qua sổ số, quả nhiên là khí vận bất phàm. Hôm nay loại chuyện nguy hiểm này, hứa điềm hạnh vậy mà cũng có thể tránh. Đây là một loại gì vận khí. Trác viễn mắt sắc chìm xuống, hắn dự định lại quan sát một phen. Hứa chấn hoa tránh đi một lần nguy hiểm, trở lại trong xưởng tẩy đem nước lạnh mặt, người cũng thanh tĩnh. Trác viễn cũng cùng đi qua, bởi vì lần trước hạ quy hồng sự tình, điềm hạnh chỉ muốn cùng trác viễn giữ một khoảng cách. Đương nhiên, trác viễn dạng này người cũng cảm thụ được trong xưởng phụ trách nhân viên quét dọn đại tỷ nhìn thấy điềm hạnh hoang hoang hỉ hỉ chạy tới a nha điềm hạnh ngươi đến rồi ta phải cảm tạ ngươi đêm qua ngươi để ta mang theo dù trở về quả nhiên nhanh lúc về đến nhà trời mưa vẫn là mưa to ta nếu là không mang dù khẳng định xối mưa to liền phải cảm mạo điềm hạnh kỳ thật chính là thuận miệng nói nhưng đại tỷ như thế cảm kích nàng cũng cười cười có đúng không bình thường nhiều chú ý dưới dù che mưa vẫn là phải dự sẵn Trác viễn ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem, hắn gần đây phát hỏa, có chút đau răng. Điềm hạnh không có phản ứng hắn, ngay tại cho hứa chấn hoa đổ nước. Hứa điềm hạnh, ta có thế cũng tới một chén sao. Trác viễn thanh tuyến thanh đạm. Một chén nước thôi, điềm hạnh không có nhỏ mọn như vậy, dù sao trác viễn cũng là ba nàng hộ khách, liền rót một chén nước bưng đi qua. Trác viễn ấn ấn gương mặt, răng vẫn là đau nhất, liền bưng lên nước uống, một bên ánh mắt như có như không hướng điềm hạnh nhìn lại. Khi là một chén nước ấm, Trác Viễn ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào, bỗng nhiên lấy lại tinh thần sờ một cái gương mặt, viên kia răng vậy mà không thương. Đây là có chuyện gì? Trác Viễn chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một loại quái dị ý nghĩ. Bên kia Điềm Hạnh đã làm xong, nhìn thấy trên đồng hồ thời gian cũng đến hạ quy hồng tới đón nàng điểm, liền dự định nhanh đi ra ngoài chờ hạ quy hồng. Nàng mới xuất phát, Trác Viễn liền đuổi theo, "Hứa Điềm Hạnh, ngươi đi nơi nào? Ta đưa ngươi." Điềm Hạnh dừng bước, không cần, tạ ơn. Nàng nói xong xoay người rời đi, Trác Viễn kiên nhẫn đuổi theo, đây cũng là vì báo đáp hôm nay ngươi đã cứu ta, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải cái gì không người đứng đắn. Điềm hạnh đang suy nghĩ trả lời như thế nào hắn, bỗng nhiên tay bị người từ phía sau bắt lại, bên tai một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm vang lên, ngươi có phải hay không người đứng đắn, đều cách xa nàng một điểm. Hạ Quy Hồng từng thanh từng thanh điềm hạnh nắm vào trong lồng ngực của mình, con ngươi đen nhánh nhìn chầm chầm trác viễn, không có một tia thiện ý. Hắn là nam nhân, sớm đã nhìn ra trác viễn chỗ khác thường. Mà trác viễn nắm tay cắm đến trong túi quần, cười, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hứa xưởng trưởng hợp tác đồng bạn, đối hứa điềm hạnh, chỉ là hữu nghị. Hạ Quy Hồng gọn gàng dứt khoát, cho nên, ngươi đối mỗi nữ nhân đều như vậy. Trác viễn, ta nhớ được, ngươi tháng trước mới cùng ngươi bạn gái trước chia tay, hại người ta nhảy lầu tự sát. Hiện tại ngược lại là có nhàn tâm cùng khác nữ sinh đàm hữu nghị. Điềm hạnh có chút mơ hồ, đây đều là cái gì cùng cái gì a? À? Trác viễn sắc mặt lạnh xuống, đây là chuyện riêng của ta, ngươi là ai dựa vào cái gì điều tra ta? Hạ Quy Hồng nhìn xem điềm hạnh, nói cho hắn, ta là ai? Chương 144 Điềm hạnh hắn giọng, nghiêm trang nói ra, đây là vị hôn phu ta, Hạ Quy Hồng. Trác viễn không nói chuyện, nhìn một chút Hạ Quy Hồng, cười khẽ, ta biết, quốc gia vật lý sở nghiên cứu cao tài sinh. Không sai hắn là thương nhân đối người trí thức là kính ngưỡng nhưng có đôi khi cũng xem thường người trí thức bởi vì cảm thấy người trí thức cũng không có cái gì tiền mặc dù trác viễn không nói gì nhưng hạ quy hồng cũng cảm giác được hắn ý tứ tại trong cái xã hội này không có tiền nửa bước khó đi hắn sớm đã quyết định từ bỏ vật lý dấn thân vào sinh ý bên trong dù sao hạ gia nguyên bản là trông cậy vào hắn kế thừa gia nghiệp hiện tại hứa gia cùng hạ gia đều là làm phục sức ngành nghề nếu là hắn cùng điềm hạnh đều kế thừa xuống tới ngược lại là cũng có thể làm lớn làm mạnh hạ quy hồng mang theo điềm hạnh đi trác viễn đứng tại chỗ mắt sắc chìm xuống hạ quy hồng xe mới không tính xa hoa nhưng ở cái tuổi này có thế có xe đã rất lợi hại điềm hạnh lên xe liền lập tức giải thích hắn tựa như là có chút không có hảo ý nhưng là ta cam đoan ta vẫn luôn cùng hắn giữ một khoảng cách hạ quy hồng xoa xoa đầu của nàng ta biết lần trước bởi vì trác viễn hai người giận dỗi hắn hối hận thật lâu lần này chắc chắn sẽ không không bao lâu điềm hạnh liền khai giảng một lần nữa cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ sinh hoạt lại có cảm giác không giống nhau bởi vì tiêu mỹ quân hiện tại cùng mọi người quan hệ đều rất tốt trong phòng ngủ cũng đã không còn kỳ quái không khí mỗi ngày cười toe toét ngược lại là rất vui vẻ dịp hiểu nhàn gửi đến một phong thư mấy người tranh thủ thời gian nhét chung một chỗ nhìn ta chỗ này mọi chuyện đều tốt thậm chí còn có thích người nếu như tương lai có khả năng ta dẫn hắn thấy các ngươi triệu phương một bên đọc thư một bên khoa trương cười mọi người cũng nhịn không được qua dịp hiểu nhàn lợi hại như vậy xuống dưới chi giáo còn làm ra tình yêu cũng thế nàng trước đó cùng người bạn trai kia chia tay về sau thương tâm rất lâu hiện tại cũng coi là nghỉ thoáng điềm hạnh vỗ vỗ từ tư tư bả vai ngươi cùng tề văn hữu thế nào rồi từ tư tư nguyên bản đang cười nghe được cái này bỗng nhiên liền không nói lời nói những người khác nhìn về phía nàng, làm sao rồi? Hai người không tốt sao? Từ tư tư hé miệng, hắn. Gần đây có chút kỳ quái. Hai người bọn họ là thời điểm năm thứ nhất đại học cùng một chỗ, nguyên bản đều là không tính lãng mạn tính tình, tề văn hữu yêu quý văn học, lại bận biệu, từ tư tư vẫn luôn tương đối chiều theo hắn, thường xuyên đều là tại hắn dưới ký túc xá chờ. Điềm hạnh lặng lặng mà nhìn xem từ tư tư, triệu phương nhíu mày, ngươi nha, chính là ngốc. Vẫn luôn chiều theo hắn, nơi nào có nữ sinh chiều theo nam sinh a Từ tư tư cười cười, ta so hắn lớn hơn 3 tuổi, hắn cũng xác thực bận biệu, ta liền nhiều đảm đương chút, chính là gần đây hắn giống như cùng một cái nữ sinh đi tương đối gần, cũng liền không để ta đi chờ đợi hắn. Trong phòng ngủ người đều kinh ngạc nhìn xem nàng, không thể nào. Cùng một cái nữ sinh đi được gần, không cho ngươi đi chờ hắn. Từ tư tư gật đầu, rất là cô đơn, nữ sinh kia rất xinh đẹp, tựa như là đại nhất, tề văn hữu nói cùng với nàng chỉ là hội học sinh có chuyện cần nhưng từ tư tư đều như vậy nói trong phòng ngủ người khẳng định đều không tin mọi người mồm năm miệng mười nghị luận lên ngươi cùng tề văn hữu quan hệ bản thân liền không ngang nhau hắn đối ngươi xác thực không có loại kia rất nhiệt tâm thái độ triệu phương thành thật nói cái này khiến từ tư tư rất khó chịu thật sao các ngươi cũng đều dạng này cảm thấy sao điềm hạnh dứt khoát cũng ăn ngay nói thật tề văn hữu đối ngươi xác thực không có nhìn ra được cỡ nào để bụng ngay từ đầu hắn khiến người ta cảm thấy rất chân thành nhưng từ khi tiến vào đại nhị đã cảm thấy giữa các ngươi giống như biến từ tư tư cúi đầu xuống có thể là ta không xứng điềm hạnh lại cảm thấy nàng ý nghĩ này thật không tốt ngươi nơi nào không xứng rồi ngươi cũng là cao tài sinh vô luận bề ngoài vẫn là cái gì phối hắn đều dư xài huống chi hắn lựa chọn đi cùng với ngươi hiện tại lại cùng những nữ sinh khác đi quá gần thực sự là không nên có chuyện gì cần cổng bạn gái nói a à? từ tư tư thần sắc đau thương kỳ thật ta còn chứng kiến bọn hắn nắm tay đi ở bên hồ tề văn hữu nói là nữ sinh kia nhất định phải nắm hắn tay cái gì tất cả mọi người sinh khí cực từ tư tư nước mắt rớt xuống ta muốn tìm hắn nói rõ ràng nhưng không biết nói thế nào triệu phương hận hận nói ta biết loại nam nhân này sợ chịu trách nhiệm không muốn làm người xấu hắn chưa kể tới chia tay liền buộc ngươi sách không được chúng ta đi tìm hắn muốn cái thuyết pháp một cái phòng ngủ người đều xúc động tề văn hữu vừa lúc tại nhà ăn cùng kia đại nhất học muội đang dùng cơm hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm trên mặt đều là ý cười kỳ thật tề văn hữu loại này tài tử là phi thường thụ nữ sinh hoan nghênh hắn chậm rãi mà nói chọc cho nữ sinh cười một tiếng điềm hạnh bỗng nhiên đứng ở hắn trước mặt thật là đúng dịp ngươi cũng tại cái này a à. học muội nhìn thấy điềm hạnh xinh đẹp như vậy nữ sinh bỗng nhiên xuất hiện giật nảy mình ngươi là Tề Văn Hữu vô ý thức cách học muội xa một chút, kỳ thật hắn căn bản còn không có đuổi kịp học muội, cho nên mới không có dám chính thức cùng Từ Tư Tư nói chia tay. Lúc này gặp đến Hứa Điềm Hạnh đứng ở trước chân, Tề Văn Hữu có chút bối rối, hắn biết Hứa Điềm Hạnh phi thường ưu tú, trong lòng vô ý thức có chút phạm sợ hãi. Là rất khéo, ta cùng học muội có một số việc muốn trò chuyện. Tề Văn Hữu đẩy một chút kính mắt. Điềm Hạnh bình tĩnh cười một tiếng, thật sao? Đàm sự tình gì a? À? có trọng yếu không bạn gái của ngươi từ tư tư tìm ngươi có việc bên cạnh học mũi sắc mặt trắng nhật ngươi không phải nói cùng từ tư tư chia tay sao tề văn hữu có chút nóng nảy thấp giọng nói xác thực chia tay từ tư tư đứng tại phía sau hắn nhìn không được khóc tề văn hữu chúng ta lúc nào chia tay hắn bỗng nhiên quay đầu có chút xấu hổ chúng ta không phải đều không cùng nhau ăn cơm đi thư viện sao dạng này chẳng phải đại biểu chia tay rồi từ tư tư có chút kinh ngạc ngươi muốn chia tay có thể nói với ta ngươi vì cái gì không nói rõ ràng liền đối ngoại nói chúng ta chia tay rồi học muội có chút tức giận đứng lên liền đi tề văn hữu ngươi thật quá phận triệu phương xì một tiếng khinh miệt ngươi căn bản không có cùng tư tư nói qua chia tay chính là nghĩ câu tam đáp tứ thôi từ tư tư đỏ mắt đỏ tề văn hữu chúng ta cùng một chỗ cũng hai năm chẳng lẽ theo ý của ngươi tình cảm của chúng ta như thế không đáng giá nhắc tới sao cái này khiến Tề Văn Hữu Phi thường xấu hổ, hắn có chút tức giận, đúng, ta chính là không thích ngươi. Chính là muốn chia tay, ngươi tha ta được không? Từ tư tư chưa từng có bị người cự tuyệt như vậy qua, có chút khó có thể tin, Triệu Phương bưng lên một mâm cơm trừ đến đầu hắn bên trên, cặn bã nam. Bị dạng này vũ nhục, Tề Văn Hữu trong lòng càng là một điểm ấy nấy cũng không có, đẩy ra từ tư tư liền đi. Triệu Phương kia một chút cũng coi là giáo huấn Tề Văn Hữu, đối dạng này đứng núi này trong núi nọ nam nhân, lưu luyến là không đáng, mọi người liền cố gắng khuyên từ tư tư không cần để ở trong lòng, nam nhân tốt bó lớn đâu. Nhưng từ tư tư chính là rất khó chịu, nàng tại chút tình cảm này bên trong trả giá nhiều lắm, thực sự là không bỏ xuống được. Khuyên đến cuối cùng tất cả mọi người có chút trầm mặt, bỗng nhiên, triệu tuyết liên chỉ vào túc xá lầu dưới nói ra, điềm hạnh, ngươi chúc học trưởng lại tìm đến ngươi. Điềm hạnh trông đi qua, quả nhiên nhìn thấy hạ quy hồng đang chờ mình, trong nội tâm nàng ấm áp từ khi lên đại học về sau, được chứng kiến đủ loại nam nhân, có tiểu bạch bạn trai cũ, trình tính, tề văn hữu, đều là đối tình cảm mơ mơ hồ hồ người, thế nhưng là nàng Quy Hồng ca ca đối nàng vẫn là trước sau như một mới tốt. Nhìn thấy hạ Quy Hồng, từ tư tư càng thương tâm. Điềm hạnh bước nhanh đi qua, Quy Hồng ca ca, ta bạn cùng phòng thất tình, ta phải bồi tiếp nàng, hôm nay không thể cùng ngươi. Hạ Quy Hồng nhìn đi qua, mấy nữ sinh chính vây quanh một cái nữ sinh, nữ sinh kia xem ra hoàn toàn chính xác rất thương tâm. Như vậy đi, ta mời mọi người ăn cơm đi. Điềm hạnh nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống, được. Hạ Quy Hồng bỏ tiền mời ăn cơm, vậy dĩ nhiên là đi rất tốt tiệm cơm, từ tư tư cũng quên thương tâm khổ sở, một đám người ăn xong bữa tiệc, sau khi ăn xong lại một đường đi xem phim, cái này tại bình thường đều là phi thường xa xỉ, đột nhiên miễn phí hưởng thụ được vẫn là rất vui vẻ. Hạ Quy Hồng đi ở phía trước, mấy nữ sinh liền đi ở phía sau. Triệu Phương dùng cánh tay đảo đảo điềm hạnh, chúng ta cái này về trường học sao? Thật vất vả ra tới một lần, chơi nhiều một hồi đi. Thế nhưng là phóng tầm mắt bốn phía, giống như cũng không có cái gì đặc biệt tốt chơi, trừ cái kia bộ vòng đồ chơi dường như cũng không tệ lắm. Điềm hạnh gọi lại Hạ Quy Hồng, Quy Hồng ca ca, chúng ta chơi một hồi lại đi thôi. Hạ Quy Hồng lập tức đi mua đổi tiền xu, bộ vòng trò chơi là một khối tiền 10 cái vòng, bộ đến cái gì liền có thể thu hoạch được cái gì trên mặt đất bày thật nhiều lông nhung đồ chơi, chén trà chờ một chút xinh đẹp đồ chơi, bên cạnh vây quanh không ít người, bọn hắn nhìn một hồi có thế bộ bên trong người đều rất rất ít. Viên kia vòng nhìn xem rất tốt ném, thật là ném sau khi ra ngoài lại gần như vòng không chỗ ở bên trên đồ vật. Từ tư tư tâm tình không tốt, cầm vòng tròn thử một chút, liên tục ném năm cái đều không trúng ủ rũ, được rồi, ta không chơi. Tiêu Mỹ quân an ủi nàng, vật này bản thân sẽ rất khó bộ bên trong, nếu không lão bản muốn thua thiệt chết. Nhưng mà ai biết nàng vừa mới nói xong, Triệu Phương kêu sợ hãi, "A à a. À. Điềm Hạnh, ngươi vậy mà bộ trúng rồi." Điềm Hạnh trúng một con rất đáng yêu mắt chén, lão bản nhìn nàng một cái, đem cái chén cầm lên cho nàng, "Tiểu cô nương, tay ngươi khí thật tốt nha." Kỳ thật Điềm Hạnh cũng cảm thấy bất ngờ, nàng chính là tùy tiện quan ra, vậy mà liền trúng. Nàng lập tức đem cái chén đưa cho Từ Tư Tư, "Tư Tư, cái này cái chén tặng cho ngươi." Từ Tư Tư trong mắt đều là cảm kích, "Điềm Hạnh, cảm ơn ngươi." hôm nay nếu không phải đám bạn cùng phòng nàng khẳng định chỉ có thể âm thầm rơi lệ điềm hạnh cười cười tiếp tục ném vòng nàng kỳ thật thật chính là nhắm chuẩn về sau tiện tay quăng ra nhưng không biết vì cái gì quăng ra một cái chắc trên đất lông nhung đồ chơi cái chén vật trang trí chờ một chút đồ vật suy nghĩ bị điềm hạnh bộ đi một nửa lui tới qua đường người càng ngày càng ngừng chân vây xem lão bản gấp đi tới nói ra tiểu cô nương ngươi nếu không không muốn lại chơi ta quần đều muốn bồi rơi hắn còn là lần đầu. Tiên gặp được bộ vòng lợi hại như vậy. Mặc dù nói cái khác khách hàng bởi vì điềm hạnh được nhiều như vậy phần thưởng mà mua bộ vòng, nhưng kia so ra căn bản không có lời, mình thua thiệt thật nhiều tiền nha. Điềm hạnh có chút vô tội, thế nhưng là trò chơi của ngươi quy tắc chính là như vậy, vì cái gì không thể chơi rồi. Ngươi, ngươi. Lão bản có chút không tốt giải thích, hắn quy tắc trò chơi hoàn toàn chính xác dạng này, nhưng ai trải qua được loại này một bộ một cái chuẩn người đâu. Điềm hạnh tiếp tục ném vòng, bên cạnh Hạ Quy Hồng bật cười, lặng lẽ đi qua đem lão bản gọi vào một bên, nhét chút tiền, ta biết ngươi không dễ dàng, nàng thích bộ vòng ngươi liền để nàng bộ, có cái gì tốt hơn đồ chơi đều lấy ra tạ ơn. Lão bản tự nhiên cao hứng, tranh thủ thời gian gật đầu, lại lấy ra đến chút đồ chơi mang lên, điềm hạnh hào hứng rất cao, đem bộ đến đồ chơi đều đưa cho từ tư tư. Một cái phòng ngủ người đều chơi hai, từ tư tư tâm tình xấu cũng gần như tan thành mây khói. Chương 145, Điềm hạnh bổ trúng một đống lớn phần thưởng, các nữ sinh mỗi người phân đều có, lúc trở về tiếng cười nói vui vẻ không ngừng. Hạ Quy Hồng vừa lái xe, một bên bên môi mỉm cười. Hắn phát hiện điềm hạnh không chỉ có lấy đại nhân thích, khác phái thích, cùng giới đối nàng cũng gần như đều là thích vô cùng trạng thái. Đây là một người khó được nhân cách mị lực, hắn điềm hạnh quả nhiên là tốt nhất. Ô tô mở đến lầu ký túc xá bên ngoài tại trên con đường kia, đám bạn cùng phòng đều về trước đi, cho điềm hạnh cùng Hạ Quy Hồng lưu thời gian nói chuyện nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bởi vì vừa mới nói đùa vui vẻ khuôn mặt đỏ bừng hạ quy hồng bắt lấy nàng tay mệt không điềm hạnh con mắt lóe sáng tinh tinh không mệt quy hồng ca ca cảm ơn ngươi mang ta bạn cùng phòng cùng đi chơi các nàng đều là bạn tốt của ngươi cái này không có gì hạ quy hồng đem nàng ôm đến trong lồng ngực của mình thanh âm ảm câm ngươi lại phải về phòng ngủ làm sao mỗi ngày đều muốn trở về hắn kỳ thật đặc biệt không nỡ nàng trở về phòng ngủ nhưng điềm hạnh luôn nói ở tại trong phòng ngủ càng có học tập không khí cho nên vẫn là nghỉ mỗi ngày trở lại trong phòng ngủ ở điềm hạnh trong lòng mềm hồ hồ quy hồng ca ca ta không ngừng phòng ngủ ở chỗ nào huống chi ta mặc dù ở phòng ngủ thế nhưng là chúng ta cũng thường xuyên gặp mặt nha hắn gần như một hai ngày liền sẽ đến tìm một lần nàng cái này gặp mặt tần suất thật nhiều cao hạ quy hồng mắt sắc thâm trầm nhìn xem nàng ta nghĩ mỗi đêm đều ôm lấy ngươi Mặc dù nói hai người đã phát sinh như thế quan hệ, nhưng Điềm Hạnh vẫn là rất xấu hổ, trên mặt đằng phải một chút đỏ, "Quy Hồng ca ca ngươi xấu." Hạ Quy Hồng nhìn nàng sốt ruột sinh khí nhỏ bộ dáng, lại giải thích, "Ý của ta là ôm lấy ngươi đi ngủ, đơn thuần đi ngủ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Điềm Hạnh quay đầu không để ý tới hắn, "Hạ Quy Hồng đụng lên đi, sinh khí rồi." "Hừ." Hạ Quy Hồng trong lòng giống như là có đường phèn tan ra, ngọt không được. "Điềm Hạnh, ta có chuyện muốn nói cho ngươi." thanh âm hắn nhàn nhạt, rất ôn nhu, không có một tia phức tạp. Điềm hạnh vô ý thức quay đầu, lại trực tiếp bị hắn hôn. Nam nhân ấm áp môi che kính nàng kiều nhuyễn cánh môi, kia hôn kéo dài bền bỉ, thẳng đến nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hạ quy hồng mới buông ra nàng. Hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Điềm hạnh trở lại phòng ngủ thời điểm còn đỏ mặt tai nóng, tại cửa phòng ngủ vỗ vỗ mặt, tỉnh táo hạ mới đi vào. Nàng vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong phòng ngủ bầu không khí rất là khẩn trương, không chỉ có có chút kỳ quái, các ngươi làm sao rồi? Buổi chiều không phải đều rất vui vẻ sao? Từ tư tư có chút sợ hãi, điềm hạnh, vừa mới sát vách phòng ngủ người nói trường học chúng ta chết cái nữ sinh. Cái gì nữ sinh? Chết rồi. Ai? Điềm hạnh cũng hù đến. Là Vương Ngọc Như. Lớp chúng ta Vương Ngọc Như. Nghe nói bị người cắt ít hầu, sau đó đẩy lên trong hồ. Thật đáng sợ, đây cũng quá đáng sợ đem nữ sinh ký túc xá nâng lên cái này đều dọa đến không dám đi ngủ trường học đang cố gắng trấn áp chuyện này nhưng mọi người vẫn là không nhịn được trong âm thầm nói đến đều cảm thấy hung thủ kia quá mức tàn nhẫn điềm hạnh là cùng vương ngọc như từng có câu thông lúc trước vương ngọc như cùng trình tính sự tình tạo thành hai người có hiểu lầm vương ngọc như nghĩ nhảy lầu vẫn là nàng cho khuyên ngăn đến lại không nghĩ tới lại biến thành dạng này sống sờ sờ một người cứ như vậy không có ai không sợ đâu đặc biệt là hung thủ đến bây giờ không có bắt đến, trong trường học lòng người bàn hoàng, các lão sư đều rất nghiêm túc. Ngày thứ hai mọi người gần như đều như hình với bóng, nghĩ đến nhiều người lá gan cũng lớn chút, tỉnh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Ngọc Như gia trưởng đến một chuyến trường học, tại nữ sinh ký túc xá phía dưới thả vòng hoa những vật này, nhìn đặc biệt dọa người, lãnh đạo trường học ra mặt mới xử lý tốt chuyện này. Bởi vì Vương Ngọc Như từng theo trình tính quan hệ, Điềm Hạnh vô ý thức hướng trình tính nhìn một chút, đi phát hiện trình tính vừa vặn quay đầu nhìn chính mình. Hắn ánh mắt bình thản, nhìn không ra một tia thương tâm, điềm hạnh trong lòng nhịn không được có chút sợ hãi. Vương Ngọc như chết quá thua thiệt. Nàng tâm tình cũng không được khá lắm, ngày này Hạ Quy Hồng lại tìm đến nàng, không chỉ có bồi tiếp điềm hạnh đi ăn cơm, còn bồi tiếp nàng cùng đi thư viện. Hai người đi vào chung, Hạ Quy Hồng nhìn một chút, ta cũng đi tìm một quyển sách mượn tới nhìn xem, đợi lát nữa tại cửa ra vào thấy. Từng tốt trong tiệm sách người rất nhiều hạ quy hồng không có suy nghĩ nhiều nơi này khẳng định là tương đối địa phương an toàn hắn đứng dậy đi một đầu khác đi tìm mình cần sách điềm hạnh đi đến một chỗ giá sách đằng sau cẩn thận lật xem bỗng nhiên bên cạnh thân dường như có người đến nàng vô ý thức né tránh người kia tại bên người nàng dừng lại không có đi lên phía trước nàng cho là mình vẫn là ngăn trở người ta liền nhìn lại dự định lại để cho một điểm đường lại nhìn thấy người kia là trình tính trình tính hai tay đút túi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng ánh mắt rất bình thản điềm hạnh có chút sợ hãi nói thật trình tính người này vẫn luôn để nàng cảm thấy không quá bình thường lần kia trước mặt mọi người đối với mình thổ lộ cùng cùng vương ngọc như từ quán trọ sau khi đi ra lập tức tách ra còn có vương ngọc như sự tình trình tính thái độ chờ một chút đều để nàng cảm thấy đây là cái phi thường không có đảm đương nam sinh hứa điềm hạnh ngươi đang tìm sách sao điềm hạnh ừ một tiếng dự định mau chóng rời đi trình tính ngăn lại nàng ngươi muốn tìm cái gì sách điềm hạnh mau nói ta không tìm nàng muốn đi trình tính nhưng là không tránh ra hắn thân cao lộ ra lực ác bách mười phần cứ như vậy ngăn trở nàng tăng thêm nơi này là ít lưu ý thư tịch bày ra chỗ hơn nửa ngày vậy mà không có bất kỳ ai ngươi có chuyện gì sao trình tính ta muốn đi qua trình tính nheo lại mắt cười một tiếng hứa điềm hạnh ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi thổ lộ ngày đó sao ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ngươi cự tuyệt ta, ngươi biết cái này với ta mà nói là một loại vô cùng nhục nhã sao. Điềm hạnh lặng lặng nói, thật có lỗi, ta với ngươi không quen tất, càng thêm không có loại kia thích tình cảm, chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Trình tính suy một tiếng cười, cho nên ngươi cũng giống như ta, cho là mình không thích người, kỳ thật chính là một cọng cỏ. Ta không có, trình tính, ngươi không phải một cọng cỏ, chúng ta căn bản không có cái gì gặp nhau. Tốt, ta muốn đi nàng không muốn cùng dạng này người lại có bất luận cái gì gặp nhau, nhưng trình tính lại hoàn toàn không có tính toán bỏ qua hứa điềm hạnh. Dừng lại. Hứa điềm hạnh, ta cho ngươi một cơ hội, cùng bạn trai ngươi chia tay, đi cùng với ta. Ta liền sẽ tha thứ ngươi đối thương tổn của ta. Trình tính trong lời nói lộ ra sợi mười phần tự tin, phản phất điềm hạnh nhất định sẽ đáp ứng hắn. Điềm hạnh cảm thấy trình tính người này quả thực chính là bệnh tâm thần, không chỉ có nhân phẩm ti tiện, còn hoạn có ý nghĩ hảo huyền chứng nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, ngươi tránh ra. Trình tính chậm chạp không có nhường ra, điềm hạnh nghĩ đến hạ quy hồng đang chờ mình, liền nói ra, ngươi lại không tránh ra ta liền hô người. Nhưng trình tính rõ ràng không có chút nào sợ hãi, hắn câu môi cười một tiếng, ngươi ngược lại là hô a. À. Lời này mới vừa dứt, điềm hạnh liền cảm thấy mình sau chỗ cổ mắt lạnh. Trình tính thanh âm biến âm nhu lên, nói, ngươi có phải hay không năm ngoái cấp chủ nhiệm nơi đó tố cáo rồi. Chương 146, Bị trình tính dùng đao chống đỡ lấy cái cổ, điềm hạnh phi thường sợ hãi, nhưng vẫn là biết nàng hiện tại là không thể loạn động. Bằng không mà nói sẽ chỉ làm người này điên cuồng. Trình tính hiện tại căn bản cũng không phải là một cái người bình thường, trong lòng bàn tay nàng bên trong đều là mồ hôi, trình tính, ngươi tỉnh táo một chút. Ta làm sao tỉnh táo a à? Điềm hạnh mơ hồ nghĩ đến cái gì, Vương Ngọc Như chết có lẽ đã có đáp án. Thế nhưng là nàng không nghĩ ra, trình tính vì sao lại như thế cực đoan, giết Vương Ngọc Như. Đối với hắn có chỗ tốt gì? Nhưng nghĩ lại, người giết người, đến cùng đang suy nghĩ gì, ai cũng không biết. Nếu hôm nay nàng bị giết, ai cũng sẽ không lý giải trình tính vì sao lại giết nàng, sẽ chỉ cho rằng nàng chết đáng tiếc. Càng buồn cười hơn chính là, trong trường học sẽ có người cho rằng là nàng làm cái gì mới đưa đến trình tính giết nàng. Trình Tính cúi đầu nhìn xem bị hắn uy hiếp được Điềm Hạnh, cười khẽ, "Ngươi sợ hãi đúng hay không?" Hứa Điềm Hạnh, bằng không ngươi cổ vũ Vương Ngọc Như nàng cũng sẽ không nhầm vào ta, a, à, hại ta danh tiếng mất hết, lão sư mấy lần tìm ta nói chuyện, hứa điềm hạnh, ngươi không cảm thấy ngươi thua thiệt ta sao? Điềm hạnh lẳng lặng hỏi, cho nên, là ngươi giết nàng. Trình tính cười để người rùng mình, ngươi cùng với nàng không giống, ngươi nếu là phục cái mềm, ta sẽ không giết ngươi. Điềm hạnh nắm chặt nắm đấm, trình tính, ngươi mong muốn nhất chính là cái gì? Nàng bình tĩnh như vậy, để trình tính có chút ngoài ý muốn, ta mong muốn nhất. Ta muốn có tiền, muốn nữ nhân thích ta muốn công thành danh toại làm sao rồi không có gì ta cảm thấy ngươi muốn đều có thể lý giải nhưng là ngươi hôm nay tại sao phải đem ta vây ở chỗ này bởi vì ta không lấy được đây hết thảy đều là bởi vì ngươi hại điềm hạnh tiếng cười trong veo ta không có hại ngươi trình tính kỳ thật ngươi không biết trong trường học thích ngươi nữ sinh rất nhiều ngươi không cần thiết vì ta làm ra loại chuyện này ngươi thành tích không sai trường học là cả nước nhất đẳng đại học dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, quay đầu. Trình tính nguyên bản đang nghe, thế nhưng là đột nhiên nói ra, ngậm miệng. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi muốn nói cái gì. Ngươi chỉ là muốn để ta thả ngươi. Điềm hạnh dương mắt nhìn hắn, trong veo trong mắt đều là tín nhiệm. Ngươi nguyên vốn cũng không có dự định tổn thương ta, trình tính, ngươi về sau nhân sinh sẽ phi thường hạnh phúc. Trình tính lắc đầu, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, hắn nhớ tới đến chính mình hôm nay mục đích, có chút ngông cuồng gầm nhẹ, hứa điềm hạnh, ngươi biết ta tại sao phải tại trong tiệm sách giết ngươi sao? Bởi vì ngươi thật sự ưu tú, khí chất của ngươi thích hợp chết tại thư viện, sẽ có rất nhiều người ghi nhớ ngươi. Hắn hồi lâu cười nói, cảnh sát tìm ta hỏi qua lời nói, Vương Ngọc như sự tình bọn hắn sớm muộn sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta tại ta trước khi chết, ta muốn kéo ngươi chung cùng. Ngươi là ta thưởng thức nhất nữ sinh, chỉ có điều, ngươi có chút mắt mù, vậy mà lựa chọn hạ quy hồng. Điềm hạnh trong lòng phát trung lại nhìn thấy nghỉ hè bên kia hiện lên một thân ảnh nội tâm của nàng cuối cùng yên ổn chút bế nhắm mắt cùng trình tính câu thông lên vậy ngươi giết ta đi kỳ thật ta cũng không muốn sống ta cùng hạ quy hồng cùng một chỗ phi thường hối hận ngươi nói rất đúng ta là mắt mù trình tính ngược lại là hiếu kỳ ngươi hối hận rồi ha ha ngươi quả nhiên hối hận hạ quy hồng người như vậy là sẽ không cho ngươi hạnh phúc nói một chút các ngươi chuyện gì xảy ra hắn bị hấp dẫn đến lực chú ý, hoàn toàn không có chú ý sau lưng đến người, Hạ Quy Hồng một cái tách ra hắn cổ tay phải, nhanh chóng đem đao đoạt rơi, lại một chân đem trình tính đá đến quỳ trên mặt đất. Điềm hạnh dọa đến thở mạnh, nhìn xem trình tính, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta hối hận không có sớm đi đi cùng với hắn, người giống như ngươi cặn bã, chết 800 lần đều không lỗ. Trình tính lập tức nhảy dựng lên liền cùng Hạ Quy Hồng đánh lên. Chương 147 Hạ Quy Hồng nhìn người đọc sách dáng vẻ, nhưng động thủ trình tính căn bản phản kháng không được, thư viện nhân viên quản lý rất nhanh liền đến, trình tính bị trực tiếp xoay đưa đến đồn công an. Lần này vụ án rất nhanh liền điều tra ra kết quả, trình tính chính là sát hại Vương Ngọc như hung thủ, hắn cái này người bình thường ngụy trang rất tốt, trên thực tế chính là cái phi thường tàn bạo người, điềm hạnh nhớ tới đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Hạ Quy Hồng càng là vài ngày đều ngủ không được, hắn nhớ tới đến điềm hạnh bị trình tính cưỡng ép, trong mộng đều là máu me hình tượng. Liên tiếp vài ngày, hạ quy hồng sáng trưa tối đều muốn lái xe tới trường học bồi điềm hạnh ăn cơm thấy nàng bình yên vô sự mới yên tâm quy hồng ca ca kỳ thật không nghiêm trọng như vậy trình tính đều đi vào ta khẳng định sẽ không có chuyện gì hạ quy hồng không nói lời nào điềm hạnh lại phát hiện trên người hắn tựa hồ có chút nhàn nhạt mùi thuốc lá nói quy hồng ca ca ngươi hút thuốc rồi hạ quy hồng quay đầu cuối người nhìn xem nàng trong mắt đều là sầu bi trong lòng ta sợ phải hoảng nhắm mắt lại đều là ngươi xảy ra chuyện dáng vẻ điềm hạnh ta không biết nên sắp xếp như thế nào giải loại tâm tình này hắn thật vô cùng vô cùng sợ hãi sẽ lại xuất hiện một cái trình tính điềm hạnh lúc ấy kỳ thật cũng rất sợ thế nhưng là sự tình qua đi về sau ngược lại tỉnh táo chuyện như vậy nơi nào sẽ mỗi ngày đều có chẳng qua là trùng hợp thôi nhưng hạ quy hồng lo lắng nàng kỳ thật cũng có thể hiểu được liền nắm chặt hắn tay an ủi quy hồng ca ca ngươi tin tưởng thiên quyết định sao kỳ thật rất nhiều chuyện sự tình ta cảm thấy đều là chú định ta không có việc gì ngươi yên tâm đi không biết vì cái gì điềm hạnh luôn có thể để hạ quy hồng cảm thấy nội tâm yên ổn trong lòng của hắn thoải mái rất nhiều trên đời này đúng là có chú định nếu không hạ gia cùng hứa gia cũng sẽ không có nhiều như vậy liên lụy từ đó để hai người bọn họ nhận biết yêu nhau quy hồng ca ca ngươi còn có chính mình sự tình phải bận rộn không cần động một chút lại tới tìm ta nếu không cuộc sống của ngươi đều loạn không được hạ quy hồng cũng cảm thấy mình gần đây sinh hoạt loạn rối tinh rối mù hắn xoa xoa điềm hạnh đầu nếu là chúng ta có thế muốn liên lạc liền có thể liên hệ liền tốt đáng tiếc hiện tại điện thoại đều là cố định không có cách nào tùy thân mang theo điềm hạnh một đôi ngọt ngào mắt cười thành nguyệt nha quy hồng ca ca ta cảm thấy khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh nước ngoài không phải đều có di động điện thoại sao trung quốc khẳng định cũng rất nhanh liền có lời này ngược lại là thành cái tiên đoán cái này về sau không bao lâu thị trường quốc nội lặng yên lưu hành lên một loại gọi bp cơ đồ điện một khối nho nhỏ đừng ở dây lưng quần bên trên phi thường tiêu sái quả thực chính là kẻ có tiền biểu tượng triệu phương mỗi lần nhìn thấy trong trường học ai lưng quần bên trên đừng bp cơ đều muốn trở về phòng ngủ tán thưởng một phen đây thật là cái thứ tốt nha muốn tìm người tùy thời đều có thể tìm tới không giống chúng ta những người nghèo này a à, nếu là rời đi phòng ngủ căn bản không biết nên đi đâu tìm bp cơ thật cho tìm người cung cấp lớn vô cùng thuận tiện khi ngươi cho người nào đó đánh điện thoại cố định không ai nghe lúc, liền có thể kêu gọi trên người hắn BP cơ, nói cho hắn có người tìm hắn, vậy người này liền có thể lập tức dùng cố lời nói hoặc là điện thoại công cộng về cho ngươi. Nếu là không có BP cơ, như vậy tìm người đúng là cái phiền toái rất lớn. Sát vách phòng ngủ tầng tiếu tiếu trong nhà có tiền, mua cái BP cơ, mọi người cũng nhịn không được vây quanh chơi tiếp, ánh mắt hâm mộ đều không che giấu được. Điềm hạnh cũng cảm thấy mới lạ, đi theo nhìn qua, Cảm tháng khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, nói không chừng ngày nào điện thoại cũng có thể tùy thân mang theo. Tần Tiếu Tiếu đem thứ này làm bảo bối, mọi người không nhìn vài lần nàng liền bắt đầu đuổi người. Tốt, nhìn xem liền phải, cũng không thể cho ta nhìn xấu, đây là thúc thúc ta cho mua, trân quý đâu. Những người khác ở trong lòng liếc mắt, kỳ thật mọi người đều biết, Tần Tiếu Tiếu nơi nào có cái gì có tiền thúc thúc, nàng là trèo lên người có tiền, chỉ sợ là tại làm tiểu tam. 306 nữ sinh trở lại phòng ngủ triệu phương lắm mồm lại bắt đầu lãi nhãi điềm hạnh kỳ thật ngươi tình huống trong nhà mới gọi có tiền ai có thể cùng ngươi nhà giống như có cái khách sạn còn có nhà máy ngươi nếu là muốn mua bp cơ ba ba của ngươi khẳng định nguyện ý mua cho ngươi chỉ là ngươi không nghĩ muốn thôi điềm hạnh không nói chuyện kỳ thật ba ba của nàng xác thực nâng lên cho nàng chuẩn bị một đài bp cơ dạng này liên hệ tới dễ dàng hơn nhưng điềm hạnh cảm thấy mình lại không có mở cửa chính là cái đọc sách nơi nào cần cái đồ chơi này. Liền cho cự tuyệt. Nhưng nàng không nghĩ tới, không có mấy ngày Hạ Quy Hồng liền cho nàng đưa cái BP cơ tới. Hắn ngồi tại trên ghế lái, đưa cho nàng một con mới tinh hộp, mở ra nhìn xem. Điềm hạnh vừa mở ra liền nhìn thấy bên trong máy móc, nhịn không được nói ra, Quy Hồng ca ca, ngươi mua cho ta cái này làm gì? Cái này rất đắt. Trước ngươi không phải nói khẳng định sẽ có một cái máy móc để chúng ta tùy thời đều có thể liên hệ đến lẫn nhau sao? thật đúng là bị ngươi nói chuẩn hiện tại có cái này không đắt lấy cho ngươi lấy đi không đắt mới là lạ cái này một đài rất đắt quy hồng ca ca ngươi đi lui đi nàng cảm thấy mình thật không cần cái này nhưng hạ quy hồng lại kiên trì muốn điềm hạnh mang ở trên người làm tới cuối cùng hai người gần như đều có chút không thoải mái kỳ thật điềm hạnh minh bạch hạ quy hồng ý tứ hắn chính là sợ nàng xảy ra nguy hiểm cùng tiền so ra hạ quy hồng cảm thấy điềm hạnh quan trọng hơn hạ quy hồng mặt lạnh dẫm chân ga nổ máy xe, Điềm Hạnh cầm cái hộp kia, có chút hối hận mình cùng hắn đưa khí. Nàng biết rõ hắn là quan tâm mình. Hồi lâu, nàng cẩn thận kéo kéo góc áo của hắn, "Quy Hồng ca ca, ngươi đừng nóng giận có được hay không?" Hạ Quy Hồng không nói chuyện, mắt nhìn phía trước, Điềm Hạnh cắn cắn môi, cúi đầu xuống, có chút thất bại. Nàng càng nghĩ càng thấy phải ủy khuất, khổ sở, không biết làm sao, vành mắt đều đỏ. Hạ Quy Hồng mở cũng không nhanh, nghiêng đầu nhìn một chút nàng bỗng nhiên liền có chút hoảng, tranh thủ thời gian phanh xe. Điềm hạnh, ngươi làm sao rồi? Ta thương tâm. Nàng quay đầu không nhìn hắn. Hạ Quy Hồng nghe nàng trong thanh âm nghẹn ngào, sợ nàng nhất khổ sở, tranh thủ thời gian giữ chặt nàng tay, đều là lỗi của ta, không nên cùng ngươi sinh khí, ta là đầu óc hỗn, sao có thể cùng ngươi sinh khí? Ngươi không nghĩ muốn cái này bi cơ vậy liền không muốn, không có chuyện gì, ta lấy về. Hắn đem hộp từ trong tay nàng lấy ra, Điềm Hạnh nhưng vẫn là một cái lấy về, vậy ta hiện tại lại muốn. Hạ Quy Hồng mỉm cười, bưng lấy mặt của nàng hôn một cái, kia không tức giận có được hay không? Điềm Hạnh không nói lời nào, biểu môi, Hạ Quy Hồng lại hôn một chút, chúng ta không tức giận, được không? Thanh âm hắn trịnh trọng, ta cam đoan vĩnh viễn sẽ không lại vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng ngươi sinh khí, nếu là lại có loại tình huống này ta liền trời giáng. Không được. Điềm Hạnh tranh thủ thời gian che miệng miệng của hắn không cho phép ngươi nói lời như vậy. Nàng sáng lóng lánh con mắt nhìn xem hắn, bỗng nhiên liền ôm lấy hắn. Ta đều biết, ngươi là vì ta tốt, Quy Hồng ca ca, ngươi yên tâm tốt ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mình. Hạ Quy Hồng nghe tóc nàng bên trên hương thơm, trong lòng rất thư thản, hắn châm trước dưới, hỏi, ban đêm đi ta kia sao? Chương 148 Điềm hạnh đương nhiên không nguyện ý đi, nàng phát hiện Hạ Quy Hồng từ khi đính hôn về sau đối loại chuyện đó thích rất nhiều, lúc trước sẽ còn để ý nàng có nguyện ý hay không, hiện tại là chỉ cần vừa đến bọn hắn tân phòng, liền đem điềm hạnh hướng trên giường khi dễ. Mặc dù nói hiện tại cũng có áo mưa loại vật này, nhưng tóm lại không phải trăm phần trăm an toàn, điềm hạnh không dám mạo hiểm. Không được, không đi không đi. Điềm hạnh mãnh liệt cự tuyệt. Hạ Quy Hồng cũng không miễn cưỡng, xoa xoa đầu của nàng, không đến liền không đi thôi. Hai người bọn họ ở trường học ăn bữa cơm, Hạ Quy Hồng lúc này mới về mình chỗ ở. Điềm hạnh cầm BP cơ về phòng ngủ, lại dẫn phát đám bạn cùng phòng tâm tình kích động. Sát vách tần tiếu tiếu nghe nói, tranh thủ thời gian sang đây xem. Hiện tại cũng có mấy khoản đâu, trẻ nhất cái chủng loại kia kỳ thật dùng đến rất không sức lực. Hứa điềm hạnh, ngươi là nhãn hiệu gì a? À? Triệu phương tranh thủ thời gian sạch trở về, ngươi có ý tứ gì a? À? Cái gì gọi là rẻ nhất kia khoản? Ta nhìn ngươi dùng mới là rẻ nhất. Điềm hạnh nhà nhưng so sánh nhà ngươi có tiền nhiều. Tần tiếu tiếu biểu môi, đến gần xem thử, kinh ngạc đến ngay người. Điềm hạnh kia khoảng mới là tiên tiến nhất, so với nàng quý một lần đâu. Kỳ thật trong phòng ngủ những người khác đối bản hiệu cũng không hiểu rõ lắm, tần tiếu tiếu sờ mũi một cái, cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Nàng nói xong quay người đi, điềm hạnh cười cười cũng không nói chuyện. Cái này bi cơ kỳ thật điềm hạnh cũng không phải rất thích mang ở trên người, luôn cảm thấy có chút không quen, nhưng nghĩ tới đã đều mua, không mang theo cũng lãng phí, liền tùy thân đều cất ngày này nàng ngay tại nhà ăn đâu liền thu được hạ quy hồng gọi tranh thủ thời gian đi công trạm điện thoại gọi điện thoại cho hắn quy hồng ca ca sự tình gì ta chính ăn cơm đâu hạ quy hồng ở bên kia mỉm cười cũng không có chuyện gì chính là ta bụng có chút đau đau bụng gọi điện thoại cho nàng điềm hạnh gấp ngươi ở đâu a à? làm sao đau bụng từ khi Hạ Quy Hồng lần kia sinh bệnh về sau nàng đặc biệt sợ hãi Hạ Quy Hồng sẽ lần nữa sinh bệnh, Hạ Quy Hồng thanh âm nhẹ nhàng, ta cũng không biết, chính là một mực đau. Quy Hồng ca ca, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta hiện tại liền đi qua. Ta tại chúng ta tân phòng đâu. Điềm hạnh cúp điện thoại liền không quan tâm đi, còn xa xỉ gọi xe, kết quả đến tân phòng cửa chính mới vào cửa liền phát hiện Hạ Quy Hồng lừa gạt nàng. Này chỗ nào là thiết ai đau bụng. Lầu một chồng thật nhiều thải sắc khí cầu, Hạ Quy Hồng đứng tại khí cầu chồng bên trong đối nàng mở rộng vòng tay, điềm hạnh, chúng ta cùng một chỗ 500 ngày. Điềm hạnh hoàn toàn không có tính toán cái này ngày, nàng có chút dở khóc dở cười đi qua trên dưới kiểm tra hắn, bụng của ngươi còn đau không? Có một chút đi. Hạ Quy Hồng không dám nói thật, kỳ thật hắn chính là lừa nàng tới. Điềm hạnh nghiêm mặt nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Nàng nói lôi kéo Hạ Quy Hồng vừa muốn đi ra, Hạ Quy Hồng mau nói lời nói thật, không thương. Ai nha, ta là lừa gạt ngươi, ta sợ ngươi không đến. Hôm nay là chúng ta cùng một chỗ 500 ngày, ta cố ý chuẩn bị những cái này, chúc mừng một chút. Các ngươi nữ hài tử không phải đều thích như vậy sao? Điềm hạnh tức điên, hướng về thân thể hắn đánh mấy lần, cũng không dám dùng sức, ai nói với ngươi. Ngươi lại gạt ta. Hạ Quy Hồng rất vô tội, là ngươi tam tỷ nói. Điềm hạnh bất đắc dĩ, tốt a. À. Nàng khí hướng bên cạnh trên ghế salon một tòa, may mà ta buổi chiều khóa là mã triết, bằng không ngươi sẽ trở ngại lên lớp. Hạ Quy Hồng ôm lấy nàng, ta sai, ta lần sau cũng không dám lại. Điềm hạnh hừ một tiếng, ta thế nào cảm giác ngươi mỗi lần đều nhận lầm, kết quả mỗi lần đều như thường làm theo ý mình. Ta sai, lão bà. Đột nhiên một tiếng, lão bà, để điềm hạnh một trận mờ mịt, kỳ thật Hạ Quy Hồng cũng không thích ứng, nhưng hắn nghĩ dạng này hô thật lâu. Hắn ở trong lòng sớm đã đem điềm hạnh xem như thê tử của mình, tương lai hài tử ma ma bởi vậy luyện tập rất nhiều lần vừa mới chính là kìm lòng không được thốt ra điềm hạnh chậm chạp không nói gì hạ quy hồng nhìn xem nàng ngươi có phải hay không cảm thấy rất đột ngột hắn nắm chặt nàng để tay đến bên môi thế nhưng là ta thật nghĩ dạng này gọi ngươi lão bà chúng ta sau khi kết hôn ngươi chính là ta lão bà thế nhưng là ta hiện tại cũng chờ không nổi dạng này gọi ngươi điềm hạnh có thể chứ điềm hạnh cảm thấy xưng hô này thực sự là quá mập mờ quá thân mật mặc dù nói bọn hắn đều phát sinh như thế quan hệ, thế nhưng là nàng vẫn là không gọi được. Chờ. Sau khi kết hôn đi. Điềm hạnh không được tự nhiên nói. Hạ Quy Hồng có chút thất vọng, nhưng cũng phi thường lý giải điềm hạnh, hắn cúi đầu hôn nàng, ngươi để ta chờ thật đắng. Điềm hạnh nội tâm phức tạp, nàng cảm thấy mình người này có đôi khi cũng thật sự là mâu thuẫn, kỳ thật nàng cảm thấy mình đối hạ Quy Hồng tâm không thể so hạ Quy Hồng đối với mình ít, nhưng vì cái gì mình sẽ như thế khiếp đảm đâu hồi lâu, nàng ngẩng đầu, quy hồng ca ca, ta kỳ thật cũng rất thích rất thích ngươi. Điềm hạnh dừng một chút, thế nhưng là, ta không biết vì cái gì, mình hô không ra miệng, ngươi cho ta một chút thời gian có thể chứ. Hạ quy hồng gặp nàng tự trách dáng vẻ, tranh thủ thời gian cười nói, ta không có trách ngươi ý tứ, chúng ta còn chưa kết hôn, ngươi dạng này là bình thường, là ta quá nóng vội. Hắn nhìn xem nữ hài nhi ống ánh nước nhuận môi, nhịn không được hôn lên. Điềm hạnh biết mình nên cự tuyệt hắn, nhưng nhìn bên cạnh hắn vì chính mình chuẩn bị những cái kia khí cầu chờ phần lớn nữ hài tử đều sẽ thích đồ vật, cũng có chút cảm động. Bất tri bất giác, hai người lại thân đến cùng một chỗ, Hạ Quy Hồng ôm lấy nàng liền hướng trong phòng đi đến. Hai người tại trên giường lớn lộn mấy vòng, Hạ Quy Hồng đang muốn tiến thêm một bước, bỗng nhiên bên ngoài điện thoại vang lên. Thảo! Đây là ai? Hạ Quy Hồng nhịn không được bạo nói tục. Điềm hạnh nhịn không được cười, tranh thủ thời gian giữ chặt chăn mền che mình mặt, Hạ Quy Hồng không thể làm gì, đứng dậy đi đón điện thoại. Hắn vốn là muốn cái này nếu là cái râu ri điện thoại nhất định mắng to đối phương dừng lại, nhưng đối phương lại là hắn mụ mụ. Quy Hồng. Ngươi ở đâu? Gia gia ngươi không được. Ngươi tranh thủ thời gian đến bộ đội bệnh viện đến. Hạ Quy Hồng nháy mắt nắm chặt ống nghe, gia gia không được rồi. Hắn trở lại đi tìm điềm hạnh, điềm hạnh mau từ trên giường nhảy xuống, Quy Hồng ca ca, chúng ta cùng đi. Trong bệnh viện, hạ gia gia hơi hơi lim dim mắt hô hấp đều rất yếu chút ba ba mắt đỏ chút ma ma đã lệ rơi đầy mặt hứa chấn hoa vợ chồng cũng tới tất cả mọi người là một mặt bi thương bác sĩ lắc đầu lão nhân gia đây là tại ráng chống đỡ lấy một hơi đang chờ người sao chúc ma ma gật đầu cha thương nhất quy hồng khẳng định đang chờ quy hồng đang nói hạ quy hồng cùng điềm hạnh vọt vào hạ gia gia phí sức mở mắt ra thanh âm yếu ớt quy hồng điềm hạnh Hạ Quy Hồng tiến lên quỳ đến bên giường, Gia Gia. Điềm Hạnh cũng đi đến một bên khác, giữ chặt Hạ Gia Gia tay, Hạ Quy Hồng con mắt cấp cốc phím hồng, nước mắt cũng rớt xuống. Hắn hốt hoảng nhìn về phía chút Ma Ma, mẹ, Gia Gia làm sao lại bỗng nhiên dạng này. Trong nhà bảo mẫu là mới tới, quá bất cẩn, buổi sáng vậy mà để Gia Gia ngươi ngã một phát, đều tại ta, đi nói chuyện gì xin ý. Hẳn là ở nhà chiếu cố. Nàng lau lau nước mắt, vô hạn tự trách. Hạ Quy Hồng hít sâu một hơi, bác sĩ. Thật không có cứu sao. Bác sĩ vô lực lắc đầu, điềm hạnh cũng không nhịn được rơi lệ, giọt kia nước mắt vừa lúc nện vào hạ da da trên mu bàn tay. Ống ánh nước mắt nện vào lão nhân khô gầy trên mu bàn tay, một. Đường lăn xuống đi, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng nước nở. Hạ da da con mắt, chậm rãi nhắm lại. Chúc ma ma cùng chúc ba ba đều thống khổ khóc lên, cha. Chương 149, nguyên bản trong phòng bệnh tất cả mọi người coi là hạ gia gia khẳng định không được thống khổ thanh âm dần lên điềm hạnh nước mắt từng khỏa nện vào hạ gia gia trên mu bàn tay bỗng nhiên hạ gia gia rất nhỏ ho khan bác sĩ khẩn trương đi qua thật kỳ quái đây là có chuyện gì hạ gia gia càng ho khan càng hung vậy mà trực tiếp ho ra đến một nguồn máu lớn kỳ quái hơn chính là hắn ho ra đến huyết chi sau ngược lại tinh thần khá hơn hạ gia gia mở mắt ra suy yếu nói ra quy hồng điềm hạnh các ngươi đến rồi, hạ quy hồng cuồng hỉ, gia gia, ngài không có việc gì? hạ gia gia gật đầu, gia gia còn phải xem ngươi kết hôn sinh con đâu, làm sao lại có việc? chúc ba ba coi như tỉnh táo, mau nhường bác sĩ lần nữa kiểm tra hạ hạ gia gia thân thể. mấy cái bác sĩ mau đem gia thuộc đều sơ tán ra, một lần nữa cho hạ gia gia kiểm tra dưới. lúc này mới phát hiện hắn vậy mà coi như không tệ, căn bản không có nhanh không được dấu hiệu. tất cả mọi người có chút chấn kinh nhưng người không có việc gì tự nhiên tốt nhất. Sau mấy tiếng, Hạ Gia Gia vậy mà đứng lên yêu cầu về nhà. Cái này cái gì phá bệnh viện? Hoàn cảnh kém như vậy. Ta không ngừng nơi này, ta muốn về nhà. Hạ Gia Gia hoàn toàn không giống như là cái vừa mới kém chút qua đời người, chút ba ba cùng chút ma ma đều cảm thấy đây có lẽ là hồi quan phản chiếu, tốt nhất vẫn là dựa theo Hạ Gia Gia ý nguyện tranh thủ thời gian đi về nhà. Nhưng mà ai biết, sau khi về nhà, hạ gia gia cũng không có tinh thần một hồi về sau bỗng nhiên quể oải ngược lại là càng ngày càng tinh thần điềm hạnh phi thường lo lắng hạ gia gia đi nhiều lần tự mình nấu canh làm đồ ăn cho hạ gia gia ăn hạ gia gia tâm tình khoái trá điềm hạnh a liền xong ngươi làm cái này canh gia gia đều muốn lại sống mấy năm nhất định phải chờ đến ngươi cùng quy hồng kết hôn ngày đó điềm hạnh hé miệng cười một tiếng gia gia ngài khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi chuyện này bất tri bất giác liền đi qua Hạ Gia Gia hoàn toàn thành một bộ khỏe mạnh bộ dáng, bình thường tản tảng bộ hạ hạ cờ, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hạ Gia đều phi thường cảm kích, nguyên bản chúc ma ma là dự định buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện tới chiếu cố Hạ Gia Gia, nhưng Hạ Gia sinh ý chợt xảy ra biến cố. Chúc ba ba đầu tư vô ý, trong vòng một đêm tuyên cáo phá sản, thậm chí còn thiếu ngân hàng hơn mấy chục vạn. Ở niên đại này, thiếu hơn mấy chục vạn, đó là cái gì khái niệm? Chúc ba ba trong vòng một đêm đầu bạc, hạ quy hồng về đến nhà nhìn thấy hắn giật nảy mình cha ngài lúc nào nhiễm tóc trắng chúc ba ba không nói chuyện bên cạnh chúc ma ma một chút đỏ mắt quy hồng trong nhà sinh ý phá sản ba ba của ngươi còn thiếu ngân hàng hơn mấy chục vạn nếu là không tranh thủ thời gian trả lại ba ba của ngươi liền phải ngồi tù hạ quy hồng sững sờ tại sao có thể như vậy chúc ba ba có chút gắt gỏng chuyện không liên quan tới ngươi ngươi gần đây trước không muốn về nhà cũng không cần để hứa gia biết. Mặc dù nói hứa chấn hoa cặp vợ chồng trước kia cũng là nông thôn, nhưng bây giờ người ta phát đạt, chúc ba ba biết, người phi thường dễ dàng biến, huống chi hứa chấn hoa nhà chính là nữ nhi, nếu như bị hứa gia biết mình phá sản, Hạ Quy Hồng hôn sự còn không biết có thể thành hay không. Hạ Quy Hồng chỉ trầm mặt không đến 5 phút đồng hồ, liền mở miệng, cha, ngôi biệt thự kia bán đi, còn có xe của ta, cùng chúng ta hiện tại ở tiền thuê nhà đều bán, để gia gia về tỉnh thành dưỡng sinh thể, nhà ta nhất định có thể vượt qua, ngài không thể ngồi lao. Chúc ba ba buông thỏng đầu, không nói gì, thật lâu mới dùng nắm đấm đánh tới hướng bắp đùi của mình, là ta vô dụng. Chúc ma ma nghĩ nghĩ, nói ra, không được, quy hồng, không thể bán biệt thự. Khi là ngươi cùng điềm hạnh tương lai kết hôn muốn chỗ ở, ngươi không hiểu, nếu như cái này bán, không biết khi nào trả có thế mua trở về, có lẽ đời này đều mua không trở lại. Nàng là thật thích vô cùng điềm hạnh cảm thấy Hạ Quy Hồng nếu là bỏ lỡ điềm hạnh, đời này khẳng định tìm không thấy tốt hơn thê tử. Hạ Quy Hồng cười nhạt một tiếng, mẹ, ngài yên tâm tốt, điềm hạnh không phải loại người như vậy, huống chi, nàng gả cho ta là ưa thích ta người này, không phải thích nhà chúng ta mua biệt thự cùng xe, ta sẽ dùng mình thực lực cho nàng cuộc sống tốt hơn. Chúc ba ba cùng chúc mama cũng đúng là không có những biện pháp khác, Hạ Quy Hồng rất mau đưa biệt thự cùng xe đều bán, tiền kia trực tiếp cho hắn cha mẹ. Nguyên bản hắn muốn đi tìm điềm hạnh thương nghị một chút, nhưng không biết vì cái gì nhưng không có đi. Nội tâm của hắn kiên định cho rằng, tương lai mình vẫn là sẽ đem những cái này đều kiếm về, nếu điềm hạnh tốt nghiệp về sau hắn vẫn không có thể đem những này kiếm về, nói rõ hắn không phải cái kia đáng giá điềm hạnh phó thác người. Nhưng nếu hắn có thể kiếm trở về, đã nói lên điềm hạnh gã đúng rồi. Bán biệt thự cùng xe, hạ gia cha mẹ miễn cưỡng còn rất sạch nợ vụ, không còn có tâm tình tại thủ đô tiếp tục chờ đợi, rất nhanh liền về tỉnh thành, dự định nghỉ ngơi lấy lại sức, nhìn xem lúc nào lại đông sơn tái khởi, đợi thời trở lại. Hạ Quy Hồng không có chỗ ở, trên thân còn thừa không có mấy, hắn từ đồng sự nơi đó mượn chút tiền, lâm thời thuê cái phi thường nhỏ hẹp phòng ở. Khi là phi thường của một cái cư xá, lầu hai một gian phòng đơn, bên trong trừ giường cùng ngăn tủ, cái khác liền không có, thậm chí không có cái bàn. Hạ Quy Hồng dùng một con thùng giấy con xem như cái bàn, ngay tại như vậy đơn sơ địa phương viết thỉnh cầu rời khỏi vật lý sở nghiên cứu thư tín hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn kiếm tiền làm nghiên cứu cái gì đã không thích hợp hắn vật lý sở nghiên cứu người đều cảm thấy phi thường tiết hận nhưng người có người lựa chọn vài chục năm nay không biết bao nhiêu người bởi vì chịu không nổi nghiên cứu nghèo khó sinh hoạt mà ngược lại làm ăn hạ quy hồng không phải để nhất nhân điềm hạnh biết hạ gia phá sản tin tức lúc đã là thật lâu sau hứa gia phụ mẫu trong lúc vô tình tại bàn ăn nâng lên lên hà đại ca cũng quá khách khí phát sinh chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta ta trận này thực sự là bận quá vẫn là từ trên tivi nhìn tin tức mới nhìn đến ai ta gọi điện thoại tới bọn hắn nói đã giải quyết ta muốn cho bọn hắn tiền hà đại ca kiên quyết không muốn hứa chấn hoa thở dài ta thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế lâm hà để đổ xuống cũng không có lòng ăn cái gì khi quy hồng đâu hắn hiện tại một thân một mình tại thủ đô, trong nhà phòng ở cũng đều bán, ở nơi đó. Nàng nói xong, quay đầu nhìn về phía Điềm Hạnh, hai người các ngươi liên hệ tấp nập, ngươi biết hắn ở nơi đó sao? Điềm Hạnh không biết, nàng phi thường ngoài ý muốn, chấn kinh, khó mà miêu tả. Quy Hồng ca ca trong nhà phá sản rồi. Thế nhưng là, tối hôm qua chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm, hắn cũng không có nói cho ta nha. Lâm Hà thở dài, hắn ước lượng cũng là sĩ diện, không biết làm sao mở miệng, hạ gia rớt xuống ngàn trường, cho các ngươi chuẩn bị biệt thự cùng xe đều bán, cha mẹ hắn khẳng định cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ thật, chúng ta là nhất hẳn là trợ giúp bọn hắn người. Hiện tại Quy Hồng cha mẹ về tỉnh Thành đi, vậy chúng ta liền nhiều giúp đỡ Quy Hồng đi. Hứa chấn hoa gật đầu, điềm hạnh, mặc dù nói hạ gia hiện tại kinh tế bên trên không được, nhưng bọn hắn là nhà chúng ta vĩnh viễn ân nhân, nếu không phải Quy Hồng cha mẹ dìu dắt, ta khẳng định đi không đến hiện tại. Ngươi thật tốt khuyên Quy Hồng, có chuyện gì đều tới tìm ta điềm hạnh gật đầu nàng trong đầu quả thực là một đoàn đay rối quy hồng ca ca làm sao có thể không nói với mình những chuyện này hắn hiện tại đến cùng ở đâu điềm hạnh gọi hạ quy hồng bp cơ lại không cách nào kết nối trong lòng không sai biệt lắm cũng đoán được hạ quy hồng chỉ sợ cũng đem bp cơ cho bán nàng hiện tại nóng bỏng muốn tìm đến hắn đành phải hướng hạ quy hồng vật lý sở nghiên cứu chạy tới người mở cửa nghe được nàng nói tìm hạ quy hồng dò xét liếc mắt, nói ra, Hạ Quy Hồng. Hắn không ở nơi này, đã xuống biển làm ăn. Chương 150 Điềm hạnh dò thăm Hạ Quy Hồng địa chỉ, nàng lần theo địa chỉ tìm đi qua, mới phát hiện nơi này có bao nhiêu xa xôi. Từ sở nghiên cứu đến Hạ Quy Hồng hiện tại chỗ ở, xe buýt cần ngồi hơn một giờ, điềm hạnh xuống xe, phát hiện trước mặt phòng ở thấp bé một mảnh, phần lớn là hai ba tầng lầu nhỏ. Nàng tìm tới Hạ Quy Hồng chỗ ở, là một chỗ phi thường cũ nát phòng ở, cổng chồng rất nhiều phế phẩm. Điềm hạnh đang chuẩn bị gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền tới tiếng ho khang, thanh âm kia rất rõ ràng chính là Hạ Quy Hồng. Trong nội tâm nàng chua chua, nghe được Hạ Quy Hồng ho khang dường như phi thường khó chịu, tranh thủ thời gian gõ cửa, Quy Hồng ca ca, ngươi ở đâu? Hạ Quy Hồng sững sờ, đang định đem trong tay mì tôm ẩn nấp, Điềm hạnh liền phát hiện kia cửa không khóa gấp, đẩy liền mở. Hắn động tác quá gấp, trong tay mì tôm lập tức đổ, nước canh chảy đầy đất, khống chế không nổi ho khan. Điềm hạnh ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem cái này nhỏ hẹp trong phòng lung tung ngổn ngang hết thảy, nhìn trước mắt cái kia quen thuộc nam nhân, hắn nhịn không được ho khan, nhìn chán nản như vậy. Quy hồng ca ca. Điềm hạnh con mắt đỏ. Hạ Quy hồng cưỡng ép ngăn trở miệng, nhịn xuống ho khan, đứng lên lôi kéo nàng đi ra ngoài, ra ngoài nói. Ngay tại cái này nói, ta không đi ra. Nàng có chút quật cường. Hồi lâu, hạ quy hồng không thể làm gì khác hơn nói ra được thôi ngay tại cái này nói trong nhà của ta xảy ra chuyện phòng ở cùng xe toàn bộ đều bán ta tạm thời ở đây ở một chút chẳng qua điềm hạnh ngươi yên tâm ta rất nhanh liền sẽ kiếm được tiền đến lúc đó liền cái gì đều không lo ta sẽ đem phòng ở cùng xe đều mua về ngươi yên tâm điềm hạnh bổ nhào vào trong ngực hắn ta lúc nào là bởi vì phòng ở cùng xe mới cùng với ngươi quy hồng ca ca chuyện lớn như vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi ở chỗ này ăn mì tôm. Ngươi biết ta là cái gì cảm thụ sao? Hạ Quy Hồng cuốn họng nhấp nhô hai lần, cuối cùng không nói gì. Hai người bọn họ ôm ở cùng một chỗ, điềm hạnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nếu không chúng ta bây giờ kết hôn đi, ta tích lũy có tiền, ta ở trường học phải tiền thưởng, còn có ta làm kim chức tiền kiếm được, có thật nhiều đâu. Hạ Quy Hồng trong lòng đắng chát, hiện tại. Ngươi còn nhỏ. Ta không nhỏ, ta đều hai mươi, nơi nào nhỏ. Quy Hồng ca ca, ta cảm thấy chúng ta hiện tại kết hôn rất tốt. Hạ Quy Hồng nghĩ đến trước đó mình là ước gì Điềm Hạnh nói như vậy, nhưng bây giờ Điềm Hạnh thật nói, hắn lại không nguyện ý. Hắn thay nàng sửa sang lại tóc cắt ngang trán, nhẹ nói, ngươi chờ một chút ta, ta cam đoan, chờ ngươi vừa tốt nghiệp, ta liền sẽ kiếm được tiền. Điềm Hạnh thực sự là đau lòng, vậy ngươi có thể từ nơi này dọn đi sao? Đem đến trung tâm thành phố ở, ta tích lũy tiền toàn bộ đều cho ngươi, giữ lại ngươi dùng, nhưng là tương lai ngươi phải trả ta được hay không? Nàng biết, Hạ Quy Hồng khẳng định không nghĩ muốn tiền của nàng, cho nên mới nói như vậy. Hạ Quy Hồng tự nhiên không nghĩ muốn, nhưng điềm hạnh lại rất kiên trì, nàng đông đưa cánh tay của hắn, Quy Hồng ca ca, có thể chứ? Hồi lâu, Hạ Quy Hồng thực sự không lay chuyển được điềm hạnh, đáp ứng xuống. Hạ Quy Hồng chỗ ở xác thực điều kiện phi thường kém, điềm hạnh giúp đỡ hắn cùng một chỗ một lần nữa tìm cái địa phương, đem mình tất cả tiền tiết kiệm đều cấp cho Hạ Quy Hồng. Hứa gia cha mẹ tự nhiên cũng muốn trợ giúp Hạ Quy Hồng, chỉ là bị hắn từ chối nhã nhặn. Hứa Chấn Hoa rất không hiểu, Quy Hồng, ta giúp ngươi, ngươi không phải sẽ nhanh hơn thành công sao? Ngươi làm sao chính là không nguyện ý? Cha, ta hiện tại vẫn là muốn gọi ngài cha, ngài sẽ không để tâm chứ? Từ khi đính hôn về sau, Hạ Quy Hồng vẫn hô Hứa Chấn Hoa ba ba. Hứa Chấn Hoa thở dài, chẳng lẽ ta trước kia đồng ý ngươi dạng này hô, hiện tại ngược lại không nguyện ý rồi? Hạ Quy Hồng ôm nhuận cười một tiếng, cha, ta sẽ dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự thành công. Hắn dạng này, hứa gia cũng không có cách nào, đành phải là tùy hắn. Điềm hạnh vội vàng trong trường học khóa, liên tiếp không kém nhiều nhất một tháng không có nhìn thấy Hạ Quy Hồng. Còn tốt, hắn đánh hai lần túc xá điện thoại tới, trong điện thoại nói hắn mọi chuyện đều tốt, để nàng không nên lo lắng. Không lo lắng. Khi làm sao có thể. Ngày này, Điềm Hạnh mới nghĩ trở lại ký túc xá, liền nhìn thấy dưới lầu đứng người, người kia mặc một thân tây trang màu đen, nhìn xem rất là phong lưu tiêu sái, nhìn thấy điềm hạnh trở về, hắn câu môi cười một tiếng, đi tới. Hứa điềm hạnh, ta tới tìm ngươi. Điềm hạnh không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải trác viễn, thái độ liền có chút lãnh đạm, ngươi làm sao tại cái này. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhớ tới trên xe có cha ngươi lần trước rơi xuống chén nước, ta không có thời gian đưa qua, liền dứt khoát cho ngươi đi, ngươi quay đầu dẫn đi trên tay hắn đưa qua một con giữ ấm chén, đích thật là hứa chấn hoa trước mấy ngày mất đi con kia, bởi vì dùng quen thuộc cái này giữ ấm chén, hứa chấn hoa thở dài nhiều lần, chết sống mỹ không ra nhét vào nơi nào. Điềm hạnh nhận lấy cái chén, châm trước dưới, vẫn là nói, cảm ơn ngươi. Trác Viễn cũng cười, trái phải nhìn xuống, nói ra, lần đầu tiên tới thủ đô đại học, cảm giác trường học các ngươi vẫn là thật lớn. Điềm hạnh nhớ kỹ lần trước mình cùng Quy Hồng ca ca cùng Trác Viễn nói phi thường rõ ràng, nàng đã đính hôn mà Trác Viễn cũng coi là nhân vật có mặt mũi, không cần thiết đối với mình như thế nào, Điềm Hạnh cũng không cảm thấy mình đáng giá người khác nhớ mãi không quên. Bởi vậy, nàng cũng không có sạch âm thanh. Đúng vậy, trường học của chúng ta thật lớn, không có chuyện ta lên trước lâu. Trác Viễn gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Không có mấy ngày, Điềm Hạnh nhìn thấy Hạ Quy Hồng, hắn gầy không ít, đứng ở trước mặt nàng vẫn là mang theo cười, nhưng rõ ràng mỏi mệt không ít. Ta dự định bắt đầu nghiêng cứ máy tính, tương lai mấy năm máy tính khẳng định sẽ lớn diện tích bị sử dụng. vô luận là từ thương nghiệp cấp độ vẫn là khoa học cấp độ, đây đều là phi thường đáng giá thử một lần ngành nghề. hai người đi tại bờ sông nhỏ, điềm hạnh nghe hạ quy hồng, trong lòng nổi lên gợn sóng. quy hồng ca ca, ta tin tưởng ngươi, mặc dù ngươi đọc chính là vật lý, nhưng ta cảm thấy chuyện ngươi muốn làm đều có thể làm tốt. hạ quy hồng trong lòng rất thoải mái, sợ mặt nàng gò má, khoảng thời gian này sẽ rất vất vả kỳ thật tương lai ta căn bản không có trăm phần trăm nắm chắc nhưng ta sẽ dùng hết toàn lực có người tin tưởng ta ta nhất định có thể làm được điềm hạnh cười gật đầu hai người đi một hồi hạ quy hồng bởi vì phải bận rộn tranh thủ thời gian đi nàng một thân một mình ra tới mới ra ngoài không lâu liền nghe được bên cạnh có người đang tán gẫu nghe nói trong trường học cái kia rất lợi hại hạ quy hồng học thuật làm tốt như vậy bỗng nhiên chạy tới lập nghiệp hám lợi đen lòng a trường học chúng ta bồi dưỡng hắn khẳng định tốn không ít tâm tư lão sư của hắn xem chừng muốn chọc giận chết đúng đấy ai hiện tại làm học thuật có mấy cái là nghiêm chỉnh phần lớn người vẫn là thích tiền trước đó có người nói hạ quy hồng tương lai khẳng định là cái nhà khoa học ta đều cảm thấy buồn cười hiện tại ngươi nhìn điềm hạnh nhịn không được đi qua đánh gãy bọn hắn vô luận hạ quy hồng tương lai muốn làm cái gì sẽ trở thành cái gì hắn đều so với các ngươi lợi hại người như hắn làm cái gì cũng biết thành công đều sẽ cho xã hội mang đến giá trị mà các ngươi đâu sẽ chỉ ở phía sau nghị luận người khác ta cảm thấy các ngươi dạng này người chính là trong trường học bại hoại nàng phi thường tức giận khuôn mặt nhỏ hồng hồng phình lên lúc nói chuyện cũng rất tức giận khi hai người có chút không hiểu thấu ngươi là ai a à? chúng ta nói hạ quy hồng làm phiền ngươi chuyện gì rồi điềm hạnh không nghĩ để bọn hắn cho là mình là bởi vì nam nữ bằng hữu quan hệ mới duy trì hạ quy hồng liền lạnh lùng nói, ta là hắn mê muội. Ta kiên định duy trì hạ quy hồng học trưởng. Lúc này, chợt nhớ tới còn có lời không cùng Điềm Hạnh nói hạ quy hồng quay đầu đi tìm đến, vừa lúc trông thấy một màn này. Hắn trung thực nhỏ mê muội kém chút cùng người ầm ỉ lên, hạ quy hồng bờ môi lộ ra cười ôm hòa ý, hắn chân ái nàng. Chương 151. Hạ quy hồng đi qua ôm lấy Điềm Hạnh, nhẹ nhàng nói, không cần để ý bọn hắn, chuyện này ta đến xử lý hai người kia trông thấy Hạ Quy Hồng, cũng không nhận ra hắn, dù sao bọn hắn chỉ là nghe nói qua Hạ Quy Hồng danh tự. Kết quả Hạ Quy Hồng lạnh lùng nhìn xem bọn hắn nói, có thời gian này không bằng đem thành tích học tập đề cao một chút, học bổng cầm tới qua sao. Thủ đô đại học có các ngươi dạng này người cũng thật sự là sỉ nhục. Hai người kia lập tức kịp phản ứng, đây chính là Hạ Quy Hồng, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, dù sao đối bọn hắn đến nói Hạ Quy Hồng mặc dù đã xuống biển kinh thương, nhưng thành tích vẫn là so với bọn hắn tốt hạ quy hồng nói xong không lại để ý bọn hắn lôi kéo điềm hạnh đi điềm hạnh trong lòng ngọt ngào nàng xoay người con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem hạ quy hồng quy hồng ca ca ngươi không nên tức giận hai người kia căn bản cũng không hiểu rõ ngươi không biết vô luận ngươi làm cái gì ngươi đều là ưu tú nhất thủ đô đại học ưu tú nhất nam sinh hạ quy hồng không khỏi cười ngươi làm sao tự tin như vậy thủ đô đại học nhiều người như vậy làm sao ta chính là ưu tú nhất ngọt ngào có chút miếng môi cười một chút thế nhưng là ta chính là tự tin a à, ta quy hồng ca ca là tốt nhất hai người nhìn nhau cười một tiếng hạ quy hồng nghĩ đến gần đây vất vả cùng bận rộn trong lòng lại không cảm thấy mệt mỏi chỉ cảm thấy hết thảy đều là tốt nhất thu xếp đều là đáng giá hắn điềm hạnh vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hắn vô luận phát sinh cái gì mưa gió bọn hắn đều là cùng một chỗ đều là tin tưởng lẫn nhau điềm hạnh trên mặt đều là ý cười quy hồng ca ca ngươi tại sao lại trở về rồi nhớ tới một sự kiện quên nói cho ngươi chủ nhật ban đêm có rảnh không mang ngươi đi xem phim điềm hạnh khẽ giật mình mau nói ta không thích xem phim kỳ thật nàng thật thích chỉ là không nghĩ lãng phí hạ quy hồng tiền dù sao hắn hiện tại thật không dễ dàng hạ quy hồng hiểu rõ vô cùng nàng xoa xoa đầu của nàng nói ra ngươi sợ cái gì chút tiền này ta vẫn phải có chính là bận rộn nữa giữa chúng ta cũng không thể cái gì cũng không có ta nghĩ ngươi muốn cùng ngươi đơn độc đợi một hồi Điềm Hạnh trong lòng nhộn nhạo hạnh phúc, khẽ gật đầu, "Được." Hạ Quy Hồng vừa đi, Điềm Hạnh trở lại ký túc xá liền không nhịn được bắt đầu lật y phục của mình, nàng gần đây đều không có mua quần áo mới, nữ hài tử nha, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy y phục của mình tự hồ cũng không đủ xuyên, kỳ thật y phục của nàng rất nhiều. Muốn gặp là người trong lòng, tự nhiên vạn phần để bụng. Thấy Điềm Hạnh một mực tìm kiếm, từ tư tư hỏi, "Điềm Hạnh, ngươi tìm cái gì a?" À? Điềm Hạnh cũng không giấu giếm Quy Hồng ca ca muốn dẫn ta đi xem phim, ta muốn đánh đóng vai tốt một chút, thế nhưng là không biết xuyên cái kia kiện. Kỳ thật điềm hạnh quần áo đều rất đẹp, chính là xuyên số lần nhiều hoàn toàn chính xác không có cái mới xuất hiện cảm giác. Triệu Phương nghe xong lập tức móc ra ngoài mình một kiện bé con dẫn lên áo, ta mới mua. Còn không có xuyên đâu, ngươi thử xem. Cái này y phục là màu trắng, bé con lĩnh, nhìn xem phi thường thanh thuần, dưới đáy phối một kiện váy đen quả thực hoàng mỹ. Triệu Tuyết Liên nhịn không được khen ngợi, Tiểu Phương ngươi lần này chọn quần áo thật là dễ nhìn. Triệu Phương có chút kiêu ngạo mà hất cầm lên, ta lần nào chọn không dễ nhìn a. À. Điềm hạnh lại đem quần áo trả lại cho nàng, đây là mới đâu, ta không thể nhận, chính ngươi mặc đi. Triệu Phương lập tức gấp, ai nha ngươi cùng ta khách khí. Mới làm sao rồi? Ngươi thay ta mở một chút ánh sáng. Tất cả mọi người cười lên, trong phòng ngủ không khí hòa hợp, Triệu Phương lại rất nhiệt tình, cuối cùng điềm hạnh tiếp nhận bộ y phục này, dự định mượn tới ra ngoài hẹn hò một lần. Chủ nhật, điềm hạnh hết giờ học liền vội vã đi ra ngoài, nàng ngồi xe buýt xe đến bách hóa cao ốc, cũng không có cách nào liên hệ đến hạ quy hồng chỉ có thể dưới lầu chờ lấy. Nhìn bên cạnh lui tới người, điềm hạnh bỗng nhiên ý thức được mình khả năng tới quá sớm. Nàng quên đi hỏi hạ quy hồng phim cụ thể là mấy điểm, hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Còn tốt, điềm hạnh mang đến mình nhỏ bản bút ký, có thể nhìn xem phía trên từ đơn bối bối từ đơn. Lúc này Hạ Quy Hồng ngồi tại bách hóa cao ốc bên cạnh một tòa lâu bên trong, nghĩ đến điểm hạnh, lúc này mới phát hiện mình quên nói với nàng phim thời gian. Cũng không biết nha đầu này có thể hay không sớm đến, hắn nhìn xem thân ở đại khách thất, hỏi người bên cạnh, người phụ trách kia làm sao còn chưa tới. Bên cạnh là Hạ Quy Hồng gần đây kết giao đối tác, hai người là cùng đi kéo đầu tư. Đối tác thường tư minh thấp giọng nói ra, chúng ta tới kéo đầu tư, người ta nhăn mặt cũng bình thường, chờ một chút đi, còn tốt, cái này có trà đâu. Trước mặt bọn hắn bày chút rất thơm trà, thường tư minh khoan thai uống. Nhìn Hạ Quy Hồng nơi nào ngồi được vững, hắn không hy vọng điềm hạnh chờ quá lâu. Nhưng là hôm nay muốn kéo đầu tư mức vẫn là rất lớn, đối với bọn hắn đến nói là vô cùng trọng yếu, hắn cũng không thể đi thẳng một mạch. Rất lâu rất lâu, cửa phía sau rốt cục bị đẩy ra, một người trẻ tuổi đi đến. Ngượng ngùng chúng ta tới muộn. Hạ Quy Hồng cùng thường tư minh mới đứng lên, liền lại tiến tới một người người kia quần áo tự phụ trên mặt một tia không dễ dàng phát giác cười kia cười tại hạ quy hồng xem ra phi thường địa thứ mắt trác viễn vương tây ngươi tốt thường tư minh tranh thủ thời gian nắm chặt trác viễn tay chào ngươi chào ngươi mà hạ quy hồng lại chậm chạp không động hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì trách không được trước khi đến đối phương người phụ trách quỷ dị không có báo ra đến tính danh hắn còn tưởng rằng là người ta sơ hở hiện tại xem ra là trác viễn cố ý hắn chính là muốn thấy mình chán nản như vậy dáng vẻ trác viễn lẳng lặng mà nhìn xem hạ quy hồng hắn điều tra một phát hạ gia phá sản hứa gia không có đổi ý vẫn như cũ cho phép nữ nhi cùng hạ quy hồng cùng một chỗ nghĩ đến lần trước hạ quy hồng tại trước chân kia không ai bị nổi dáng vẻ trác viễn nhẹ nhàng cười một tiếng thế nào đối ta có ý kiến hạ quy hồng cũng hồi báo hắn một cái ngoạn vị cười là đưa tay đi lên làm sao lại có ý kiến trác quản lý hợp tác vui vẻ cái này khiến Trác Viễn Phi thường ngoài ý muốn, hắn coi là dựa theo Hạ Quy Hồng tính tình, khẳng định sẽ cự tuyệt lại cùng hợp tác với mình, dù sao cái này tại sinh ý trên trận, chỉ chờ tại Hạ Quy Hồng đi cầu hắn Trác Viễn đầu tư đâu. Nhưng mà ai biết, tiếp xuống nói chuyện bên trong, Hạ Quy Hồng không kiêu ngạo không tự ti, chậm rãi mà nói, phản phất là Trác Viễn đang cầu lấy hắn hợp tác. Thậm chí, Trác Viễn kém một chút cho Hạ Quy Hồng vỗ tay. Căn cứ Hạ Quy Hồng trần thuật, hắn hạng mục này là có thể tại gần trong vòng 2 năm trở thành trong nước kiếm lợi nhiều nhất hạng mục. Hắn không có chút nào sơ hở, bên người những người khác cũng đều phi thường kích động, thậm chí hận không thể lập tức khuyên Trác Viễn đáp ứng cùng Hạ Quy Hồng ký hợp đồng. Thế nhưng là Trác Viễn làm sao lại dễ dàng liền tin tưởng Hạ Quy Hồng. Hắn mặc dù đối Hạ Quy Hồng nói cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng chính là người lập trường mà nói, hắn đều sẽ không dễ dàng đi ký cái này hợp đồng. Được, ngươi nói hình như cũng không tệ lắm, nhưng cụ thể ta còn muốn trở về cùng ta cha thảo luận. Cùng ta cha thảo luận, là Trác Viễn lấy cớ, nhưng Hạ Quy Hồng nghiêng ngẫm cười một tiếng, minh bạch, Trác quản lý một người không làm chủ được ý, vậy liền cùng phụ thân ngài thảo luận qua đi rồi quyết định đi. Hắn lời này để Trác Viễn không hiểu khó chịu, cái gì gọi là một mình hắn không làm chủ được ý. Hắn kia là lý do. Cũng không có chờ Trác Viễn nói cái gì, Hạ Quy Hồng bỗng nhiên đứng lên, chúng ta còn có việc, hôm nay đến đây thôi nhé hai người rất nhanh rời đi trác viễn công ty thường tư minh vô cùng hưng phấn quy hồng ngươi vừa mới nói quá tốt ta cảm thấy bọn hắn khẳng định nguyện ý cùng chúng ta hợp tác hạ quy hồng trong mắt một vòng sâu không thấy đáy ảm đạm có lẽ đi hắn nhìn xem người ở ngoài xa biển sắc trời đã ngầm trong lòng càng thêm lo lắng thường tư minh ngươi đi trước đi ta còn có việc thường tư minh gật đầu rất nhanh đi trạm xe bớt mà lúc này đây bỗng nhiên liền bắt đầu mưa hạ quy hồng trong lòng gấp nhanh đi bên cạnh bách hóa cao ốc lầu một đi tìm điềm hạnh bên cạnh bởi vì trời mưa tất cả mọi người vội vã người rất loạn cũng có chút lạnh điềm hạnh mặc món kia màu trắng bé con dẫn lên áo có chút lạnh nàng sợ sau khi đi vào hạ quy hồng tìm không thấy mình liền ngây ngốc đứng tại cổng chờ hạ quy hồng xa xa nhìn xem sách vậy được nàng gầy yếu giống con mèo con đồng dạng hắn thật sự là hối hận mình đầu óc thiếu gân nói với nàng xem phim không có tra tốt dự báo thời tiết cũng không có tính xong thời gian không biết điềm hạnh là chờ bao lâu hạ quy hồng đang muốn đi lên bỗng nhiên liền nhìn thấy điềm hạnh bên cạnh xuất hiện người vậy mà là trác viễn trác viễn đánh lấy một cái rộng lớn dù đen ý cười nồng đậm hứa điềm hạnh thật là đúng dịp làm sao mình tại cái này trời mưa điềm hạnh tranh thủ thời gian ta cái kia đứng bên cạnh đứng nói ra ta bọn người trác viễn cái thứ nhất nghĩ tới chính là điềm hạnh đang chờ hạ quy hồng hắn nhẹ nhàng nhíu mày trời mưa rất lạnh đừng cảm mạo ta lái xe đưa ngươi trở về đi điềm hạnh ngẩng đầu nhìn hắn hắc bạch phân minh trong mắt to đều là không hiểu trác viễn ta cảm thấy chúng ta không phải rất quen hoàn toàn không có quen đến trác viễn dạng này quan tâm mình tình trạng trác viễn cười khẽ thật sao thế nhưng là ta cảm thấy chúng ta rất hợp ý ba ba của nàng công ty hồi trước lại tăng thêm một đầu mới dây chuyền sản xuất khai phát kỹ thuật mới hắn thậm chí sai người thăm dò được hứa chấn hoa ước chừng phải giảm bớt cùng mình hợp tác đến lúc đó liền sẽ tổn thất một số tiền lớn trác viễn làm sao lại tiếp nhận tổn thất như vậy hắn phải nghĩ biện pháp vô luận như thế nào nhất định phải ngăn chặn chuyện này phát sinh điềm hạnh về sau lại lui một bước ta thật cảm thấy chúng ta chưa quen thuộc trác viễn tháng thở dài ta không phải cái gì người xấu hứa điềm hạnh tự ngươi nói ta làm qua cái gì chuyện xấu sao ta nghe ngươi ba ba nói ngươi là cái phi thường cô gái hiền lành thế nhưng là tại sao phải đối ta ôm lấy dạng này cái nhìn nếu là ngươi trông thấy một cái người quen biết đứng ở chỗ này ngươi sẽ giống như ta tới chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm tổn thương một cái giống như ngươi người sao ta là quan tâm ngươi không phải muốn làm chuyện xấu có như vậy trong nháy mắt điềm hạnh thậm chí hoài nghi mình có phải là trách quan người ta nhưng là rất nhanh nàng cắn cắn môi nói ra trác viễn cái này không giống chúng ta muốn tránh hiềm nghi được tránh hiềm nghi cái này dù cho ngươi ta đi hắn nói muốn đem dù đúc cho nàng đã thấy Hạ Quy Hồng mấy bước đi tới, ngươi làm gì? Hạ Quy Hồng trên thân đều bị xối, nhưng đi lại kiên định, bách hóa đại lâu ánh đèn lộ ra hắn càng là anh tuấn bức người. Hắn đi tới, một cái nắm chặt điềm hạnh tay. Mà điềm hạnh nguyên bản mang theo chút xa cách ánh mắt lập tức tràn ngập kinh hỉ cùng đau lòng. Quy Hồng ca ca, ngươi làm sao xối rồi? Nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng rác viễn nhưng cũng đều nghe thấy. Loại này phân biệt rõ ràng thái độ càng làm cho rác viễn trong lòng một cơn lửa giận xông lên hắn nơi nào không bằng Hạ Quy Hồng. Hạ Quy Hồng xoa xoa điềm hạnh đầu, không có việc gì, mưa không lớn. Trác viễn ở bên cạnh toàn thân không được tự nhiên, có muốn hay không ta đưa hai người các ngươi cùng một chỗ trở về. Ta có xe. Hắn đem ta có xe, ba chữ cắn đến. Rất nặng, điềm hạnh bỗng nhiên có chút tức giận. Có xe có gì đặc biệt hơn người A. Quy Hồng ca ca trước đó cũng là có xe, chỉ là trong nhà xảy ra chuyện, bán đi mà thôi. Chúng ta cũng có xe. Trác Viễn nhớ mày, thật sao? Hạ Quy Hồng mua xe mới rồi. Điềm Hạnh chỉ vào ven đường xe buýt nói ra, cái này xe nhưng so sánh ngươi xe con đắt hơn. Chúng ta ngồi cái này, vừa lớn vừa rộng mở. Trác Viễn cảm thấy buồn cười, nhìn chầm chầm mưa bên ngoài nói ra, vẫn là thật sự là càng rơi xuống càng lớn a, à, không có dù cũng không có xe người, làm sao bây giờ? Hạ Quy Hồng vốn là muốn nói Trác Viễn hai câu, lại phát hiện hắn tiểu cô nương lúc này mang theo như hỏa diễm nàng hướng về phía trác viễn nói ra, ai nói chúng ta không có dù. Hứa điềm hạnh từ trong bọc lấy ra một cái chồng chất dù nhỏ, quy hồng ca ca, ta mang dù. Trác viễn sắc mặt âm tình bất định, hạ quy hồng ngược lại là cảm thấy buồn cười. Đi thôi, chúng ta đi xem phim. Hai người bọn họ rất nhanh nắm tay đi, trác viễn đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh dọa người. Bởi vì đến hơi trễ, vé xem phim chỉ còn hàng cuối cùng, nhưng Hạ Quy Hồng vẫn là rất nhanh bỏ tiền mua. Hai người ngồi tại hàng cuối cùng, điềm hạnh xem phim thấy tập trung tinh thần hạ quy hồng lại thỉnh thoảng nhìn một chút gò má của nàng trong lòng một trận yên ổn xem chiếu bóng xong hạ quy hồng lại mang nàng đi ăn một ít ăn đều là quà vặt trên đường đồ vật giá cả không đắt nhưng hương vị rất tốt nhớ tới lần kia cùng hạ quy hồng cùng đi ăn thịt vịt nướng nhìn nhìn lại lần này ăn quà vặt điềm hạnh vậy mà cảm thấy hiện tại còn hạnh phúc hơn chút một tận tới đêm khuya chín điểm hạ quy hồng có chút lưu luyến không rời ta đưa ngươi trở về đi quá muộn Điềm hạnh gật đầu, hai người ngồi xe buýt xe đến thủ đô đại học, Hạ Quy Hồng đem nàng đưa đến túc xá lầu dưới. Nhưng điềm hạnh mới đi, Hạ Quy Hồng lại kéo nàng lại. Ngươi hôm nay, xuyên nhiều đẹp mắt. Điềm hạnh trên mặt nóng lên, Quy Hồng ca ca. Hạ Quy Hồng cuốn họng nhấp nhô hai lần, ngươi còn quên đi một sự kiện. Nàng có chút trố mắt, sự tình gì? Ngươi quên hôn ta. Hắn từng thanh từng thanh điềm hạnh kéo đến trong ngực, cúi đầu liền ngăn chặn môi của nàng. Bởi vì là tại túc xá lầu dưới, điềm hạnh xấu hổ gấp cực, sợ bị túc quản A Di hoặc là bạn cùng phòng nhìn thấy, ô ô ô liền phải phản kháng. Thế nhưng là hạ quy hồng khí lực lớn như vậy, nơi nào là nàng phản kháng được, chỉ chốc lát điềm hạnh liền toàn thân bủng rũng. Dạng này thì thôi, hắn còn đem nàng mò được bên cạnh góc tường, nơi này không ai, hạ quy hồng hôn liền càng nhiệt liệt. Thẳng đến điềm hạnh gần như chịu không được, hắn mới buông ra, còn trầm thấp tại nàng bên tai nói ra, thật muốn đem ngươi ăn hết điềm hạnh bên tai đều nóng bỏng lời gì cũng nói không ra miệng miệng nàng môi nóng lên quay đầu liền chạy hạ quy hồng lại tại sau lưng nàng khẽ cười một tiếng hắn tiểu cô nương vẫn là như thế xấu hổ điềm hạnh trong lòng nhảy rất loạn rõ ràng loại kia khắc sâu hơn sự tình đều phát sinh thế nhưng là mình vẫn là rất ngượng ngùng nàng nhanh chóng rửa mặt xong còn tốt đám bạn cùng phòng đều đang đuổi thí nghiệm báo cáo cũng không có chú ý nàng một thân một mình nằm ở trên giường lúc điềm hạnh nghĩ đến hạ quy hồng đem mình ấn xuống thân dáng vẻ vẫn như cũ toàn thân đều căng thẳng nàng nghĩ lần sau tuyệt đối không thể để cho hắn còn như vậy bất tri bất giác điềm hạnh ngủ có lẽ là ban ngày cùng hạ quy hồng ở chung quá mức khắc sâu để nàng trong đêm cũng mơ tới hạ quy hồng nàng mơ tới hạ quy hồng thần thái trước khi xuất phát vội vàng ngay tại hướng địa phương nào đi trên đường bỗng nhiên bị một cái lão nhân ngăn lại lão nhân kia mặc kiện màu đỏ áo khoác lon nhìn xem thật không tốt ở chung, phi thường cố chấp yêu cầu Hạ Quy Hồng dừng lại giúp hắn một chuyện. Mà Hạ Quy Hồng giống như là thật sự có việc gấp, ứng phó hai câu muốn đi. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền từ Hạ Quy Hồng trên thân lấy đi một đạo quan mang, hào quang màu vàng, vàng ống kia thấy điềm hạnh trong lòng rung lên. Cái này người là từ Quy Hồng ca ca trên thân lấy đi cái gì tia sáng. Ngày thứ hai cả ngày, điềm hạnh đều có chút mặt ủ mày trao. Cái khác bạn cùng phòng nhìn thấy đều cảm thấy kỳ quái buổi tối hôm qua hẹn hò quá mệt mỏi sao điềm hạnh lắc đầu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi các ngươi tin tưởng mộng sao triệu phương lắc đầu ta không tin ta chuyện trong mộng đều không có thực hiện qua từ tư tư cũng không tin ta mơ tới mình phát tài thế nhưng lại chưa bao giờ phát qua tài điềm hạnh cũng cười cũng thế chuyện trong mộng nơi nào sẽ có thực hiện một mực không nói chuyện tiêu mỹ quân bỗng nhiên nói ra thế nhưng là hứa Điềm Hạnh ngươi mộng không nhất định liền không cho phép a." À. Nàng nhẹ nhàng một câu để Điềm Hạnh bừng tỉnh. "Đúng vậy, mình dường như thật lâu trước đó liền cùng người khác không giống nhau lắm, cho nên cái này mộng khẳng định phải coi trọng." Điềm Hạnh nghĩ về sau lập tức đi tìm Hạ Quy Hồng, hiện tại Hạ Quy Hồng chỗ ở cách nàng không tính xa, ngồi xe buýt xe 20 phút cũng liền đến. Hạ Quy Hồng đang định đi ra ngoài đâu, nhìn thấy nàng vội vã nói, "Điềm Hạnh, làm sao lúc này đến rồi?" Ta đang muốn đi ra ngoài nói chuyện ngươi ăn cơm sao điềm hạnh biết hắn hiện tại không dễ dàng phải bận rộn rất nhiều chuyện liền nói ra quy hồng ca ca ngươi không cần phải để ý đến ta ta là muốn nói với ngươi một sự kiện ngươi sau khi ra ngoài nếu là gặp một cái mặt màu đỏ áo khoác lon người già nhất định phải đối với hắn thái độ tốt vô luận ngươi có chuyện gì gấp cũng không thể qua loa hắn ngươi biết không hạ quy hồng cảm thấy kỳ quái nhưng kỳ thật hắn cũng đã sớm phát giác được điềm hạnh là có chút cùng người khác không giống liền lập tức nói được ta biết, ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm, không muốn vì ta quan tâm. Hạ Quy Hồng vội vàng đi cần sự tình địa phương, vừa tới cửa chính quả nhiên bị một người mặc màu đỏ áo khoác, lon, lão đầu ngăn lại. Người trẻ tuổi, ta cầu ngươi giúp ta lo liệu vấn đề. Hạ Quy Hồng vô ý thức liền nghĩ cự tuyệt, bởi vì hắn sự tình hôm nay phi thường trọng yếu, thế nhưng là người già lại không ngừng dài dòng, người trẻ tuổi ngươi giúp ta một chút đi, ta thật cần hỗ trợ của ngươi. Hạ Quy Hồng nghĩ đến điềm hạnh ngừng lại, Người già xin hỏi ngươi có chuyện gì? Dựa theo tính tình của hắn khẳng định là sẽ không đối loại này người xa lạ tiến hành phản ứng, dù sao bọn hắn không có có quan hệ gì. Nhưng người này lại hung hăng càng quấy càng không ngừng ngăn lại hắn. Đối mặt một cái người xa lạ muốn giúp thì giúp, không muốn giúp cũng không có cản lấy đạo lý của mình. Thế nhưng là người già lại mỉm cười mà nhìn xem hắn, ngươi giúp ta nhìn xem tờ báo này bên trên viết là chữ gì, con mắt ta thấy không rõ. Hạ Quy Hồng thực sự thật là không hiểu thấu. Hắn tại sao phải giúp không nhận ra cái nào người đến đọc báo giấy, đặc biệt là mình thật sự có chuyện thẩn cấp. Nhưng nghĩ tới điểm hạnh đối với mình dặn dò hắn nhẫn nại xuống dưới lấy tới báo chí giúp lão nhân nhìn một chút phía trên chữ. Hắn mỗi chữ mỗi câu giúp lão nhân đọc một chút, kết quả lão nhân lại giống như là không có chuyện người đồng dạng, lại hỏi, vậy ngươi xem nhìn cái này phía trên viết là cái gì. Hắn lấy ra mặt khác một tấm báo chí, Hạ Quy Hồng thật sự có chút nổi giận, thời gian của hắn rõ ràng là không đủ sự tình hôm nay với hắn mà nói cũng vô cùng trọng yếu, thế nhưng là lão nhân lại không ngừng ngăn cản hắn, người trẻ tuổi giúp ta xem hết lại đi, người trẻ tuổi muốn lấy giúp người làm niềm vui không phải sao. Hạ Quy Hồng rốt cục giúp lão nhân xem hết ba tấm báo chí, mà thời gian của hắn xác thực đã đến trễ, hắn dứt khoát không quan tâm, cho nên ôm nhu hỏi, lão tiên sinh ngài bên này còn có cần trợ giúp sao? Lão nhân hòa ái mà nhìn xem hắn cười nói, ta biết ngươi là ai, ngươi trước khi đến ta liền đã tìm người điều tra qua ngươi, ngươi người trẻ tuổi này ý nghĩ là đủ, gia thế long đong, nhưng là tính tình của ngươi là có chút gấp, hôm nay ta xem xét ngươi tính tình cũng không vội nha. Khi một cái chớp mắt hạ quy hồng hơi kinh ngạc, hắn không hiểu nhìn xem lão nhân, ngài tốt, ngài bên này là. Lão nhân cười ha hả, ngươi đi vào này nhà công ty chính là ta dưới cờ công ty một trong, ta nghĩ hợp tác với ngươi, nhưng là số lượng quá lớn, cho nên sớm điều tra ngươi đến khảo nghiệm một chút ngươi, làm sao tiếp nhận cái này phương thức sao nói thật hạ quy hồng cảm thấy có chút bị lừa gạt nhưng hắn vẫn là ổn định tâm tính nhẹ nhàng hỏi cho nên ngài bên này là khảo nghiệm xuống tới cảm thấy ta cũng không tệ lắm lão nhân cười nói chỉ là không sai ta phi thường thưởng thức ngươi nếu như ngươi nguyện ý chúng ta lên lầu nói đi hạ quy hồng nghĩ đến niềm hạnh đối trợ giúp của mình không đành lòng từ bỏ quay người đi theo lão nhân lên lầu nói một chút hạ quy hồng ánh mắt phi thường có thấy xa đây đối với máy tính thị trường rất nhiều người không dám nếm thử nhưng Hạ Quy Hồng kế hoạch của hắn lại làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Người to gan sẽ cảm thấy hắn hạng mục này hoàn toàn chính xác sẽ phi thường kiếm tiền, người nhát gan liền sẽ không dám đầu tư. Lão nhân ánh mắt sáng ngời, đối mặt Hạ Quy Hồng thay đổi lúc trước chữ cũng không nhận ra dáng vẻ, lẳng lặng nói, ta phi thường tán thành kế hoạch của ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm có thể kiếm tiền. Ngươi phải tin tưởng nếu như ngươi làm hại ta đầu tư thất bại, ta sẽ có 10, không 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 loại phương pháp, để ngươi sống không bằng chết. Hạ Quy Hồng trên mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ biến hóa nào, khẳng định nói, ta cam đoan nhất định sẽ kiếm tiền. Bất cứ đầu tư nào đều không có người có thể nói là nhất định sẽ kiếm tiền, nhưng Hạ Quy Hồng lại kiên định nói như vậy, lão nhân vui mừng nở một nụ cười. Lão nhân tại hai ngày trước là một giấc mộng mơ tới một người trẻ tuổi muốn tới công ty đàm đầu tư. Bản thân chuyện như vậy, hắn là sẽ không để ý, thế nhưng là không biết vì cái gì trong mộng loại kia mãnh liệt xúc động, để hắn đối người trẻ tuổi này cảm thấy hứng thú vô cùng hắn làm cả một đời sinh ý lần thứ nhất dạng này mê tín cho nên mới đối xử như thế hạ quy hồng những người khác không thể lý giải thế nhưng là hắn cảm thấy hạ quy hồng nhất định sẽ thành công hạ quy hồng lần này cầm tới đầu tư mức phi thường lớn thường tư minh quả thực kích động đến sắp điên đợi đến hạ quy hồng cùng thường tư minh cùng một chỗ đi xuống lầu dưới siêu thị thường tư minh còn không thể tin được lại có người sẽ như thế thường tư minh hỏi lão nhân kia trước đó thật cùng ngươi không biết sao Hạ Quy Hồng không dám đem điềm hạnh sự tình nói cho Thường Tư Minh, dù sao chuyện như vậy ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hắn chân thành nói, ta thật cùng hắn không biết, nếu không trước đó vài ngày cũng sẽ không đi nhiều như vậy đường quanh co, ngươi nói có đúng hay không? Thường Tư Minh gật đầu, cũng đúng, những ngày này ngươi cũng chịu khổ. Hắn vỗ vỗ Hạ Quy Hồng bả vai cười nói, không bằng đi chúc mừng một chút. Chương 152 thường tư minh cảm thấy thời khắc như vậy phi thường trân quý ra ngoài chúc mừng hạ là rất bình thường nhưng hạ quy hồng hiện tại nơi nào có thời gian đi chúc mừng hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy điềm hạnh nói cho nàng cái tin tức tốt này hôm nào lại chúc mừng ta muốn đi tìm ta đối tượng thường tư minh cười nói ngươi cũng quá đáng lại là bạn gái ngươi làm sao đối ngươi kia cái bạn gái tốt như vậy a à? hắn cảm thấy đại nam nhân không nên như thế nóng lòng tình cảm hạ quy hồng lại cảm thấy rất bình thường chờ ngươi có bạn gái liền minh bạch. Thường tư minh xác thực còn không có nói qua đối tượng, lắc đầu, ta đại khái mãi mãi cũng sẽ không lý giải, bạn gái của ta không biết ở nơi nào đâu. Hai người cười cười nói nói, hướng xe buýt đi, chợt nhìn thấy một đám trẻ tuổi nữ hài tử đâm đầu đi tới. Là điềm hạnh cùng với nàng đám bạn cùng phòng, nguyên bản mọi người cùng nhau ra tới dạo phố dự định mua vài món đồ, lại không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải. Từ tư tư dùng cánh tay đụng một cái điềm hạnh, ngươi nhìn đó là ai? Điềm hạnh ngẩng đầu nhìn lên, nháy mắt đều là kinh hỉ, quy hồng ca ca. Mặc dù buổi sáng mới thấy qua, nhưng nàng vẫn cảm thấy phi thường kinh hỉ, mau chóng tới chào hỏi. Hạ quy hồng cũng không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải nàng, ánh mắt lập tức nhu hòa, tại sao lại ở chỗ này. Bên cạnh thường tư minh hai mắt tỏa sáng, nữ hài nhi này khuôn mặt ôn nhuận như nguyệt, con mắt giống như là tinh khiết hồ nước, toàn thân khí chất đều là loại kia hoa trà đồng dạng mỹ hảo, để người rất khó dời ánh mắt. Điềm hạnh cười tủm tỉm, Quy Hồng ca ca, ta cùng bạn cùng phòng ra tới dạo phố, đây là bằng hữu của ngươi sao? Thường Tư Minh cùng Điềm Hạnh chưa từng gặp qua, Hạ Quy Hồng gật đầu, đây là Thường Tư Minh. Ngươi tốt. Điềm Hạnh lễ phép chào hỏi. Thường Tư Minh trong mắt vẻ tán thưởng không có chút nào che giấu, cười nói, chào ngươi chào ngươi. Điềm Hạnh lại đem mình bạn cùng phòng giới thiệu một phen, Thường Tư Minh từng cái nhìn sang, nhìn thấy đứng tại phía sau cùng từ tư tư, cô bé này dường như tuổi hơi lớn, nhưng nhìn xem lại làm cho hắn không hiểu thư thái từ tư tư khẽ giật mình tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác nàng từ khi cùng tề văn hữu chia tay về sau liền rất kháng cự cùng nam tiếp xúc lúc này cũng lười cùng thường tư minh chào hỏi hạ quy hồng hôm nay cao hứng thường tư minh không chỗ ở hướng từ tư tư nhìn sang đề nghị chúng ta không bằng cùng một chỗ ăn bữa cơm đi quy hồng hôm nay ký cái đại hợp đồng dứt khoát hiện tại liền chúc mừng hạ quy hồng cười cười bên cạnh điềm hạnh rất kinh hỉ Quy Hồng ca ca, ngươi ký cái đại hợp đồng. Hắn lại cười nói, đúng. Bao lớn? Hơn một triệu cũng là có. Mấy nữ sinh nghe được cũng nhịn không được há hốc miệng ba, qua. Chúc học trưởng ngươi quá lợi hại. Từ tư tư nguyên bản quay đầu nhìn thấy một bên, lúc này cũng không nhịn được nhìn sang, Hạ Quy Hồng làm sao lợi hại như. Vậy, mặc dù phá sản, nhưng lập tức liền từ bỏ sở nghiên cứu công việc, hiện tại lại có thể làm như thế lớn hạng mục. Dạng này người cũng làm thật sự là ưu tú. Thường tư minh thấy các nàng đều như thế sùng bái, treo gẹo nói, đây chính là cũng có công lao của ta, các ngươi làm sao không khen ta. Mấy người bọn hắn ở bên cạnh nói chuyện, điềm hạnh thấp giọng nói ra, quy hồng ca ca, ngươi thật lợi hại. Hạ quy hồng cũng nhỏ giọng nói, kỳ thật chuyện này nhờ có ngươi, quay đầu cùng ngươi nói tỉ mỉ. Mấy người quyết định đi ăn một bữa, chọn nửa ngày quyết định ăn món cây tứ xuyên, mênh mông cuồng cuộn tiếng tiệm cơm thường tư minh phi thường nhiệt tình, lấy ra menu để các nữ sinh gọi món ăn, hắn tướng mạo không sai, làm việc cũng tự nhiên hào phóng, mặc dù dường như so tất cả mọi người lớn hơn vài tuổi, nhưng kỳ thật là loại kia phi thường quý hiếm đối tượng. Triệu phương âm thầm đánh giá, cảm thấy thường tư minh thật sự không tệ. Nhưng chính là kỳ quái, thường tư minh làm sao thỉnh thoảng liền nhìn xem từ tư tư. Nói lương tâm lời nói, từ tư tư bề ngoài cũng liền, không có có cái gì đặc biệt đột xuất địa phương, Thường Tư Minh ánh mắt cũng quá trần trụi. Cơm ăn đến một nửa, Thường Tư Minh càng không ngừng cho các nữ sinh gấp thức ăn, đổ đồ uống, hạ Quy Hồng thì là chỉ chú ý điềm hạnh một người. Triệu Phương gan lớn, nói thẳng, ngươi làm sao đối với chúng ta nhà Từ Tư tư nhiệt tình như vậy, sẽ không là coi trọng nàng a. À. Thường Tư Minh đổ đồ uống tay dừng lại, Từ Tư Tư tranh thủ thời gian dùng tay che ở cái chén miệng, không cần cho ta đổ, ta không uống. Triệu Phương, ngươi chớ nói nhảm thấy từ tư tư dạng này thường tư minh thu hồi đồ uống cái bình cười nói từ tư tư ngươi không nhớ rõ ta rồi lời này mới ra bàn cơm phía trên người đều có chút ngoài ý muốn đây rõ ràng là có văn chương điềm hạnh nhìn xem thường tư minh nhìn nhìn lại từ tư 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 các ngươi nhận biết từ tư tư rất mờ mịt không biết a à. thường tư minh cười nói vương gia đập lớn chặt tử tiểu học từ tư tư ngoài ý muốn nhìn xem thường tư minh rốt cục nhớ lại ngươi ngươi là thường tư minh. Đúng, ta là thường tư minh. Thường tư minh nụ cười dần dần phóng đại. Từ tư tư trên mặt đều là sung sướng, ai nha, thật ngượng ngùng. Ta trí nhớ quá kém. Ta đến vậy mà là tiểu học đồng học. Thường tư minh, ngươi bây giờ biến hóa thật to lớn, ta đều không nhớ nổi ngươi. Thường tư minh nhìn từ tư tư dáng vẻ, cười nói, ngươi ngược lại là không thay đổi gì, cây khi còn bé đồng dạng, nhìn xem chính là đơn thuần thiện lương cô nương. Bên cạnh Hạ Quy Hồng cười nói, đã đều nhận ra, hai người không được đụng một cái sao? Từ Tư Tư là thật cao hứng, tha hương gặp bạn cũ, đụng một cái là hẳn là. Hai người dứt khoát ngồi vào cùng một chỗ, nhớ lại khi còn bé sự tình, những người khác nghe thật cao hứng. Các ngươi không biết Từ Tư Tư khi còn bé thành tích không được tốt lắm, khi đó còn không có ta tốt đâu, nhưng nàng thật là cái đặc biệt ngoan nữ hài. Thường Tư Minh đối từ tư tư gần như đều là tán dương, những người khác tự nhiên nhìn ra dị dạng. Điềm Hạnh cười tủng tỉm, đây thật là ông trời chú định duyên phận. Thường Tư Minh lại nụ cười nhạt, đúng vậy a à, đúng vậy a, à, chỉ là ta không có đọc qua đại học, ta liền tốt nghiệp trung học, cùng tư tư không phải người của một thế giới. Hắn ở phương diện này là phi thường tự ti, trình độ thấp, tốt nghiệp trung học, nơi nào xứng với thủ đô đại học tốt nghiệp từ tư tư. Trên bàn cơm tất cả mọi người có chút yên tĩnh, Hạ Quy Hồng cười nói, trình độ có thể đại biểu cái gì? Ta tân tân khổ khổ đọc nhiều năm như vậy, hiện tại không phải là giống như ngươi đang đi làm lời này ngược lại là cũng đúng hạ quy hồng hiện tại cùng thường tư minh cũng không có gì khác biệt từ tư tư trầm mặt dưới nàng không có suy xét nhiều như vậy nàng đang nghĩ tề văn hữu trình độ cao như vậy cũng không thấy là cái nhiều nam nhân tốt về sau tìm đối tượng nàng không nhìn trình độ chỉ nhìn nhân phẩm thường tư minh như có như không nhìn từ tư tư hai mắt trong lòng có chút phiền muộn kỳ thật tiểu học đi qua nhiều năm như vậy hắn cũng quên đi rất nhiều người rất nhiều không có cái gì gặp nhau người sở dĩ nhớ kỹ từ tư tư vậy dĩ nhiên là đối nàng phi thường có hảo cảm lúc còn rất nhỏ hắn gia cảnh bần hàng bút chì cũng mua không nổi trong lớp không biết bao nhiêu người trò cười hắn là từ tư tư đem mình duy nhất bút chì tách ra thành hai nửa phân cho hắn dùng chuyện này thường tư minh nhớ rất nhiều năm cho tới bây giờ đều chưa quên nhiều khi hắn nghèo cơm đều ăn không nổi đụng phải vô số lặng lẽ đều sẽ nhớ tới tiểu nữ hài kia dùng sức đem bút chì tách ra thành hai nửa dáng vẻ đơn thuần như vậy đáng yêu đáng tiếc hắn nghe ngóng mấy lần nghe nói từ tư tư đi học đại học vẫn là thủ đô đại học hắn vì nàng cảm thấy cao hứng cũng vì mình cảm thấy thất lạc hắn biết mình vĩnh viễn không xứng với từ tư tư thế nhưng là hắn vẫn là quỷ thần xui khiến đến thủ đô từng bước một địa đi cho tới bây giờ bữa cơm này ăn ngược lại là rất vui vẻ cơm nước no nê hạ quy hồng cùng thường tư minh đưa một đám cô nương về trường học tiếp lấy hai người liền rời đi trên đường đi thường tư minh đều có chút trầm mặt hạ quy hồng là cái người vô cùng thông minh liếc mắt liền nhìn ra hắn câu bên trên thường tư minh bả vai thích liền đi truy thường tư minh nghiêng đầu xem hắn có chút tự dễ cười nói tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có hạ quy hồng nhịn không được nói với hắn mình cùng điềm hạnh sự tình kỳ thật ta đều biết nàng lúc còn rất nhỏ trong nội tâm có lẽ thích qua một người khác nhưng ta rõ ràng hơn ta sau người kia thích hợp với nàng càng có thể cho nàng mang đến hạnh phúc Ta không dám để cho nàng rơi xuống những người khác trong tay, ta sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh đi bảo vệ nàng, về phần những người khác, ta không dám hứa chắc ai sẽ như thế yêu nàng. Lời này để Thường Tư Minh lập tức đến sức lực. Thật yêu một người, ngươi làm sao bỏ được đem nàng tặng cho người khác? Chính ngươi sẽ liều mạng trở thành tốt hơn mình, đến đối nàng tốt, để nàng hạnh phúc. Ngươi nói đúng, hai ta làm rất tốt, chờ lão tử có tiền, lão tử thích nữ nhân, lão tử đến sủng. Hạ Quy Hồng bật cười không sai, lão tử thích nữ nhân, lão tử đến sủng. Lúc này điềm hạnh cùng từ tư tư cùng nhau hát hơi một cái. Hạ Quy Hồng sinh ý lập tức liền khai triển lên, bởi vì có tài chính, rất nhanh liền có cố định văn phòng, điềm hạnh là trong lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Ngẫu nhiên Hạ Quy Hồng sẽ đến trường học nhìn nàng, thường tư minh cũng cùng đi theo mấy lần, mỗi lần đều muốn mời toàn phòng ngủ người ăn cơm. Từ tư tư cùng thường tư minh cũng phi thường có lời nói, cho tới bọn hắn quê quán sự tình, từ tư tư từ một cái bình thường không nói nhiều người gần như biến thành lắm lời bất tri bất giác từ tư tư liền cùng thường tư minh bắt đầu đơn độc ra ngoài điềm hạnh nhìn ở trong mắt cũng không nói gì tự mình vẫn là hỏi hạ quy hồng ngươi cùng thường tư minh rất quen thuộc sao hắn người này thế nào hạ quy hồng biết nàng đau lòng bạn cùng phòng cười nói ngươi yên tâm hắn là giống như ta người điềm hạnh có chút không hiểu giống như ngươi có ý tứ gì a à? các ngươi nhận thức bao lâu rồi? Ta cảm thấy tính cách của các ngươi không giống A. À. Hạ Quy Hồng quay đầu, thật sâu nhìn xem nàng, hắn là giống như ta, từ tuổi nhỏ lên liền thích một cái nữ hài, dạng này thích, ngươi cảm thấy có thể tin được không? Điềm hạnh lập tức trầm mặt, nàng không nói gì, hồi lâu lại hỏi, Quy Hồng ca ca, ngươi. Ngươi từ thuở thiếu thời liền thích ta. Bao lớn thời điểm A? À? Hạ Quy Hồng nện tắt lưỡi, ta ngẫm lại A, à, đại khái là lần đầu tiên gặp ngươi đã cảm thấy tiểu nữ hài này làm sao dáng dấp đáng yêu như thế đâu cùng cái tuyết nắm chỉ có điều khi đó ta không biết mình là thích ngươi chính là cảm thấy đi trong đầu muốn cùng ngươi thân cận nguyên lai like hắn sớm như vậy liền đối với mình có loại kia ý nghĩ điềm hạnh vẫn cảm thấy rất giật mình hạ quy hồng nắm chặt nàng tay ngươi đây nói một chút ngươi là chừng nào thì bắt đầu thích ta lời này điềm hạnh thật đúng là đáp không được nàng nguyên bản là cái tình cảm rất trì độn người vẫn là tại Hạ Quy Hồng công kích mãnh liệt hạ mới phát hiện mình đối tình cảm của hắn, hiện tại muốn tinh tế nói đến, thật nói không ra. Hạ Quy Hồng mặc dù biết Điềm Hạnh cũng không phải là giống như chính mình sớm như vậy liền động tình, nhưng bây giờ thấy nàng đáp không được, vẫn còn có chút không quá cao hứng. Hắn hừ một tiếng, "Hứa Điềm Hạnh, ngươi có đôi khi thật phi thường thiếu giáo huấn, ngươi có tin ta hay không?" Điềm Hạnh ngược lại cuột cường lên, ngập nước trong mắt to đều là phản nghịch, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám khi dễ ta?" ta không để yên cho ngươi. Nàng giữ dằn dáng vẻ để hạ quy hồng cười, hắn nắm nàng tròn vo quai hàm, bên trái hôn một chút, bên phải hôn một chút, tại bên tai nàng thấp giọng nói ra, ngươi có tin ta hay không buổi tối hôm nay liền đem ngươi lo liệu rồi. Cái này đồ lưu manh. Điềm hạnh nắm tay nhỏ đánh tới. Để ngươi khi dễ ta. Hừ. Ta về sau đều không nói chuyện với ngươi. Nàng thở phì phì. Hạ Quy Hồng nói xong lại cười, đem nàng lâu đến trong ngực, Ai cho phép ngươi không nói chuyện với ta? Hả? Chương 153. Điềm Hạnh biết, Hạ Quy Hồng đối nàng tâm là vô cùng vô cùng chân thành, nhưng nàng cũng không cảm thấy mình càng ít. Một hồi lâu, Điềm Hạnh mới nghiêm túc nhìn xem hắn, Quy Hồng ca ca, ta là thật thích ngươi, cùng ngươi thích ta là đồng dạng. Hạ Quy Hồng cố ý đùa nàng, thật sao? Ngươi chứng minh như thế nào? Chứng minh? Loại sự tình này chứng minh như thế nào a? À? Cái này lại không phải đề toán, cũng không phải vật lý đề, chứng minh như thế nào. Điềm hạnh cảm thấy kỳ quái. Hạ Quy Hồng lại thở dài, cho nên nói, ngươi để ta làm sao tin tưởng. Điềm hạnh gấp, cho nên ngươi không tin. Cũng không phải không tin đi, chính là nắm giữ một chút hoài nghi thành phần. Hắn ngược lại là nói lẽ thẳng khí hùng, điềm hạnh nghĩ nghĩ, vậy ngươi cảm thấy chứng minh như thế nào? Hạ Quy Hồng tại bên tai nàng thấp giọng nói ra, ngươi chủ động hôn ta, ôm lấy cổ thân cái chủng loại kia, liền có thể chứng minh. Hắn kỳ thật chỉ là đồ nàng chơi, biết điềm hạnh xấu hổ, khẳng định làm không được loại chuyện này, nhưng ai biết điềm hạnh vậy mà thật làm được. Nàng duỗi ra tay nhỏ ôm lấy cổ của hắn, ngập nước trong mắt to đều ngượng ngùng, lấy hết dũng khí hôn lên. Thiếu nữ non mềm môi, dán lên nam nhân có chút băng lãnh môi, hạ quy hồng có trong nháy mắt ngốc trệ. Nhưng rất nhanh, hắn ôm điềm hạnh, đáp lại nàng công kích mãnh liệt hơn. Sau mấy tiếng, Điềm hạnh nhìn chầm chầm trong khách sạn TV, đều có chút mơ hồ. Mình rốt cuộc là thế nào bị Hạ Quy Hồng lừa gạt đến trong khách sạn? Nàng thật sự là quá nhìn không nổi chính mình. Hạ Quy Hồng dùng chăn mình bao trùm nàng, chờ ngươi vừa tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Điềm hạnh không nói lời nào, Hạ Quy Hồng lại phối hợp nói ra, chuyện phòng ốc, ta nhất định sẽ giải quyết, ngươi yên tâm, chúng ta kết hôn thời điểm định nở mày nở mặt. Hắn vẫn luôn dạng này, đem cuộc sống của hai người kế hoạch nhiều tốt điềm hạnh nương đến hạ quy hồng trong ngực quy hồng ca ca ta không cần rất nhiều rất nhiều tiền ta chỉ cần ngươi bình an ngươi có thế hiểu chưa ta hy vọng ngươi công việc không nên quá liều mạng ta liền qua cuộc sống của người bình thường liền có thể hạ quy hồng ừ một tiếng trên thực tế trong lòng lại cho rằng hắn không có khả năng để điềm hạnh chỉ qua cuộc sống của người bình thường không bao lâu bởi vì hạ quy hồng tài chính dư giả chút liền mua một chiếc xe gắn máy mặc dù không có ngô xe con nhưng xe gắn máy mở cũng là dị thường phong cách hắn thường xuyên cưỡi xe gắn máy đi tìm điềm hạnh hai người cơm nước xong xuôi lại cưỡi xe gắn máy đi hóng gió cảm giác kia so lái xe hơi thoải mái nhiều hạ quy hồng đem xe gắn máy dừng ở đầu cầu cùng điềm hạnh xuống tới dọc theo bờ sông tản bộ gió thổi lên sợi tóc của nàng điềm hạnh càng lúc càng giống cái thành thục nữ nhân lúc trước loại kia non nớt hài nhi đẹp đã không có hạ quy hồng ở trong lòng âm thầm nghĩ có lẽ là mình buộc nàng lớn lên để nàng nhiều hơn một phần không giống đẹp hắn lấy ra tiền của mình kẹp móc ra bên trong tất cả tiền mặt trước đó ngươi đem ngươi tích lũy tiền đều cho ta hiện tại ta sẽ trả lại cho ngươi mặt khác thêm lợi tức ngươi nhìn có đủ hay không điềm hạnh nhìn thấy tiền liền sững sờ tiếp lấy liền lui về ta không muốn nàng lúc trước cho hạ quy hồng tiền chính là vì duy trì hắn mặc dù nói là mượn nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn hạ quy hồng quả thực là cho điềm hạnh nhưng điềm hạnh kiên trì không muốn ta vì ủng hộ ngươi, liền tặng quà cho ngươi nè. Quy hồng ca ca, ta không thể nhận. Hắn căn bản không lay chuyển được điềm hạnh, hồi lâu đành phải thu lại túi tiền. Hai người tản bộ một hồi lại đến bên đường ghế dài ngồi một hồi, điềm hạnh lúc này mới về trường học. Triệu Phương nhìn thấy nàng liền hỏi, điềm hạnh, ngươi có dư thừa tiền sao? Cho ta mượn một điểm, ta quên lấy tiền. Chính ngươi đi lấy, tại ta trong bọc. Điềm hạnh chính đánh răng. Triệu Phương nhanh đi lật điềm hạnh bao, cái này vừa mở ra kinh ngạc đến ngay người, điềm hạnh. Ngươi trong bọc làm sao nhiều tiền mặt như vậy, ngươi cướp ngân hàng rồi. Điềm hạnh cười kém chút phun nước, ngươi mới cướp ngân hàng đâu. Chẳng phải thả hơn 20 khối tiền. Cái gì hơn 20 khối tiền a? À? Cái này chỉ ít 1 ngàn. Điềm hạnh cũng giật nảy mình, mau chóng tới nhìn xem, liền phát hiện mình trong bọc xác thực rất nhiều tiền mặt. Nàng nguyên bản còn có chút hoảng, sau đó nghĩ như vậy liền minh bạch, đây nhất định là hạ quy hồng thả nha. Quy hồng ca ca hắn là lúc nào thả? Cho mình nhiều tiền như vậy. Trong phòng ngủ tất cả mọi người cảm thấy rất giật mình, tò mò hỏi, điềm hạnh, ngươi thả nhiều tiền mặt như vậy làm gì nha? Điềm hạnh có chút xấu hổ, đây là quy hồng. Ca ca thả, hắn muốn cho ta tiền, ta không muốn. Qua. Tất cả mọi người hâm mộ. Nam nhân như vậy quả thực quá hiếm có. Từ tư tư có chút chột dạ cúi đầu, kỳ thật hai ngày này nàng cũng gặp được chuyện như vậy đâu thường tư minh cùng với nàng làm đồng hương thường xuyên ra ngoài ăn cơm nhưng có một lần thường tư minh trông thấy giày của nàng có chút cũ liền cho nàng tiền để nàng mua mới từ tư tư nơi nào nguyện ý khẳng định là không muốn chờ trở về về sau mới phát hiện thường tư minh không biết lúc nào hướng nàng trong sách kẹp tiền từ tư tư phi thường chấn kinh đồng thời nội tâm lặng yên dâng lên một cổ bị cưng chiều ngọt ngào nhưng nàng bởi vì lần trước cùng tề văn hữu thất bại yêu đương không cùng mọi người nói chuyện này. Nhưng mà, thường tư minh hành vi lại làm cho từ tư tư càng ngày càng cảm thấy ấm lòng. Thường tư minh đưa nàng một hộp nguyên bộ màu nước bút. Người khi còn bé thích vẽ tranh, không biết hiện tại còn có thích hay không. Nếu là còn thích, liền thích hợp dùng. Từ tư tư nhìn xem lớn như vậy một hộp cọ màu, thích không biết làm sao cho phải. Nàng đương nhiên thích vẽ tranh, thế nhưng là vẽ tranh là cái quá xa xỉ sự tình. Nàng đi đâu thối tiền lẻ mua bút vẽ đâu? Ta! À, thường tư minh đưa tay ngăn chặn miệng của nàng đừng nói cái khác chúng ta khi còn bé liền nhận biết ta còn không biết ngươi sao đi ta cũng không nói cái gì ngươi nếu là họa hảo tác phẩm cũng mang ta nhìn xem từ tư tư trong lòng ấm áp trở về khi nhàn hạ liền lấy ra bút vẽ đến vẽ nàng chưa từng có đứng đắn học tập qua vẽ tranh hoàn toàn dựa vào mình nông thôn nhưng vẽ ra đến lại ra dáng điềm hạnh nhìn xem từ tư tư họa cậu bé cùng tiểu nữ hài cười nói đây là ngươi cùng thường tư minh a à từ tư tư có chút xấu hổ, từng, ta nghĩ biểu đạt chính là chúng ta cái chỗ kia bọn nhỏ sinh tồn hoàn cảnh, bức họa này liền gọi hy vọng đem. Từ tư tư, ngươi họa coi như không tệ, ta cảm thấy thủ đô họa báo bên trên những cái kia tác phẩm cũng chưa chắc bao nhiêu lợi hại, ngươi cái này hoàn toàn có thể gửi bản thảo. Điềm hạnh khẳng định nói. Phòng ngủ những người khác nhìn thấy cũng đều duy trì từ tư tư gửi bản thảo. Từ tư tư lấy dũng khí gửi bản thảo, vậy mà thật được tuyển chọn. Nàng cao hứng xấu, cầm tiền thù lao đi mời thường tư minh ăn cơm, nhưng mà lúc ăn cơm lại gặp Tề Văn Hữu. Tề Văn Hữu một mình đi trên đường, nhìn thấy từ tư tư cùng một cái nam nhân cười cười nói nói, trong lòng một loại phức tạp cảm xúc xông tới. Hắn lần thứ nhất phát hiện, từ tư tư vậy mà dáng dấp không tệ, đặc biệt là cười lên rất ngọt. Từ tư tư như thế yêu cười sao? Hắn trước kia làm sao không có phát hiện? Tề Văn Hữu cùng từ tư tư cùng thường tư minh một đường, nội tâm bất bình nghiêm trọng phá hư tâm tình của hắn. Từ khi cùng Từ Tư Tư sau khi tách ra, hắn không còn có hưởng thụ qua loại kia bị sùng bái cảm giác. Chương 154. Từ Tư Tư hiện nay phi thường chán ghét Tề Văn Hữu, nàng cùng Thường Tư Minh ở chung về sau mới phát giác nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ có thể như vậy ưu nhã bao dung hào phóng. Nguyên lai like bị quan tâm là một loại tốt như vậy cảm giác. Từ Tư Tư không muốn cùng Tề Văn Hữu lại tiếp xúc, nhớ tới mình đã từng bởi vì Tề Văn Hữu một câu thích hắn mà đối với hắn như vậy bao dung vô số lần đần độn chờ hắn từ tư tư lui ra phía sau một bước cắn cắn môi có chút sợ hãi dạng này từ tư tư để thường tư minh có tâm đau tư vị hắn vô ý thức cảm thấy cái này nam nhân không phải vật gì tốt khẳng định là đang khi dễ từ tư tư tề văn hữu hắn bất hứng hỏi ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào vì cái gì sống vai đi ở đây không sợ người khác nói sao từ tư tư không nói gì ngược lại là thường tư minh cười lạnh một tiếng ngươi vị nào a à? tề văn hữu thốt ra ta là bạn trai nàng. Nam nhân đối với nữ nhân đều là có lòng ham chiếm hữu, chính là bạn gái trước, cũng tổng còn cảm thấy là mình. Từ tư tư mặt đỏ lên thốt ra, ta không phải. Đã sớm không phải. Nàng làm sao có thể là tề văn hữu bạn gái. Bọn hắn đã sớm tách ra. Đối với từ tư tư phủ định, tề văn hữu vẫn là rất sinh khí, hắn đi lên một phát bắt được từ tư tư thủ đoạn, chúng ta chưa từng có chính thức tách ra qua, ngươi không phải bạn gái của ta vậy ngươi là ai bạn gái hắn nói liền phải mang từ tư tư đi tại tề văn hữu trong nhận thức biết từ tư tư vẫn là cái kia nhát gan sợ phiền phức cô nương thế nhưng là một giây sau thường tư minh một cái nắm chặt tề văn hữu tựa như ném rác rưỡi đồng dạng đem hắn ném ra ngoài thường tư minh đem từ tư tư bảo vệ lạnh lùng nhìn xem tề văn hữu tư tư chán ghét ngươi không muốn lại xuất hiện ở trước mặt nàng nếu không cũng không phải hôm nay đơn giản như vậy tề văn hữu nổi giận đùng đùng nhìn xem bọn hắn các ngươi đến cùng quan hệ thế nào cốt từ tư tư, ngươi sẽ không là cổng ta cùng người khác tốt đi. Không biết vì cái gì từ tư tư bỗng nhiên nghĩ đến điềm hạnh nói lời, đối tề văn hữu loại người này kỳ thật hoàn toàn không cần thiết khách khí, nàng lấy hết dũng khí kéo lại thường tư minh cánh tay, trong thanh âm đều là đắc ý, ta chính là cùng hắn tốt, ngươi có thế bắt ta làm sao bây giờ? Tề văn hữu khó thở, hắn hiện tại tin tưởng từ tư tư cho mình đội nón xanh, miệng bên trong mắng, tiện nữ nhân. Nhưng mà ai biết thường tư minh một giây sau liền một chân đạp lên, ngươi mắng ai đây tề văn hữu đau một câu không dám nói thường tư minh uy hiếp nói về sau ngươi còn dám trêu chọc một lần ta người để ngươi ăn không được đùa với đi hắn chăm chú che chở từ tư tư một khắc này để từ tư tư cảm thấy thật hạnh phúc hai người từ chỗ ấy rời đi sau một hồi lâu không nói chuyện lại tại đột nhiên đồng thời mở miệng cái kia ta cảm thấy thường tư minh xoa xoa mình mũi ngươi muốn nói cái gì ngươi nói trước đi thật xin lỗi a à vừa mới bắt ngươi làm bia đỡ đạn. Thường tư minh cười ngây ngô, ta rất nguyện ý làm dạng này tấm một, cũng không biết ngươi thích không. Từ tư tư hơi sững sờ, thường tư minh còn đang hỏi, ngươi thích ta sao? Nàng không nói gì, bối rối quay đầu đi qua, thường tư minh ho khan một cái, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút, chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, ta cái này người người phẩm tuyệt đối có bảo hộ, mặt khác chính là ta sẽ đối ngươi rống, ta tại lập nghiệp, không ổn định nhưng là trước mắt ít lợi cũng rất tốt nếu ngươi cảm thấy ta trình độ thấp ta có thể lại đi kiểm tra cái đêm lớn bây giờ không phải là có đêm lớn sao đương nhiên từ tư tư trong đầu bách chuyển thiên hồi bỗng nhiên liền nói ta nguyện ý nàng nguyện ý tại bị tổn thương về sau tiếp tục tin tưởng tình yêu bởi vì thường tư minh thực sự là quá tốt điềm hạnh rất nhanh liền biết tin tức này tự nhiên là vì từ tư tư cảm thấy cao hứng nhưng để điềm hạnh khiếp sợ là từ tư tư cùng thường tư minh cùng một chỗ hai tháng sau cũng chính là sắp thả nghỉ đông thời điểm, từ tư tư tuyên bố một tin tức. Ta ăn Tết về nhà muốn kết hôn. Cái gì? Kết hôn. Trong phòng ngủ người đều ngốc, từ tư tư gật đầu, trên mặt là thỏa mãn ý cười, ta cùng tư minh mặc dù không có ở cùng một chỗ bao lâu thế nhưng là chúng ta quen biết hơn 20 năm qua ta cảm thấy người khác rất tốt, chúng ta niên kỹ cũng đều đến, không giống các ngươi còn nhỏ, nếu là thật nghĩ cùng một chỗ, ta quyết định liền kết hôn tốt. Loại này quyết định cũng là can đảm lắm, Điềm hạnh nghĩ đến mình cùng Quy Hồng ca ca, lại còn có chút hổ thẹn. Một cái chớp mắt nghĩ đông đến, Hạ Quy Hồng biết Thường Tư Minh muốn về nhà kết hôn, cũng chỉ là thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn cũng muốn kết hôn, nhưng là bây giờ mình còn không có chuẩn bị kỹ càng, mặt khác Điềm hạnh vẫn là quá nhỏ. Cái này nghĩ đông hứa chấn hoa quyết định mang mọi người cùng nhau về nhà ăn Tết, hai năm này đều trong thành qua, cũng thật lâu không có trở về. Cả một nhà bao lớn bao nhỏ sách trở về, Hạ Quy Hồng từ tỉnh Thành Hạ dù sao cha mẹ hắn gia gia đều tại tỉnh thành hứa chấn hoa cảm thán trời đi thủ đô mới biết được quê quán phát triển cùng bên ngoài không thể so sánh lâm hà cười đáp nhưng là như trước kia so ra đã coi như là cực kỳ tốt cũng xác thực hiện tại có đi thẳng đến cửa thôn ô tô lại cũng không cần đần độn chờ xe bò nghe nói hứa gia lão tam trở về lý đăng minh bí thư mang theo các thôn dân nên đón cái này làm cho hứa chấn hoa ngược lại là phi thường ngượng ngùng điền thúy liên chống gậy chống tóc hoa râm nàng bây giờ đi theo Tôn Ngọc Lan ở, hứa chấn hoa mỗi tháng cho Tôn Ngọc Lan thu tiền, đáng tiếc Tôn Ngọc Lan đối nàng cũng liền. Điền Thúy Liên thường xuyên nhớ tới mình tiểu nhi tử một nhà, không ngừng lẩm bẩm vẫn là chấn hoa bọn hắn tốt. Nàng phi thường hối hận lúc trước hành động, quay đầu trông thấy rổ mã xinh đẹp động lòng người điềm hạnh, nước mắt đều rơi. Công nữ, nãy nãy lúc trước có lỗi với ngươi. Điềm hạnh cười tủm tỉm, nàng cảm thấy mình đời này có thế cùng Điền Thúy Liên lại cơ hội gặp mặt không nhiều, cũng không cần thiết bởi vì nàng không vui. Điền Thúy Liên một cái lão lệ, hứa Chấn Hoa mò ra một nhóm người tiền đưa cho nàng, "Mẹ, đây là hiếu kính ngài." Như thế nào đi nữa, đó cũng là mẹ hắn. Tam phòng phòng đã sớm bị đại tỷ vệ hống trở về quét dọn qua, lúc này sạch sẽ sáng sổ mọi người trực tiếp liền ở lại. Điềm Hạnh ngủ ở quen thuộc trên giường, trong lòng đều là thoải mái. Đêm nay, Điền Thúy Liên gối lên một nhóm người nhân dân tệ ngủ rất say. Ngày thứ hai Tôn Ngọc Lan đi gọi nàng vậy mà đều không có đánh thức, đẩy một cái phát hiện Điền Thúy Liên vậy mà đi. Cái này không khác sấm sét giữa trời quang. Còn tốt hứa chấn hoa vừa vặn cũng ở nhà, mấy con trai tranh thủ thời gian cùng một chỗ thương lượng lo liệu tan sự. Tan sự làm rất lớn, là Điền Thúy Liên thích phong cách. Nhìn xem lui tới phúng phí người, Điềm Hạnh cảm thấy kỳ thật rất buồn cười, những người kia có căn bản không biết Điền Thúy Liên, chẳng qua là nhìn thấy hứa chấn hoa mặt mũi đến thôi. Người sống một thế, có đôi khi cũng là hư vô mờ mịt à. a. Tăng Tan sự bận rộn, điềm hạnh không giúp đỡ được cái gì, liền vội vàng mang chất tử, hống chất tử đi ngủ nàng cũng không nhịn được ngủ, lại làm một cái quỷ dị mộng. Chương 155 Mùa đông đêm rất lạnh, điềm hạnh co lại trong chăn, ngủ rất say. Bên ngoài phong thanh hô hô, không biết chuyện gì xảy ra, nàng cảm thấy mình phản phất đưa thân vào một ngọn núi dưới chân. Tuyết lớn đang từ trên núi đi xuống, có một đạo thanh âm quen thuộc đang gọi, tiêu quân trạch. Tiêu quân trạch. Điềm hạnh khẽ giật mình, đây không phải là hiểu nhàn thanh âm sao. Nàng bốn phía đi xem, lại ai cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được dịp hiểu nhàn thanh âm càng ngày càng cháy bỏng, tiêu quân trạch. Ngươi ở đâu? Chúng ta muốn chết tại Đại Côn Sơn. Đóng lấy, quanh thanh âm ùng ùng bên tai bên cạnh vang lên, khắp thế giới đều là tuyết bọt, mê người mở mắt không ra. Điềm hạnh bỗng nhiên tỉnh, nhìn xem bên ngoài vậy mà đã hừng đông, tuyết xác thực hạ suốt cả đêm nàng miệng đắng lưỡi khô, mau mặc vào áo bông ra tới. trong nhà đã làm tốt điểm tâm, hạ quy hồng đang giúp lấy bưng cơm. bởi vì Điền Thúy Liên vừa mới qua đời, Hứa Chấn Hoa liền đem Hứa lão đầu tiếp đến trong nhà ở. trong nhà bầu không khí có chút trầm thấp. Điềm Hạnh lúc ăn cơm tâm thần có chút không tập trung, ăn cơm Hạ Quy Hồng liền đem nàng kéo đi qua một bên hỏi, có phải là trong đêm rất lạnh? ta lát nữa cử xe đạp đi trên trấn mua đầu thảm điện cho ngươi. Điềm Hạnh lắc đầu cũng không tính lạnh ta có túi trường nóng chính là ta làm giấc mộng mơ tới dịp hiểu nhàn xảy ra sự tình ngay tại đại cung sơn nàng giật mình một hồi ngẩng đầu nói ra đại cung sơn ngay tại nhà ta ngoài mười dặm địa phương thế nhưng là dịp hiểu nhàn không phải tại khác trên trấn chi giáo sao làm sao lại đi đại cung sơn hạ quy hồng vẫn còn có chút kinh ngạc ngươi thật mơ tới rồi điềm hạnh gật đầu ta không biết cái này mơ tới đấy là thật hay giả trong mộng tuyết lở cũng thật đáng sợ hai người bọn họ thực sự là lo lắng liền tranh thủ thời gian đi hướng lý đăng binh bí thư tư vấn lân cận mấy cái trấn chi giáo tình huống vừa lúc lý thư ký là biết đến hắn mỉm cười cái này một nhóm xuống tới lão sư đều phi thường có thể chịu được cực khổ nhất là thủ đô đại học xuống tới hai cái nữ học sinh đi đại côn sơn phía dưới thôn cái thôn kia nghèo quá đường đều không có tu toàn bộ đều là bùn đường trời mưa xuống căn bản không có cách nào đi có điều quân trạch cũng đi ở bên kia thành lập một cái y liệu sở trợ giúp thôn dân xem bệnh, các ngươi người trẻ tuổi đọc sách về sau thật là lòng mang gia quốc, đặc biệt vô tư. Loại này tinh thần thật quá tốt. Quốc gia vì có các ngươi mà tự hào. Điềm Hạnh căng thẳng trong lòng, quay đầu nhìn về phía Hạ Quy Hồng, Hạ Quy Hồng cùng Lý Đăng Minh bí thư nói lời cảm tạ về sau, lôi kéo Điềm Hạnh ra tới. Ta biết ngươi không yên lòng, ta đi mượn một chiếc xe gắn máy, chờ xuống ta liền đi nhìn xem. Trong thôn có người ta mua xe gắn máy hạ quy hồng mượn tới về sau liền cưỡi xe gắn máy mang theo điềm hạnh hướng đại côn sơn lái đi trên đường đi đều rất lạnh trên mặt đất tuyết rất dày lúc nào cũng có thể trượt còn tốt hạ quy hồng kỹ thuật không sai ngược lại là an toàn đến đại côn sơn hạ lớn công thôn chính là một đoàn rối bời a nha Khi hai cái nữ học sinh đều lên núi đi tìm ngưu đảng nhưng ngưu đảng không có lên núi nha tiêu bác sĩ cũng đi nhưng bây giờ đường đều phong tuyết khỏi phải tùy thời vẫn là có thể sẽ phát sinh ai dám đi cứu. Điềm hạnh cùng hạ quy hồng gần như không do dự, lập tức liền hướng trên núi xuất phát. Đại công sơn thôn dân cũng có chút hổ thẹn, nhất là ngưu đảng cha mẹ, lúc này không còn biện pháp nào ngồi nhìn mặt kệ, một đám người tranh thủ thời gian lên núi bên trong đi tìm kiếm. Trên trời còn tại tuyết bay, điềm hạnh một trái tim bất ổn, nghĩ đến dịp hiểu nhàng trước khi rời đi lời nói hùng hồn, bỗng nhiên liền có chút muốn khóc. Nàng còn còn trẻ như vậy, từ nhỏ đã là thủ đô kiều kiều nữ, cha mẹ nàng còn đang chờ nàng trở về đâu. Điềm hạnh. Ở trong lòng hò hét, dịp hiểu nhàng, ngươi không thể từ bỏ. Một đám người một bên hướng trên núi đi, một bên đang gọi, nhưng không có người đáp lại. Một hồi lâu, rốt cục nhìn thấy nữ nhân lão đảo ra tới, nữ nhân kia tái nhật nghiêm mặt, thở hồng hộc, chính là dịp hiểu viện. Dịp hiểu viện. Ngươi trông thấy dịp hiểu nhàng sao? Điềm hạnh kinh ngạc hỏi. Dịp hiểu viện có chút né tránh, ta, ta không nhìn thấy. Ngưu đảng mẹ hắn tranh thủ thời gian hỏi, làm sao lại không nhìn thấy? Hai ngươi không phải đi ra đến. Diệp hiểu viện vừa mới thực sự là dọa sợ, không lựa lời nói nói, nguy hiểm như vậy chính ta đều không để ý tới mình, nơi nào còn có thế quản nàng. Nàng tranh thủ thời gian chạy đến đám người phía sau, rõ ràng là dọa đến lợi hại. Diệp hiểu viện nói thầm một tiếng, sớm biết đến không thể quay về, ta đánh chết cũng sẽ không đến. Nghĩ đến mình vốn là vì tiêu quân trạch mà đến, Thế nhưng là sau khi đến, không chỉ có ăn nhiều như vậy khổ, tiêu quân trạch vẫn là nhìn cũng không nhìn mình liếc mắt, dịp hiểu viện liền hối hận không được. Đáng tiếc nàng bây giờ đi về, trường học sẽ cảm thấy nàng là cái đào binh, đến tiếp sau việc học đều là vấn đề, nói không chừng sẽ còn trở thành tất cả mọi người trò cười. Một đám người tiếp tục hướng phía trước lục soát, dịp hiểu viện lại không chịu lại hướng phía trước, kêu muốn trở về, các thôn dân không có cách, đành phải tìm người trước đưa nàng về thôn nghỉ ngơi. Dịp lão sư, Tiêu bác sĩ. Các ngươi ở đâu? Một đám người lại tìm hơn một giờ, rốt cuộc tìm được tiêu quân trạch cùng dịp hiểu nhàng, thế nhưng là dịp hiểu nhàng đã ngất đi, tiêu quân trạch phát ra sốt cao cổng nàng, hai người đều rất nguy hiểm. Hạ Quy Hồng nhanh lên đi, trong thôn đến cái hán tử nói ra, ta đến cổng dịp lão sư trở về. Tiêu quân trạch cũng thể lực chống đỡ hết nỗi đổ xuống, hắn thực sự là đốt quá lâu, hiện tại toàn thân không có khí lực. Hạ Quy Hồng mau đem tiêu quân trạch dựng lên đến, viện hắn đi lên phía trước. Đám người đem hai người này sách về đi, ngưu đảng cha mẹ đều phi thường ấy nấy. Chúng ta ngưu đảng tìm không thấy, muội muội của hắn không hiểu chuyện, nói hắn lên núi đi, dịp lão sư sợ xảy ra chuyện liền lên đi tìm, thật không nghĩ tới, lại biến thành hiện tại cái dạng này. Điềm hạnh một mình tại dịp hiểu nhàng trong phòng chiếu cố nàng, dịp hiểu nhàng cùng dịp hiểu viện là chút một gian phòng ốc, lúc này dịp hiểu viện thỉnh thoảng nhìn điềm hạnh hai mắt, bất thình lình hỏi, ngươi làm sao lại đến? điềm hạnh căn bản không để ý nàng, dịp hiểu nhàng tự chút nhục nhã, quay người cầm hộp cơm đi thôn dân nhà đi ăn cơm. Điềm hạnh cho dịp hiểu nhàng cho ăn chút nước chè, một hồi lâu, dịp hiểu nhàng mới rốt cục tỉnh lại. Nàng trông thấy điềm hạnh, lập tức liền khóc, ta có phải là chết rồi. Điềm hạnh cười khúc khích, ngươi chết làm sao lại trông thấy ta. Ngươi không chết, tốt đây. Dịp hiểu nhàng phí sức đứng dậy, cho nên, ta không chết. Ngươi tại sao lại ở đây? ta chính là tới nhìn ngươi một chút, ai biết ngươi xảy ra chuyện rồi. Hiểu nhàn, ngươi thật ngốc. Nàng cho Diệp Hiểu nhàn dịch tốt chăn mình, chén nước đưa tới Diệp Hiểu nhàn bên môi, Diệp Hiểu nhàn uống một ngụm, cảm kích nhìn xem nàng, ta cho là ta muốn chết rồi, một khắc này thật tốt tuyệt vọng. Đúng rồi. Tiêu quân trạch hắn. Điềm hạnh an ủi nàng, ngươi yên tâm, hắn không có chuyện, hắn cổng ngươi ra tới, phát sốt, hiện tại cũng đang nghỉ ngơi. Diệp hiểu nhàng dần dần bình tĩnh trở lại, qua một hồi lâu mới dùng một loại ánh mắt phi thường phức tạp nhìn xem điềm hạnh ngươi biết không tiêu quân trạch hắn rất thích ngươi không hắn rất yêu ngươi trong phòng rất yên tĩnh dịp hiểu nhàn sắc mặt còn rất yếu ớt điềm hạnh yên lặng hai giây bỗng nhiên cười hiểu nhàn ngươi có phải hay không ngốc rồi ta cùng quân trạch ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn với ta mà nói liền cùng ta thân ca ca không sai biệt lắm không phải như ngươi nghĩ dịp hiểu nhàn bất đắc dĩ cười có chút lòng chua xót hắn là thật rất yêu ngươi. Điềm hạnh không nói chuyện, trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi, không biết vì cái gì, nàng kháng cự cái loại cảm giác này. Dịp hiểu nhàng hướng đầu giường khẽ nghiêng, thở dài nói, ta thật không nghĩ tới, một ngày kia, ta sẽ thích một cái thật sâu yêu nam nhân của ngươi. Điềm hạnh, ngươi sẽ trách ta sao? Chương 156 Điềm hạnh cảm thấy rất không có khả năng. Hiểu nhàn, ngươi thích quân trạch ca ca ta rất ủng hộ ngươi, nhưng là ta cùng hắn thật không phải là loại kia tình cảm, chúng ta chính là thân huynh muội đồng dạng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi có thể hiểu chưa? Diệp hiểu nhàng thấy điềm hạnh khăng khăng cho rằng như vậy, hồi lâu cười nói, có lẽ đi. Nàng thần sắc nhàn nhạt, nói không rõ là tư vị gì. Điềm hạnh cho nàng dịch tốt chăn mình, ngươi lúc đi ra là quân trạch ca ca cổng ngươi ra tới, hắn phát ra sốt cao, vẫn kiên trì không có để lại ngươi. Diệp hiểu nhàn gật đầu, ta biết, ngược lại là ta thân đường tỷ diệp hiểu viện, bỏ xuống ta liền đi. Nói đến cũng là buồn cười, nàng luôn mồm vì tiêu quân trạch đến nơi này, lại tại thời điểm nguy hiểm chỉ lo mình đào mệnh. Hai người đều cảm thấy dịp hiểu viện cái này người thật nhiều kỳ quái, nói nàng là vì yêu liều lĩnh đi, nhưng thật đến tình trạng kia, cũng chưa chắc, nói nàng không phải thật sự yêu tiêu quân trạch đi, nhưng lại vì tiêu quân trạch đến nghèo như vậy khổ địa phương. Dịp hiểu nhàng thở dài, tính tình của nàng thật sự là không tốt lắm, đến nơi này về sau còn thường xuyên đối tiểu hài tử phát cáo, kỳ thật trong thôn thật nhiều người đều đã nói với ta, dịp hiểu viện lão sư đối học sinh thái độ kém, nhưng ta cũng không thể nói cái gì. Điềm hạnh cũng cảm thấy dịp hiểu viện cái này người nói không rõ, nàng sự tình ngươi cũng không tốt quản, mọi người có mọi người duyên phận đi. Hai người bọn họ đang nói, dịp hiểu viện bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến, sạch tiếng nói, hai người các ngươi đang nói cái gì? Ta sự tình làm phiền các ngươi cái gì rồi? Dịp hiểu viện nổi giận đùng đùng, vừa mới cầm hộp cơm ra ngoài, trong thôn nuôi cơm người nhà kia vậy mà nói không có cơm của nàng. Nàng biết người trong thôn đều thích dịp hiểu nhàng, không thích nàng, thế nhưng là tốt xấu nàng là đường đường sinh viên, đi vào nông thôn ăn không biết bao nhiêu khổ, hiện tại những người kia vậy mà cho sắc mặt mình. Đáng giận nhất chính là nàng thấy tiêu quân trạch, tiêu quân trạch ánh mắt kia lạnh nàng đều hù chết. Lúc ấy loại kia tình huống nguy hiểm, nàng coi là tiêu quân trạch cùng dịp hiểu nhàng đều phải chết, cho nên mới liều lĩnh chạy ra, nàng có lỗi gì. Điềm Hạnh cùng Diệp Hiểu Nhàn đều không nói chuyện, Diệp Hiểu Viện đem hộp cơm một ném, ngồi bên giường khóc, ta ngày mai liền trở về. Cũng không tiếp tục tại cái địa phương quỷ quái này đợi. Nàng khóc rất hung, Điềm Hạnh cùng Diệp Hiểu Nhàn cũng không có khuyên nàng. Diệp Hiểu Nhàn thân thể không tốt, Điềm Hạnh không nhiều lời lời nói, lại ra tới. Hạ Quy Hồng cùng Tiêu Quân Trạch đều tại bên ngoài trong phòng ngồi, hai cái đại nam nhân đều là phi thường tuấn lãng cái chủng loại kia, Tiêu Quân Trạch nhìn xem càng nhã nhặn một chút đang ngồi lấy kiểm tra mình cái hòm thuốc tử bên trong dược phẩm, mà Hạ Quy Hồng thì là ngồi tại một cái khác trên ghế, đối ánh đèn chơi cái bật lửa. Điềm hạnh nghĩ đến dịp hiểu nhàng sự tình, nhìn xem tiêu quân trạch ngạch, từ đầu đến cuối đều cảm thấy dịp hiểu nhàng khẳng định là hiểu lầm. Thế nhưng là tại tiêu quân trạch ngẩng đầu nhìn về phía nàng thời điểm, nàng lại cảm thấy trong lòng có chút ấy nấy. Chẳng lẽ quân trạch ca ca đối nàng thật là loại kia tình cảm sao? Nàng không thể tin được, nếu như đó là thật, mình là phụ lòng hắn bao nhiêu quân trạch ca ca, cảm ơn ngươi cứu hiểu nhàn. Tiêu quân trạch cười nhạt một tiếng, là nàng đã cứu ta, lúc ấy ta bị cây ngăn chặn, dịp hiểu viện chạy, là dịp hiểu nhàn ra sức đã cứu ta ra tới. Điềm hạnh không nghĩ tới sự thật vậy mà là như thế này, nàng nghĩ nghĩ, chuyện tình cảm người khác nói là không rõ, liền hàm xúc nói, hiểu nhàn là cái cực kỳ tốt nữ hài, đặc biệt thiện lương. Tiêu quân trạch rất có thâm ý nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Hạ quy hồng ho khang một cái, đem cái bật lửa thu vào điềm hạnh chúng ta đi thôi trong nhà còn đang chờ hắn bắt lấy điềm hạnh tay cười nói chúng ta kết hôn thời điểm cho ngươi phát trương hỷ thiếp đến lúc đó đi uống một chén tiêu quân trạch cúi đầu chỉ chọn gật đầu không nói chuyện điềm hạnh bất đắc dĩ nhìn xem hạ quy hồng thẳng đến hai người đều đến hứa gia cửa chính nàng mới hỏi lên tiếng quy hồng ca ca ngươi có phải hay không cũng cảm thấy quân trạch ca ca là ưa thích ta hạ quy hồng dừng bước lại bỗng nhiên quá dị gõ gõ sọ não của nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Điềm hạnh sốt ruột giải thích, ta cảm thấy quân trạch ca ca đối ta chính là làm muội muội đồng dạng. A, à, ta đối với ngươi cũng là làm muội muội đồng dạng, đương nhiên là loại này muội muội, không phải loại kia muội muội. hắn cười rất xấu, Điềm hạnh nhịn không được đánh hắn một chút, ngươi đứng đắn chút. Ta nói chính là thật, các ngươi đều hiểu lầm, quân trạch ca ca không có thích ta, hắn cùng ta. Hạ quy hồng đem nàng hai cánh tay đều bắt lại thổi thổi, ngươi đây, không muốn đi nghỉ quá nhiều, ta biết, có một số việc ngươi đừng lợi hại, cho ngươi đi phân biệt ai thích ai, quả thực so làm vật lý đề khó gấp một vạn lần. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, ta thích ngươi, ngươi thích ta liền đúng rồi. Điềm hạnh xác thực cũng cảm thấy những chuyện này rất mệt mỏi, liền gật đầu, tốt, vậy ta liền ghi nhớ. Nhưng mà ai biết Hạ Quy Hồng còn nói thêm, không đúng, ngươi phải nhớ kỹ chính là, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta. Điềm hạnh bất đắc dĩ, quy hồng ca ca ngươi nói xong sao hạ quy hồng nhíu mày ngươi đây là cái gì ngữ khí ghét bỏ ta phiền tiểu điềm hạnh ta nhìn ngươi là thích ăn đòn hắn vào tay đi vặn khuôn mặt của nàng điềm hạnh xoay người chạy hạ quy hồng mỉm cười nhớ tới tiêu quân trạch tại chỉnh lý gói thuốc thời điểm hắn nhìn thấy gói thuốc bên trong lộ ra ngoài ảnh chụp một góc ước chừng chỉ có một phần ba mặt người nhưng hạ quy hồng liếc thấy được đi ra kia là điềm hạnh khi còn bé ảnh chụp Nguyên lai tiêu quân trạch vẫn là như thế thâm tình, hắn ngược lại là đánh giá thấp hắn. Nghĩ đến nếu là chính mình lúc trước không có đuổi kịp điềm hạnh, vậy bây giờ thất lạc người chính là hắn Hạ Quy Hồng, Hạ Quy Hồng bỗng nhiên liền có chút vì tiêu quân trạch cảm thấy khổ sở. Nhất khổ cực chính là, điềm hạnh căn bản không cho rằng tiêu quân trạch thích qua nàng. Hắn nghĩ tới tiêu quân trạch cùng hứa điềm hạnh từ tiểu nhân từng giờ từng phút, có chút đố kỵ, có chút lòng chua xót, cũng có chút may mắn. Năm sau hứa gia toàn gia rất nhanh liền trở lại thủ đô. Hạ Quy Hồng bận rộn công việc, điềm hạnh sau khi tự trường trong trường học cũng vội vàng chân không chạm đất, nàng hiện tại đại tam, sự tình càng ngày càng nhiều, không chỉ có bận biểu chính mình việc học, còn phải nhận lãnh trường học một ít chuyện. Bởi vì hứa điềm hạnh các phương diện đều rất đột xuất, trường học liền thỉnh thoảng phái nàng làm đại biểu tham gia một chút cả nước tính hoạt động. Thủ đô đại học là cả nước nhất lưu đại học, tự nhiên không thể rơi xuống hạ phong, điềm hạnh làm đại biểu tham gia mỗi năm một lần đại hội thể dục thể thao. Đại hội thể dục thể thao tại thủ đô đại học tổ chức, điềm hạnh làm thủ đô đại học đại biểu, muốn phát biểu đại hội thể dục thể thao tuyên ngôn. Mặt khác nàng muốn dẫn dắt đội cổ động viên nhảy một đoạn khỏe đẹp cân đối múa, trường học khác nữ sinh đại biểu tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên đều là hòa hòa khí khí. Nhưng làm mình trường học tuyển ra đến đại biểu, gương mặt kia đều là phi thường xinh đẹp, lúc nói chuyện đều vô ý thức riêng phần mình so sánh. Ta còn tưởng rằng thủ đô đại học đều là thích học tập người, ngoại hình chẳng ra sao cả thế nhưng là nhìn nữ sinh kia thật xinh đẹp a à. có lẽ không phải thủ đô đại học là bên ngoài mời tới nữ thủ đô đại học làm sao lại có như thế xinh đẹp nữ hài tử mấy cái bên ngoài trường nữ sinh đại biểu đều tại khe khẽ bàn luận bỗng nhiên liền có người nói nàng gọi hứa điềm hạnh nơi nào sẽ là bên ngoài trường nàng đều lên qua tạp chí cùng tv chính là thủ đô sinh viên đại học thành tích cũng đặc biệt tốt người ta cái này kêu lên đế sủng nhi có cái gọi lâm đình đình nữ sinh nguyên bản cảm thấy mình đẹp mắt nhất nhưng nhìn ở bên kia bận biểu đến bận biểu đi hứa điềm hạnh cảm giác mình lập tức bị làm hạ thấp đi nàng có chút không thoải mái ngoài miệng nói ra nữ nhân dung mạo xinh đẹp kỳ thật không có tác dụng gì có thế gả cho một cái nam nhân tốt mới lợi hại các ngươi nghe nói qua thủ đô đại học hạ quy hồng sao đây chính là thủ đô đại học nam thần ta rất muốn nhìn xem đến cùng là cái dạng gì nam sinh nha nâng lên dáng dấp đẹp trai nam sinh mấy nữ sinh ngươi một câu ta một câu, nhao nhao nghị luận lên. Điềm hạnh đi tới thời điểm, chính nghe được cái kia gọi Lâm Đình Đình nữ sinh đang nói chuyện. Ta biết thủ đô sinh viên đại học sẽ một cái học trưởng, hắn cũng nhận biết Hạ Quy Hồng, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút có thể hay không nhận biết Hạ Hạ Quy Hồng, hắc hắc. Những người khác cười, ngươi lợi hại như vậy. Hạ Quy Hồng ưu tú như vậy nam sinh, hẳn là sớm đã có đối tượng đi. Lâm Đình Đình không quan tâm cười, ai nha, các ngươi thật là quê mùa, hiện tại cũng là niên đại nào rồi chỉ cần không có kết hôn tất cả mọi người là công bằng cạnh tranh điềm hạnh đối loại thuyết pháp này phi thường phản cảm chen chân người ta tình cảm còn nói đường hoàng nhất là nữ sinh này đánh chính là hạ quy hồng chủ ý thật sao khi nếu là người khác dạng này dự định bạn trai của ngươi ngươi cũng sẽ cảm thấy là công bằng cạnh tranh sao điềm hạnh nhàn nhạt cười nói lâm đình đình quay đầu thấy được nàng con mắt bỗng chốc bị hấp dẫn nguyên bản xa xa nhìn xem hứa điềm hạnh chỉ cảm thấy nàng tư thái ôn nhu khí chất như lan nhưng là bây giờ đi gần mới phát hiện là cái mười phần đại mỹ nhân làn da tinh tế trắng nõn trên mặt hiện ra ngọc đồng dạng sáng bóng một đầu tóc đen xỏa tung mềm mại sáng bóng xinh đẹp tinh xảo phải tìm không ra một tia mau bệnh lâm đình đình hô hấp cũng không dám lớn tiếng một hồi lâu mới phản ứng được nàng không nguyện ý ăn thiệt thòi thanh âm mặc dù thấp chút nhưng vẫn là nói ra chính là kết hôn cũng còn có ly hôn đâu, tình cảm của hai người nếu như không có vấn đề, người thứ ba là không có cách nào cắm đi vào. Huống chi chúng ta nói là Hạ Quy Hồng, hắn chắc chắn sẽ không thích ngươi. Điềm Hạnh cảm thấy buồn cười, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy như vậy? Bởi vì ngươi quá đẹp mắt, quá đẹp mắt nữ nhân, nam nhân không dám muốn. Lâm Đình Đình có bài bản hẳn hoi nói. Điềm Hạnh không có lại nói cái gì, nhìn một chút thủ đoạn biểu, tốt, nhanh đến thời gian, mọi người chuẩn bị một chút Đại hội thể dục thể thao rất nhanh khí thế ngất trời bắt đầu, hơn nửa ngày mới cuối cùng kết thúc. Lâm Đình Đình tranh thủ thời gian tìm cơ hội đi tìm bằng hữu của mình đem Hạ Quy Hồng giới thiệu cho mình, nhưng mới tìm được bạn hắn, liền nghe được người kia nói, "Xảo, đây không phải là Hạ Quy Hồng sao?" Ta nghe nói hắn tại bên ngoài làm ăn, làm sao lại đến? Thao trường cổng, dáng người như tùng nam nhân từng bước một đi gần, hắn trong lúc vất tay đều lộ ra một cổ tự phụ đại khí, cùng đầy thao trường ngây ngô lỗ mãn lớn nam sinh khác biệt cản phất là cái này mặt trời hạ tạo vật chủ xuất sắc nhất tác phẩm lâm đình đình có chút há mồm lôi kéo nàng bằng hữu tay áo mau mau ngươi giúp ta giới thiệu cùng hắn nhận biết a à. ai biết người bên cạnh cười ta ngay trước hắn bạn gái trước mặt đem ngươi giới thiệu cho hắn nhận biết ngươi là muốn cho ta tráng niên mất sớm a à. lâm đình đình lại nhìn đi qua chỉ thấy hạ quy hồng trực tiếp đi đến hứa điềm hạnh trước mặt một phát bắt được nàng tay tuấn nam mỹ nữ phá lệ chó sáng không ít người đều nhìn qua Lâm Đình Đình nháy mắt ngây người. Chương 157.1 Hạ Quy Hồng đem nước đưa cho Hứa Điềm Hạnh, sờ sờ tóc của nàng, mệt mỏi a. À. Khi nước là đã vặn ra, Điềm Hạnh trực tiếp uống một ngụm, cười nói, còn tốt. Đại hội thể dục thể thao đã kết thúc, hai người bọn họ cũng không có ở thao trường lưu thêm, càng không có đi chú ý người bên ngoài ánh mắt, rất nhanh liền rời đi. Hạ Quy Hồng nắm cả bờ vai của nàng, cảm thấy dạng này Điềm Hạnh nhìn càng là có một loại khác đẹp nàng trên trán hơi có chút mồ hôi nụ cười tươi đẹp nhìn xem mười phần động lòng người nói cho ngươi một sự kiện từ tư tư cùng thường tư minh có thể muốn lo liệu hôn lễ điềm hạnh nao nao nhưng ngẫm lại cũng bình thường tư tư còn không có đề cập qua nàng ngược lại là rất dũng cảm tốt nghiệp trước đó liền đem hôn sự quyết định hạ quy hồng không nói chuyện một hồi lâu mới nói đúng vậy a à, rất dũng cảm kỳ thật hắn phi thường ao ước thường tư minh từ tư tư cùng thường tư minh nhận biết nhiều năm, đột nhiên cùng một chỗ về sau tình cảm như bột phát đồng dạng, hai người đều thích vô cùng lẫn nhau, quả thực tựa như là gặp linh hồn bạn lữ. Thường tư minh sinh ý làm không tệ, kiếm chút tiền, liền cùng từ tư tư định đem hôn lễ lo liệu, về sau hai người cũng là nghiêm chỉnh vợ chồng. Kỳ thật từ tư tư niên kỹ cũng đến, lo liệu hôn lễ cũng rất bình thường. Hai người thảo luận một phen, chọn một nhà không tính đặc biệt lớn khách sạn, từ tư tư còn đi thử áo cưới, phòng ngủ đám bạn cùng phòng thì đều là phù dâu hôn lễ vô cùng náo nhiệt hạ quy hồng làm phù rễ đương nhiên phải uống rượu hắn thói quen đem điềm hạnh chuyển ra tới ta đáp ứng nàng không uống rượu thường tư minh uống không sai biệt lắm làm sao lại bỏ qua hạ quy hồng tiểu tử ngươi vừa mới rót ta rượu nhiều như vậy bây giờ nói mình không uống rồi không được uống điềm hạnh ở bên cạnh cười dạng này thời gian không uống rượu cũng không có khả năng liền nói ra quy hồng ca ca vậy ngươi uống ít một chút được điềm hạnh duy trì, Hạ Quy Hồng cũng không tiện lại cự tuyệt, liền kính thường tư minh một chén rượu. Hồi lâu không có uống qua rượu, đột nhiên uống hết, tư vị kia bỗng nhiên liền biến. Một chén này nước sôi, chén thứ hai liền đến. Chờ hôn lễ kết thúc, Hạ Quy Hồng cũng chóng mặt. Điềm hạnh viện hắn đi ra ngoài thở dài, chính là không thể để cho ngươi uống rượu nha, quát một tiếng liền uống nhiều như vậy. Hạ Quy Hồng tham luyến nàng mùi trên người, cùng điềm hạnh cùng một chỗ ngồi vào trong xe taxi, còn nắm thật chặt nàng tay hắn cái này người mỗi khi gặp uống say liền có chút chóng mặt bàn tay rất nóng cầm điềm hạnh để nàng đều cảm thấy có chút bỏng nàng sợ hắn không thoải mái phản phục đi sờ trán của hắn nghĩ đến chờ chút đến hạ quy hồng chỗ ở cho hắn nấu chút canh giải rượu uống gần đây hắn vẫn là thuê lấy phòng ở ở nhưng chỗ ở hoàn cảnh tốt hơn nhiều hai người vừa về đến nhà cửa mới mở ra còn không có đổi giày đâu hạ quy hồng liền đem nàng vây lại trên tường ánh mắt mê ly mà nhìn xem nàng Điềm hạnh cho là hắn muốn đích thân mình, đã thấy Hạ Quy Hồng hồi lâu đều không nhúc nhích, kia luôn luôn chiếu sáng rạng rỡ trong mắt dường như chớp động lên chút vĩ khuất. Từ tư tư đều gả cho thường tư minh, điềm hạnh, ngươi chừng nào thì gả cho ta. Điềm hạnh không nói chuyện, nàng cúi đầu đi bắt hắn tay, muốn đem hắn đỡ lên giường nghỉ ngơi. Nhưng Hạ Quy Hồng nhưng như cũ không buông tha, ngươi trả lời ta, lúc nào gả cho ta. Kỳ thật, điềm hạnh biết Hạ Quy Hồng đối với người khác trước mặt đều là phi thường có đảm đương, cũng tương đối đứng đắn nghiêm túc người nhưng mỗi lần chờ hắn đối mặt mình thời điểm cuối cùng sẽ có chút người bên ngoài không nhìn thấy dáng vẻ ví dụ như hiện tại lúc này dây dưa quy hồng ca ca ngươi uống say nghỉ ngơi trước hạ quy hồng thở dài một hơi đem mặt nương đến nàng cổ chỗ thanh âm buồn buồn ngươi không chịu gả cho ta điềm hạnh đem hắn đỡ lên giường vốn là muốn cho hắn lau lau mặt và tay nhưng dù sao cảm thấy rượu kia mùi vị quá lớn dự định vẫn là để hạ quy hồng đi tắm ngươi còn có thế tắm rửa sao? Không thể. Hắn từ từ nhắm hai mắt. Điềm hạnh cảm thấy buồn cười, ngươi đi tắm rửa đi, tắm rửa trên thân dễ chịu chút. Hạ Quy Hồng ôm eo của nàng, ngươi đi cho ta tẩy. Nghĩ đến hai người sớm đã có tiếp xúc da thịt, điềm hạnh quyết định chắc chắn, được, ta đi cấp ngươi tẩy, đi thôi. Hạ Quy Hồng kỳ thật cũng không tới tẩy không được tắm tình trạng, hắn nghĩ nghĩ, hay là mình chống đỡ lấy đi sông dưới. Song song sau ngược lại là thanh tĩnh chút, Điềm hạnh phát giác hắn nơi này cũng không có cái gì có thế ăn đồ vật, tìm nửa ngày mới tìm được một con lê, mở ra cho hắn nấu lê canh. Hạ quy hồng mới tắm xong, mặc sạch sẽ áo ngủ, lộ ra càng là anh tư bừng bừng phấn chấn, xoái khí bức người. Hắn ngồi xuống, giống như tiểu hài tử nũng nịu, ta không ăn cái này. Điềm hạnh đang định cho hắn tìm đầu khăn lông khô lau lau tóc, nghe nói như thế thở dài, ngươi không ăn cũng không có cái khác, ngươi ăn đi, canh nóng uống hết trong dạ dày cũng dễ chịu. Hạ Quy Hồng cầm thì khoái động hai lần, ngươi không ăn đi. Ta không ăn. Vậy được, ta ăn ngươi cũng không cần ăn. Hắn lời này cũng kỳ quái, điềm hạnh quay đầu nhìn hắn, vì cái gì? Ta không muốn cùng ngươi tách rời. Phân lê, tương đương với tách rời, điềm hạnh thật cảm thấy buồn cười, có lẽ Hạ Quy Hồng là thật uống say đi. Nàng tối nay cũng không có ý định về trường học, Hạ Quy Hồng uống chóng mặt, một người khẳng định chiếu cố không tốt mình, nàng dự định lưu lại, đến mai buổi sáng chờ hắn tỉnh trụ lại đi hạ quy hồng kỳ thật rất buồn ngủ nhưng điềm hạnh tại cái này hắn căn bản ngủ không được điềm hạnh đem trong phòng bên ngoài thu dọn một chút lại đem hắn thay đổi quần áo bẩn cho tẩy kỳ thật nhìn thấy hạ quy hồng nội y lúc nàng có chút xấu hổ nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cho tẩy tẩy những vật này thời điểm nàng liền suy nghĩ sau khi kết hôn thời gian sẽ như thế nào có lẽ liền cùng hiện tại không kém bao nhiêu đâu ngẫu nhiên hạ quy hồng không thoải mái thời điểm nàng liền phải giống như bây giờ chiếu cố hắn kỳ thật loại cảm giác này điềm hạnh cảm thấy cũng không tệ lắm hai người bọn họ quan hệ bên trong một mực là hạ quy hồng chiếu cố nàng muốn bao nhiêu một điểm đột nhiên mình dạng này chiếu cố hắn cũng rất tốt chờ điềm hạnh thu thập xong đồ vật lên giường liền phát giác hạ quy hồng căn bản không ngủ một mực chờ đợi nàng người lập tức bị hắn ôm lấy ngươi lưu tại một cái uống say nam nhân nơi này không phải đợi tại dê vào miệng cọp sao hắn nói xong liền ôm lấy nàng không có chơi không có khi dễ điềm hạnh dần dần mất đi sức chống cự cuối cùng chỉ có thể dây dưa với hắn đến cùng một chỗ có lẽ là rượu tác dụng để hạ quy hồng phá lệ phấn khởi ngày thứ hai điềm hạnh tất cả đứng lên hắn còn tại ngủ say nhìn qua ngoài cửa sổ ánh bình minh điềm hạnh xoa xoa eo của mình từ trong bọc lấy ra thời khóa biểu xem xét còn tốt sáng hôm nay chỉ có một tiết khóa vẫn là xếp tới tương đối dựa vào sau nàng có thể tại cái này kéo dài một hồi điềm hạnh nấu cháo hoa lại đi mua bánh bao khi trở về liền phát hiện hạ quy hồng đứng tại cổng mặc dúng gió áo ngủ thần tình trên mặt cũng không tốt lắm gặp nàng xuất hiện tại cửa ra vào trong tay mang theo bánh bao hạ quy hồng ôm chặt lấy nàng ta cho là ngươi đi cái loại cảm giác này giống như là nàng lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ hắn điềm hạnh cũng dùng tay không ôm lấy hắn ta đi hướng nào nhiều lắm thì về trường học lên lớp hạ quy hồng ôm lấy nàng ông một hồi lâu mới buông nàng ra hai người lúc này mới đi ăn điểm tâm. Từ tư tư từ khi sau khi kết hôn liền chuyển ra trường học phòng ngủ, bọn hắn hiện tại là đại tam học kỳ sau, qua nghỉ hè chính là đại tứ, trên cơ bản liền có thể bắt đầu công việc thực tập. Nhìn xem trong phòng ngủ lập tức lại trống đi một vị trí, tất cả mọi người có chút thổn thức. Điềm hạnh đem dịp hiểu nhàn sự tình cùng những người khác nói ra, nghe được người người bên ngoài đều hải hùng khiếp vía, còn tốt dịp hiểu nhàn cuối cùng không có chuyện gì. Triệu Phương có chút xa xúc, chúng ta thời điểm năm thứ nhất đại học tốt bao nhiêu a à, chỉ chớp mắt hiểu nhàn không tại cái này tư tư cũng dọn ra ngoài đúng vậy a à, chờ tốt nghiệp về sau càng là chia năm sẽ bảy không biết bao lâu khả năng gặp một lần mấy người cảm khái một phen tiêu mỹ quân bỗng nhiên nhìn về phía điềm hạnh người thành tích tốt như vậy không có ý định học nghiên sao kỳ thật điềm hạnh kế hoạch tương lai là lưu tại đại học làm lão sư như vậy nàng liền khẳng định là muốn học nghiên đối ta dự định tận lực lưu tại bản trường học đọc điềm hạnh ngươi thành tích tốt, khẳng định có thể lưu tại bản trường học, ngược lại là ta, ta dự định công việc. Triệu Tuyết Liên có chút tiếc nuối. Nàng điều kiện gia đình không tốt, không có cách nào lại đợi thêm 2 năm. Công việc có công việc tốt, chúng ta thủ đô đại học đi ra, còn có thế kém. Tiêu Mỹ Quân cười nói. Chỉ chớp mắt thời tiết nóng lên, rất nhiều người đều tại vì đại tứ công việc thực tập bôn ba, điềm hạnh thì là bị lão sư của nàng thét lên văn phòng. Hứa điềm hạnh, trước đó ta đề cập với ngươi, ngươi nếu là có học nghiên ý đồ, có thể đi theo tùy lão sư, tùy lão sư là thủ đô đại học số một giáo sư, đi theo hắn ngươi tương lai khẳng định không sai. Điềm hạnh cười, tạ ơn lão sư, tùy lão sư bên kia cũng đã nói với ta, ta xác thực dự định tiếp tục đi theo tùy lão sư học nghiên. Ừm, chỉ là khả năng sự tình sẽ có biến động, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, tùy lão sư là muốn đi Tây Giao Đại nhất năm, Đến lúc đó làm học sinh của hắn ngươi chỉ sợ cũng phải đi cùng, nếu không cái này thí nghiệm cùng nghiên cứu làm thế nào? Chẳng qua cũng không sợ, Tây Giao lớn tại vật lý ngành nghề không thể so thủ đô đại học kém, quốc gia tại đại lực nâng đỡ, bên kia cũng có thật nhiều phi thường cao cấp thiết bị. Thậm chí là thủ đô đại học so ra kém. Điềm Hạnh có chút ngoài ý muốn, Tây Giao lớn. Đúng, quay đầu tùy lão sư bên kia sẽ cùng ngươi hãy nói một chút. Từ văn phòng ra tới, Điềm Hạnh trong lòng có chút bất an nàng chưa hề nghĩ tới rời đi thủ đô thứ nhất người nhà cùng hạ quy hồng đều tại thủ đô nàng có chút không nở thứ hai nàng nhớ tới đã từng hạ quy hồng vì mình từ bỏ xuất ngoại đã cảm thấy trong lòng hổ thẹn huống chi hạ quy hồng vẫn luôn cảm thấy nàng không đủ yêu hắn nếu là lúc này mình bỗng nhiên đi nơi khác còn muốn đi một năm không biết hạ quy hồng sẽ nghĩ như thế nào nhưng học nghiên sự tình nàng đã sớm kế hoạch hạ quy hồng cũng là biết đến nếu như đột nhiên từ bỏ điềm hạnh không nở chuyện này ở trong lòng nhiều lần xoắn suýt rất lâu thẳng đến hạ quy hồng chủ động tìm được nàng sắc mặt hắn tuyệt đối không gọi được tốt ngữ khí cũng là phi thường một lời khó nói hết ta nghe trong trường học một người nói ngươi dự định đi theo tùy lão sư đi tây giao lớn điềm hạnh sững sờ quy hồng ca ca ta ta không có hạ quy hồng trong mắt có chút thất lạc ngươi muốn đi theo tùy lão sư học nghiên sao quy hồng ca ca tùy lão sư là muốn đi tây giao lớn nhưng là ta còn không có nghĩ kỹ. Điềm Hạnh có chút nóng nảy, ta thật còn không có nghĩ kỹ, cũng không có nhất định phải đi. Đi, hai người liền sẽ phân biệt một năm, Hạ Quy Hồng tính tình tuyệt đối chịu không được dạng này tách rời. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn xem phía trước một đầu bị cây ngô đồng kẹp lấy con đường, không ít tuổi trẻ nam sinh nữ sinh đi qua, có người nhẹ nhõm tự tại, có người đầy hoài tâm sự tình. Điềm Hạnh thật tốt khí, đến cùng là ai xen vào việc của người khác chạy tới nói cho hắn tin tức này nàng còn căn bản không có khẳng định muốn không muốn đi đâu mà hạ quy hồng trong lòng sớm đã minh bạch một sự kiện nàng không muốn xong đi không đi đó chính là muốn đi chỉ là tại việc học cùng hắn ở giữa do dự hắn biết mình sẽ không không duy trì nàng cho tới nay chuyện nàng muốn làm hắn không có không duy trì điềm hạnh cũng cảm thấy có chút bất lực nhưng vẫn cố gắng giải thích quy hồng ca ca ta không muốn cùng ngươi tách ra ta quay đầu đi cùng tùy lão sư thỉnh cầu dưới không cần ngươi đi đi ta ủng hộ ngươi, cũng chính là một năm thôi, không có gì. Hắn ngữ khí bình tĩnh để điềm hạnh có chút sợ hãi. Quy hồng ca ca, ngươi nói là thật. Hạ quy hồng thâm thúy trong con ngươi cũng nhìn không ra là tâm tình gì, là thật, ngươi đi đi. Hắn nói xong, cười cười, nụ cười kia có chút gượng ép, kỳ thật ta cũng bề bộn nhiều việc, ngươi tại thủ đô thời điểm ta đều là dành thời gian tới tìm ngươi, hai nơi chạy cũng rất mệt mỏi, nếu ngươi đi tây giao lớn, ta còn nhẹ nhõm chút lời này cũng không biết là thật hay giả, điềm hạnh có chút nắm tay, quy hồng ca ca, ngươi không hy vọng ta đi, ta có thể không đi. Đi thôi, ta ủng hộ ngươi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra điềm hạnh đã cảm thấy trong lòng dường như trắng vài thứ, nàng cuối cùng đã rõ hạ quy hồng cho tới nay khúc mắt. Chuyện này nếu là đổi được trên người hắn, hắn khẳng định là không nói hai lời liền không đi, thế nhưng là đến trên người nàng, điềm hạnh lại là tại do dự. Nàng có chút ấy nấy, nàng đích xác là không có hắn trả giá nhiều a à. không đợi điềm hạnh tiếp tục do dự tùy lão sư bên kia vậy mà cũng tự tiện làm quyết định hắn đem điềm hạnh tư liệu đều đệ trình Ngươi đến lúc đó đi theo ta tây giao lớn tiền sinh hoạt học phí đều là trường học cho ra bình thường ta cũng sẽ cho ngươi chút ban thưởng tốt nhất là đại tứ liền đi với ta bên kia ta tại tây giao mở rộng triển một cái hạng mục mau chóng đi qua cũng có thế sớm đi làm được thành tích tùy lão sư cách làm mặc dù có chút đường đột nhưng đúng là vì điềm hạnh tốt cái này khiến Điềm Hạnh đều có chút không cách nào mở miệng. Cuối tuần này Điềm Hạnh về đến nhà đem chuyện này cũng cho nói, nàng cảm xúc có chút xa xúc, tại xử lý cùng Hạ Quy Hồng tình cảm phương diện vẫn luôn tương đối bị động, hiện tại càng là cảm thấy có chút tức bước khó khăn. Hứa chấn hoa là bất kể những chuyện này, ngược lại là tiểu phượng cùng Lâm Hà quan tâm. Học nghiên là chuyện tốt nha. Quy Hồng ủng hộ ngươi kia là khẳng định. Lâm Hà cười tủm tỉm, ngươi là sợ gì địa tình cảm chịu không được tiêu hao sao? Điềm hạnh có chút tê cả da đầu, ta không sợ, là Quy Hồng ca ca đang sợ. Tiểu Phượng nghĩ đến mình ban sơ thời điểm kỳ thật không quá tiếp nhận Hạ Quy Hồng đối điềm hạnh thái độ, chỉ là về sau từng bước một, đã cảm thấy Hạ Quy Hồng đối điềm hạnh xác thực phi thường dụng tâm, thậm chí có đôi khi cảm thấy rất là cảm động. Nàng sờ sờ điềm hạnh cánh tay, ngươi đừng trách chị dâu hướng về Quy Hồng, kỳ thật, hắn đối ngươi xác thực quá chăm chú. Điềm hạnh phi thường buồn rầu, vậy ta nên làm cái gì? Ta đi lần này, Quy Hồng ca ca khẳng định rất không vui, liền xem như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Ngay trước Lâm Hà, Tiểu Phượng không nói gì, tự mình lại lôi kéo Điềm Hạnh nói chuyện. Chị dâu không phải cố ý hướng về hắn, từ khi đến thủ đô, người nào đều gặp, ngươi ca là ai, ngươi cảm thấy mình hiểu rõ không? Điềm Hạnh cùng hứa vệ tinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên hiểu, mau nói, anh ta rất cốt lắm, hắn công việc cố gắng như vậy, hiện tại kiếm tiền lại lợi hại, tướng mạo cũng tốt, Đối ngươi cũng không tệ, tính là một người đàn ông tốt. Tiểu Phượng nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn đoán không ra là hạnh phúc vẫn là không hạnh phúc. Thật sao? Ngươi là hắn thân muội muội, ta có mấy lời không nên cùng nói, nhưng kỳ thật ngươi ca ca không phải cái gì tốt nam nhân. Điềm Hạnh không biết rõ tiểu Phượng lời này, tiểu Phượng trong thần sắc có chút đau thương. Từ khi ta sinh đứa bé thứ hai về sau, cùng ngươi ca tình cảm liền nhạt, ta biết bọn hắn khách sạn khách phòng bộ nữ quản lý đối với hắn rất không tệ trong công việc cho hắn rất nhiều trợ giúp, hai người mỗi ngày vừa đi làm, tiếp xúc rất nhiều. Ngươi ca ca về đến nhà cùng ta gần như không có lời gì để nói, trước mấy ngày ta phát sốt hắn căn bản không biết, vẫn là mẹ nói cho hắn, hắn mới đến một câu phát sốt liền nên đi bệnh viện. Điềm hạnh bình thường ở trường học, trở về không nhiều, coi như trở về cùng hứa vệ tinh chạm mặt cũng ít, đương nhiên không biết những chuyện này. Nàng có chút tức giận, anh ta làm sao có thể dạng này. Chị dâu, ngươi để mẹ nói một chút hắn. Tiểu Phượng nhìn xem giống như hận không quan tâm, mẹ ta nói qua, hắn hiện tại cũng coi là nhân sĩ thành công, tại bên ngoài gặp dịp thì chơi là không thể tránh được, những chuyện này mẹ ta cũng quản không được. Ta cũng muốn mở, người A tình cảm đến nhất định tình trạng, đặc biệt là tại hiện tại cái này dụ hoặc đặc biệt nhiều trên thế giới, không có cái gì thuần túy tình yêu. Ta bây giờ tại nhà mang hảo hài tử liền có thể. Điềm hạnh phi thường đau lòng Tiểu Phượng, chị dâu, ngươi làm sao có thể nghĩ? hắn ở bên ngoài kiếm tiền là vất vả thế nhưng là ngươi ở nhà mang hài tử cũng không dễ dàng anh ta dựa vào cái gì không quan tâm ngươi quay đầu ta đi tìm hắn tiểu phượng giữ chặt nàng được rồi ngươi không thay đổi được cái gì hiện tại xã hội này có thể nói phần lớn nam nhân đều là như vậy ngươi đi nơi nào tìm một cái đối ngươi mười phần để ý người nhưng là ta nói cho ngươi những cái này cũng không phải để ngươi đối nam nhân mất đi hứng thú ta là muốn nói cho ngươi hạ quy hồng là cùng ngươi ca ca hoàn toàn không giống nam nhân là cùng phần lớn nam nhân đều không giống thấy tiểu phượng nhấc lên hạ quy hồng điềm hạnh có chút xấu hổ hắn đối ta xác thực thật, thật để ý nào chỉ là thật để ý qua nhiều năm như vậy hắn đối với ngươi như vậy ta đều nhìn ở trong mắt hạ gia mặc dù phá sản nhưng hạ quy hồng hiện tại tự mình làm sinh ý cũng dần dần làm dáng dấp lại là ngàn dặm mới tìm được một ta cảm thấy kỳ thật không nên hắn nhìn xem ngươi ngược lại là ngươi nên nhìn xem hắn Nói đến, Tiểu Phượng liền có chút liếu lo không ngừng. Hiện tại xã hội này, nam nhân muốn tìm nữ sinh xinh đẹp rất dễ dàng, ngược lại là nữ muốn tìm thành công lại soái khí nam nhân không dễ dàng, dung mạo ngươi đẹp mắt, học tập cũng tốt, thế nhưng là ngươi trường học cùng ngươi không kém quá nhiều nữ sinh cũng rất nhiều, ngươi đối với hắn nếu là không tốt, vạn nhất người khác dùng nhu tình cảm hóa hắn, ngươi đến lúc đó có thể tìm tới so hạ quy hồng tốt hơn sao? Điềm Hạnh chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nhưng là bây giờ lẳng lặng tưởng tượng Hạ Quy Hồng lại là phi thường ưu tú, bên người so hắn càng nam nhân tốt thật đúng là tìm không thấy. Cô hai nói một hồi lâu, Tiểu Phượng đập vỗ tay của nàng, chị dâu là hy vọng hai người các ngươi cuối cùng có thể kết hôn, Hạ Quy Hồng khẳng định sẽ đối ngươi tốt. Điềm hạnh tại về trường học trên xe còn đang suy nghĩ, nàng kỳ thật không phải loại kia thích nhìn người khác tính tình, nhưng nàng đối Hạ Quy Hồng cũng là thật thích. Nếu như là bởi vì Hạ Quy Hồng không thích nàng, khi nàng có thể tiếp nhận hai người tách ra, nhưng nếu như là bởi vì nàng đối với hắn không tốt mà tách ra, điềm hạnh cảm thấy không thể tiếp nhận. Nàng cảm thấy, mình ước chừng là có thể làm chút những chuyện khác. Xe buýt vừa lúc đến thủ đô đại học cổng, điềm hạnh sau khi xuống xe chưa có trở về trường học ngạch, mà là ngồi xe đi hạ quy hồng công ty. Nàng biết hạ quy hồng công ty địa chỉ, nhưng là cho tới nay chưa từng đi. Hạ Quy Hồng cùng Thường Tư Minh mướn văn phòng tại trung tâm thành phố, Điềm Hạnh dọc theo địa chỉ tìm đi qua, cảm giác rất lạ lẫm, nàng là không thích tham dự hạ quy hồng công việc, sợ quấy rầy hắn, hiện tại bỗng nhiên tới, trong lòng là có chút thấp thỏm. Tiếp tân tiền hiểu lộ nhìn thấy điềm hạnh, cười nói sẽ đi nói cho hạ quy hồng có người tìm hắn, tiếp lấy tiền hiểu lộ liền bưng một chén nước nóng để điềm hạnh ngồi tại trên ghế salon bên cạnh chờ lấy. Điềm hạnh nói lời cảm tạ, nhận lấy nước trà ngồi xuống các loại, một bên lặng lẽ dò xét hạ quy hồng hiện tại làm việc địa điểm. Không tính lớn văn phòng, ước chừng cũng liền 20, 30 người, lui tới người bên trong, nam tính nhiều một ít, trải qua lúc đều sẽ như có như không hướng điềm hạnh nhìn một chút. Tiền hiểu lộ cùng một cái khác tiếp tân Trung Thanh Vân thấp giọng nói tới nói lui. Lão đại buổi sáng hôm nay không ăn điểm tâm, ta mua bánh mì cho hắn. Trung Thanh Vân dùng cùi chỏ đẩy đẩy nàng, lão đại thích nhất ngươi, ngươi cũng biết khẩu vị của hắn. Tiền hiểu lộ có chút xấu hổ, người ta có bạn gái, ngươi đừng suy đoán lung tung. Trung Thanh Vân biểu môi, thật sao? thế nhưng là chưa từng có thấy lão đại bạn gái tới qua a à, lão đại tăng ca như vậy tấp nập thường phó tổng lão bà đều tới qua nhiều lần đưa cơm đâu lão đại chỉ có thể ăn ngươi cho chuẩn bị cơm ai hiểu lộ ta cảm thấy ngươi so lão đại bạn gái thích hợp hắn hơn lời này để tiền hiểu lộ đỏ mặt lên ngươi chớ nói lung tung điềm hạnh ở bên cạnh đức quảng nghe các nàng nhịn không được hướng bên kia nhìn thoáng qua nàng đối hạ quy hồng công ty người đều rất lạ lẫm tự nhiên không biết cái này tiền hiểu lộ là ai nguyên lai like tư tư đều thường xuyên đến đưa cơm rồi. Trách không được trước mấy ngày có một lần từ tư tư hỏi mình có rảnh hay không, muốn hay không cùng với nàng cùng đi thường tư minh công ty nhìn xem, điềm hạnh lúc ấy tại viết báo cáo, thuận miệng liền cự tuyệt, bây giờ suy nghĩ một chút mình coi là thật không có từ tư tư làm tốt. Nàng có chút ấy nấy, nhưng cùng lúc đối cái này tiền hiểu lộ có chút hiếu kỳ. Điềm hạnh chờ một hồi lâu, tiền hiểu lộ cũng hướng bên này nhìn qua, cười cười nói ra, ngượng ngùng vị tiểu thư này, Lão đại của chúng ta bây giờ tại họp, người khả năng muốn chờ một hồi." Điềm Hạnh lễ phép gật đầu, "Tốt, không có việc gì." Tiền Hiểu Lộ nhìn xem nữ nhân trước mắt mắt ngọc mày ngài, dung mạo động lòng người, có chút cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Nàng tại cái này làm tiếp tân mặc dù mới mấy tháng, nhưng thường xuyên đến tìm Hạ Quy Hồng nhiều nữ nhân đi, trên cơ bản đều không có rất xấu, đáng tiếc Hạ Quy Hồng rất ít gặp, trừ phi là có công việc cần phần lớn thời gian nàng đều sẽ lấy lão đại của chúng ta đang học làm lý do để những nữ nhân này chờ ở bên ngoài rất nhiều nữ đều sẽ không chờ được cảm thấy thụ nhục nhã vẫn mà đứng dậy rời đi mỗi khi lúc kia tiền hiểu lộ đều cảm thấy sảng khoái cô gái kia dáng dấp đẹp mắt thì thế nào đâu còn không phải bị hạ quy hồng cự tuyệt a à. nơi nào giống nàng có thể quan minh chính đại quan tâm hạ quy hồng điềm hạnh đợi rất lâu thật lâu kỳ thật hạ quy hồng ngay từ đầu không có đang học mà là tại xử lý chút hợp đồng Xử lý xong về sau mới đi học, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không biết Điềm Hạnh đến tìm hắn. Tiền Hiểu Lộ nhìn xem trên tường chung, có chút kinh ngạc, hôm nay vị này ngược lại là đợi rất lâu. Bởi vì Điềm Hạnh gương mặt kia nhìn xem thật nhiều đơn thuần, một điểm không giống loại kia yêu diễm tiện hóa, Tiền Hiểu Lộ đều có chút ấy nấy. Chung Thanh Vân cũng có chút hoài nghi, đừng không phải có chính sự tìm lão đại a. Tiền Hiểu Lộ lắc đầu, sẽ không, nếu như là công sự khẳng định sẽ nói nàng không nói gì liền nói mình là chúng ta lão đại bằng hữu. Hai người do dự một chút, tiền hiểu lộ nói ra, dù sao lão đại nói qua, lại có loại này nữ không nói là vì sự tình gì đến, liền hết thảy không cần nói cho hắn. Đáng tiếc, điềm hạnh một mực chờ đợi, Trung Thanh Vân đều không đành lòng, tiến lên nói ra, ngài là có cái gì chuyện rất trọng yếu sao? Ta giúp ngươi đi truyền đạt một chút. Điềm hạnh nghĩ nghĩ, nhẹ nói, cũng không tính rất trọng yếu, chính là chút việc tư, không có việc gì ta, ta có thể chờ. Xem ra vị này là muốn dùng kiên trì để đã động lão đại, tiền hiểu lộ rất trung thanh vân dứt khoát mặt kệ. Điềm hạnh chờ gần 3 giờ, vẫn là thường tư minh nhìn thấy điềm hạnh, lập tức đi ngay nói cho hạ quy hồng. Trận tiếp theo hội nghị liền phải bắt đầu, tiền hiểu lộ đem bản bút ký đưa lên, lão đại, đây là chờ chút hội nghị muốn dùng. Hạ quy hồng con ngươi siết chặt, nàng đợi bao lâu? Tiền hiểu lộ lập tức không có kịp phản ứng, ngửa mặt lên có chút đờ đẫn, a à phía ngoài nữ hài, chờ ta bao lâu? Vẫn là Trung Thanh Vân đáp, chờ không sai biệt lắm 3 giờ, lão đại ngài nói qua, dạng này nữ nhân đều không cần thông báo ngươi, thế nhưng là nàng một mực chờ. Hạ Quy Hồng thân hình cao lớn hơi chậm lại, trong lúc biểu lộ đều là tức giận, đẩy ra tiền hiểu lộ đưa tới bản bút ký, thông tri một chút đi, hội nghị trì hoãn nửa giờ. Hắn chân dài mở ra, hướng niệm hạnh đi đến, bước chân quả thực mang gió. Tiền hiểu lộ cùng Trung Thanh Vân cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà Thường Tư Minh lại nhìn có chút hả hê nói ra, các ngươi chọc tới các lão đại của ngươi bảo bối nhất người, tranh thủ thời gian nghĩ đến nhận lầm đi. Bảo bối nhất người. Tiền Hiểu Lộ có chút ngốc, hắn bạn gái. Ở bên ngoài vẫn ngồi như vậy người là lão đại bạn gái. Lúc này Điềm Hạnh đang cúi đầu nhìn xem trong tay loại sách tay bản, tại sách bên trên tô tô vẽ vẽ, Hạ Quy Hồng đi đến trước gót chân nàng, trước mấy ngày phiền muộn khẽ quét mà qua, trong lòng đều là ngọt. Nàng vậy mà tới đây tìm mình còn nhất đẳng liền chờ 3 giờ. Đứng dậy, cùng ta tới phòng làm việc. Điềm hạnh nghe được thanh âm, lập tức ngẩng đầu, liền thấy hạ quy hồng tấm kia quen thuộc mặt. Hắn thật nhiều đẹp mắt, tuấn mắt dấu ánh sáng, môi mỏng như vẻ, làn da bóng loáng như ngọc, quả thực tựa như trong phim ảnh Nam Minh Tinh. Trách không được tiếp tân đều tại ngấp nghé hắn, chị dâu tiểu phượng nói rất đúng, hạ quy hồng nam nhân như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân đang có ý đồ xấu với hắn. Nàng đứng lên, bởi vì ngồi quá lâu, chân vậy mà hơi tê tê, tranh thủ thời gian đưa tay đi vò, Hạ Quy Hồng lại trực tiếp ngồi sổng xuống giúp nàng xoa chân. Thế là, gần như mọi người trong công ty đều tại triều bọn hắn nhìn lại, bình. Thường cẩn thận tỉ mỉ mạnh mẽ vang dội lúc mắng người không có bất kỳ cái gì quay lại Hạ Quy Hồng, vậy mà tại giúp một nữ nhân xoa chân, kia ngồi sổng xuống tư thế, cũng quá hèn mọn đi. Điềm hạnh mau nhường hắn lên, Quy Hồng ca ca, nơi này là công ty của ngươi. Cái này có cái gì? còn tê dại sao? Điềm hạnh nơi nào còn dám nói chân nha, vội vàng nói, không tê dại, ta có thể lên. Hạ Quy Hồng viện nàng đi về phòng làm việc, tiền hiểu lộ trong mắt đều muốn trừng thẳng, nàng vốn cho là Hạ Quy Hồng bạn gái khẳng định là khó coi, không lấy ra được, cho nên Hạ Quy Hồng không muốn mang ra tới, nhưng là bây giờ xem xét, vậy mà là loại này nhu viễn lại nữ nhân xinh đẹp, trách không được Hạ Quy Hồng đều chướng mắt những người khác. Mà Điềm Hạnh nhìn thấy tiền hiểu lộ thời điểm cũng có chút không thoải mái, Nguyên Lai Hạ Quy Hồng nữ nhân bên cạnh đều đối với hắn nhiều như vậy ý nghĩ, công ty nữ nhân viên còn muốn pháp nghĩ cách cho hắn đưa ăn. Hạ Quy Hồng đem Điềm Hạnh đưa đến phòng làm việc của mình, trực tiếp liền đóng cửa lại. Lần sau lại đến, trực tiếp liền nói ngươi là ta lão bà, không cần tại bên ngoài các loại, trực tiếp tiến đến. Điềm Hạnh cười rất ngượng ngùng, ai là lão bà của ngươi? Hắn ngẩng đầu nhìn tới, trong tay là một chút bánh gato cùng trà, ta nói ngươi là, ngươi chính là, ngươi không phải sao? Điềm Hạnh nhận lấy một khối bánh gato, tại bên ngoài chờ lâu như vậy, nàng thật đúng là có chút đói. Nghĩ đến mình trước đó ý nghĩ, Điềm Hạnh có chút nói không nên lời. Hạ Quy Hồng sờ mặt nàng, cúi đầu tại môi nàng hôn một cái, "Ngươi nghĩ như thế nào đến đến chỗ của ta rồi?" "Chính là muốn tới thì tới." "Tới nhìn ngươi một chút." Nàng từ đầu đến cuối không cách nào đem mình ý nghĩ nói ra, luôn cảm thấy những lời kia nói ra quá cần dũng khí. Hạ Quy Hồng rất ưa thích cùng với nàng chung đụng thời gian chờ ba giờ, ngươi không tẻ nhạt sao? Tính tình tốt như vậy, quay đầu ta muốn giáo huấn bọn họ một trận, như thế không có ánh mắt. Điềm hạnh tranh thủ thời gian giữ chặt hắn tay, không phải, ta sợ quấy rầy ngươi công việc cho nên liền chờ ở bên ngoài, kỳ thật, ta chưa có tới, bọn hắn cũng không biết là ta. Hạ Quy Hồng xoa xoa đầu của nàng, tốt, ta biết, sẽ không phạt bọn hắn. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười nói, ta muốn đi triển khai cuộc họp, ngươi đợi thêm ta một hồi, đợi lát nữa nghỉ kết thúc ta liền tan tầm, dẫn ngươi đi ăn cơm. Điềm hạnh trong lòng phanh phanh, nàng không nguyện ý quấy rầy hạ quy hồng công việc, thế nhưng là mình thật vất vả mới tụ tập lại dũng khí, nếu là chờ một chút, khả năng liền không có. Hạ quy hồng đi ra ngoài, nàng bỗng nhiên liền nắm chặt ống tay áo của hắn. Quy hồng ca ca. Điềm hạnh thanh âm rất nhỏ, ánh mắt có chút bối rối. Hạ quy hồng cảm thấy kỳ quái, lại trở lại tại nàng trên trán hôn một cái, làm sao rồi? Ta, ngươi. Trên mặt nàng càng ngày càng quýnh, dần dần giống một con chín mùi cà chua. Hạ Quy Hồng cho là nàng là nói đi Tây giao chuyện đại sự, trấn an nàng, ngươi đi Tây giao chuyện đại sự không cần lại nói với ta, trong lòng ta cũng có dự định, xe lửa đi qua cũng liền bảy, tám tiếng, kỳ thật ngẫm lại cũng không tính là gì, nếu là ta muốn gặp ngươi, một tuần lễ cũng có thể gặp một lần. Hắn không sợ vất vả, chỉ cần có thể đi cùng với nàng, những cực khổ này đều không tính là gì điềm hạnh trong đầu nóng lên, nàng cảm thấy cả người đều hơi không khống chế được. Quy hồng ca ca, chúng ta kết hôn đi. Chúng ta trước lĩnh chứng. Cốt nghiệp lại kết hôn. Rõ ràng trước khi nói cảm thấy vô cùng vô cùng khổ sở, nói sau khi đi ra nhưng thật giống như là triệt để buông lỏng. Điềm hạnh thở ra một hơi, mong đợi nhìn xem hạ quy hồng, chỉ gặp hắn trong mắt tia sáng sáng lên, nhưng rất nhanh liền thành cái khác nhan sắc. Hạ Quy Hồng đang cố gắng nhịn chính mình chấn động, hồi lâu, xoa bóp nàng tay, chờ ta ở đây ta đi trước học. Điềm hạnh sau khi nói xong ngược lại là không có áp lực, nàng đàng hoàng ngồi trên ghế ăn bánh gato cùng trà, một hồi hướng phía cửa nhìn một chút. Mà Hạ Quy Hồng mặc dù là đang học kỳ thật suy nghĩ toàn bộ chạy rất xa. Hắn cảm thấy hoàn toàn không thể tin được, điềm hạnh vậy mà đề cập với mình ra kết hôn. Cái này không giống nàng, nhưng nghĩ thật lâu, hắn cuối cùng minh bạch, nàng đây là ấy nấy, cho nên mới nghĩ đến cùng mình kết hôn. Nếu là điềm hạnh không có muốn đi Tây Giao lớn, hoặc hứa điềm hạnh căn bản sẽ không kết hôn chuyện này. Nghĩ tới đây, Hạ Quy Hồng mới tính tỉnh táo, thường tư minh gọi hắn, chúc tổng, chúc tổng. Hạ Quy Hồng đem văn kiện trong tay vừa thu lại, chuyện này trước thảo luận đến nơi đây, cụ thể chi tiết để sau hãy nói vậy. Hắn cầm văn kiện rất nhanh liền trở lại văn phòng, điềm hạnh lập tức đứng lên, Quy Hồng ca ca. Hạ Quy Hồng ấn hạ bả vai nàng, đem văn kiện buông xuống, lúc này mới đứng đắn mà nhìn xem nàng vừa mới ngươi nói sự tình ta sau khi suy tính ta biết ngươi là tại trấn an ta nhưng là điềm hạnh không chờ hắn nói xong liền lấy hết dũng khí hôn lên quy hồng ca ca ta muốn cùng ngươi kết hôn hạ quy hồng cố gắng chịu đựng trong lòng liệt hỏa bắt lấy nàng tay ngươi biết mình đang làm cái gì sao biết nàng nhẹ giọng đáp hạ quy hồng nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống đi hắn cúi người hôn nàng hai người ở văn phòng thân rất lâu Hạ Quy Hồng phản phất là vĩnh viễn sẽ không chán ngấy, cuối cùng vẫn là sợ điềm hạnh chán ghét điên cuồng như vậy hắn, mới buông ra. Ngươi không tiếp tục đổi ý cơ hội. Điềm hạnh gương mặt ửng đỏ, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ đổi ý. Điềm hạnh đề nghị chính là trước lĩnh giấy hôn thú, hôn lễ chờ nghiên cứu sinh tốt nghiệp lại lo liệu. Kỳ thật đối với hứa chấn hoa đến nói không phải rất đồng ý, hắn cảm thấy nếu như lĩnh chứng hôn lễ tốt nhất là mau chóng làm, đáng tiếc điềm hạnh kiên trì như vậy, hắn cũng không tiện nói gì hạ quy hồng cho nhà gọi điện thoại cha mẹ hắn tự nhiên là duy trì hứa gia hộ khẩu di chuyển đến thủ đô hạ quy hồng hộ khẩu cũng bởi vì công việc thuận tiện sớm đã dời đến thủ đô hai người lĩnh chứng liền phi thường thuận tiện điềm hạnh vô cùng gấp gáp nàng sớm mua một đôi áo sơ mi trắng ngày đó còn hóa đạm trang biên hai đầu bím hai người đi đập chụp ảnh chung rất nhanh giấy hôn thú chứng thành cầm tới tay nhìn xem trong tay màu đỏ chót giấy hôn thú hạ quy hồng lần thứ nhất cảm thấy trời như thế lam mặt trời đẹp mắt như vậy liền không khí tựa hồ cũng mang theo vị ngọt mặc dù nói còn không có lo liệu hôn lễ nhưng hai người lĩnh chứng cũng là kết hôn nguyên bản điềm hạnh cảm thấy lĩnh chứng nhưng vẫn là lấy tình lữ phương thức ở chung nhưng hạ quy hồng lại đem nàng lĩnh được một chỗ chung cư không lớn chung cư bên trong đồ vật chuẩn bị cũng không ít nhìn xem rất ấm áp ta lâm thời tìm người góp tiền trước mấy ngày mới mua bởi vì thời gian gấp thật nhiều đồ vật đều không có chuẩn bị nhưng kết hôn liền nên có kết hôn dáng vẻ, mặc dù còn không có lo liệu hôn lễ, nhưng tân phòng là phải có. Điềm hạnh sờ sờ trên tivi dựng khăn mặt, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù. Nàng liền biết Hạ Quy Hồng đối nàng cho tới bây giờ liền chưa từng thiếu bất luận cái gì một đạo nên có chương trình. Quy Hồng ca ca. Hạ Quy Hồng mỉm cười nhìn xem nàng, ngươi gọi sai. Điềm hạnh trên mặt lập tức đỏ lên, nàng biết, hiện tại hai người mặc dù không có lo liệu hôn lễ, nhưng kỳ thật đã là vợ chồng hợp pháp. Nhưng là, nàng thật kêu không được. Hạ Quy Hồng cũng không miễn cưỡng, tìm cái ngăn tủ đem giấy hôn thú cho khóa, chìa khóa thì là chính hắn cầm. Điềm Hạnh cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ hắn coi là còn sẽ có người trộn giấy hôn thú a. Cái này tân phòng Điềm Hạnh cũng không có ở bao lâu, một cái chớp mắt liền qua xong nghỉ hè, Điềm Hạnh muốn đi Tây giao lớn. Hạ Quy Hồng đem nàng đưa đến nhà ga, Điềm Hạnh cầm một con trương hành lý, trong lòng vẫn là thật không bỏ được. Nàng yên lặng nói với mình cũng liền tại Tây Giao lớn đợi thời gian một năm, kỳ thật hoàn toàn không có gì. Tùy lão sư nhìn xem gần cửa sổ ngẩn người điềm hạnh, cười nói, bạn trai ngươi còn là rất không tệ, sớm tại Tây Giao lớn bên kia đều an bài tốt, chỗ ta ở đều là hắn giúp đỡ cho tìm phòng ở, ngươi chỗ ở cũng thế. Nguyên bản điềm hạnh coi là đến Tây Giao cực kỳ ở trường học hiện tại ngược lại là thật bất ngờ. Tùy lão sư giải thích, Tây Giao lớn cho chúng ta cung cấp chỗ ở quá đơn sơ, Hạ Quy Hồng sớm đi một chuyến, hiểu rõ đến những cái này ngay tại trường học lân cận tìm phòng ở ta thuê một chỗ chung cư ngươi cùng một cái khác nữ sinh ở cùng nhau nguyên lai hạ quy hồng còn đeo mình đi một chuyến tây giao lớn tùy lão sư cảm thán hiện tại có dạng này phụ trách bạn trai cũng không dễ dàng tiểu hứa a à, ngươi nhưng phải nắm chặt điềm hạnh hé miệng cười một tiếng tùy lão sư ta cùng hắn đã lĩnh chứng hiện tại xem như vợ chồng tùy lão sư có chút ngoài ý muốn a à. Khi rất tốt bảo hiểm Tây giao đại địa chỗ tây bắc ẩm thực bên trên dầu mỡ chút dân bản xứ thích ăn cây điềm hạnh mới đi thời điểm cảm thấy khẩu vị bên trên ngược lại là rất mới lạ không có mấy ngày liền cảm thấy không thích hợp nàng ăn một lần cơm liền tiêu chảy ngắn ngủi một tuần lễ gầy ba bốn cân nguyên bản điềm hạnh liền không mập thoáng một cái quả thực liền hạ ba cầm đều đi ra cùng ở chính là tùy lão sư một người học sinh khác giả thắng nam giả thắng nam ăn ngược lại là rất vui sướng qua vài ngày điềm hạnh cuối cùng đã rõ nàng đây là không quen khí hậu cho nên mới sẽ thượng thổ hạ tả ở trong căn hộ có điện thoại cố định hạ quy hồng gần như mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại tới điềm hạnh mỗi lần đều cố gắng biểu hiện ra mình rất tốt bộ dáng chỉ là một ngày này tiếp lấy điện thoại nhìn không được để điện thoại xuống liền phóng đi nhà vệ sinh nhã lên bên kia hạ quy hồng trong lòng lo lắng điềm hạnh điềm hạnh hắn cầm điện thoại microphone đứng lên sắc mặt đều biến điềm hạnh tại nhà vệ sinh nhã hơn nửa ngày Giả Thắng Nam vừa lúc đi tới nhìn thấy. Chương 157, 2 Điện thoại đặt ở chỗ đó đang chuẩn bị cầm lên thất kỹ, nghe được bên kia có người nói chuyện, tranh thủ thời gian nghe lên. Đối diện là cái nam, một tràng tiếng đang gọi Điềm Hạnh, nàng tranh thủ thời gian về, Điềm Hạnh không quen khí hậu, lúc này tại nhà vệ sinh nhã. Hạ Quy Hồng hít sâu một hơi, trong điện thoại Điềm Hạnh khắc chưa từng có đề cập qua không quen khí hậu chuyện này. Bao lâu rồi? Giả thắng nam không có minh bạch, a à nàng khó chịu bao lâu rồi giả thắng nam nghe trong nhà vệ sinh truyền đến nôn mửa âm thanh vừa đến đã dạng này thượng thổ hạ tả đều gầy mấy cân hạ quy hồng trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo hắn nắm chặt điện thoại tốt ta biết còn làm phiền ngươi chiếu cố tốt nàng điềm hạnh nhã hơn nửa ngày rốt cục dễ chịu chút mới trở lại phòng khách nhìn thấy điện thoại đã treo liền chống đỡ đi đánh đánh tới lại chậm chạp không có người tiếp giả thắng nam cho nàng đổ nước nóng Điềm hạnh đành phải tháng thở dài dự định uống chút nước nóng nghỉ ngơi một chút. Đêm nay điềm hạnh ngủ cũng không phải rất dễ chịu, phản phản phục phục rời giường đi nhà vệ sinh, giả thắng nam mặc dù tính tính tốt, nhưng bởi vì nhà vệ sinh không cách âm, cũng bị đánh thức nhiều lần, nàng cũng lo lắng điềm hạnh thân thể, thỉnh thoảng lên nhìn một chút. Điềm hạnh không có chịu đựng, rạng sáng 4 giờ nhiều, nhã thực sự là quá mức lợi hại, màu vàng mật đều phun ra, cả người mềm nhũng, một hơi kém chút vận lên không được. Giả thắng nam dọa sợ, vậy ta ai làm sao xử lý ta dẫn ngươi đi bệnh viện tùy lão sư ở cách bọn họ có chút xa hai cô nương đều là từ thủ đô đến hơn nửa đêm cũng chưa quen thuộc dự định đi ra cửa nhìn xem có hay không xe taxi có thể gọi được giả dạ thắng nam cũng tê cả da đầu cho điềm hạnh xuyên quần áo điềm hạnh ánh mắt đều có chút tan rã nàng miễn cưỡng viện điềm hạnh mới mở cửa liền nhìn thấy đứng ở cửa cái nam nhân nam nhân này cao lớn tuấn lãng mặc dù là hơn nửa đêm xuất hiện tại cửa ra vào giả thắng nam vậy mà đều không có cảm thấy sợ hãi mà hạ quy hồng trong đêm ngồi xe lửa chạy đến vốn cho là lúc này điềm hạnh khẳng định đang ngủ hắn tại cửa ra vào chờ một chút chính là nhưng ai có thể tưởng đến vậy mà đụng vào nàng bạn cùng phòng tại đưa nàng đi bệnh viện đem nàng cho ta nàng là thê tử của ta hạ quy hồng nói một cách đơn giản nói liền đem điềm hạnh ôm đến trong lồng ngực của mình giả thắng nam tranh thủ thời gian cũng đuổi theo Hai người một đạo đưa Điềm Hạnh đi bệnh viện, rất nhanh bác sĩ liền đến cho Điềm Hạnh chẩn bệnh. Nhìn thấy Hạ Quy Hồng bận biểu đến bận biểu đi, Giả Thắng Nam ở bên cạnh âm thầm kinh ngạc, nguyên lai hứa Điềm Hạnh đối tượng đẹp trai như vậy. Nếu là nàng, tuyệt đối bỏ không được trời đi đẹp trai như vậy lão công đi vào cái địa phương quỷ quái này. Trước khi đến tất cả mọi người nói tây giao lớn vị trí địa lý mặc dù vắng vẻ, nhưng một ít thiết bị không thuộc về thủ đô đại học, nhưng sau khi đến Giả Thắng Nam mới biết được, thủ đô chính là thủ đô có chút phương diện xác thực không thể so sánh hạ quy hồng đem hết thảy đều làm xong mới lo lắng giả thắng nam mua cho nàng một phần điểm tâm cũng nói lời cảm tạ mấy ngày nay làm phiền ngươi ngươi đi về nghỉ trước chỗ này có ta giả thắng nam cũng biết hiện tại nơi này không cần mình liền đứng dậy đi hạ quy hồng một đêm không ngủ đáy mắt là nhàn nhạt màu xanh ngay tại bên cạnh trông coi điềm hạnh điềm hạnh lúc này nằm tại trên giường bệnh cánh tay xác thực mảnh không ít hạ quy hồng trong lòng thấy đau lại cái gì đều nói không ra miệng. Hơn nửa ngày, đều 10 giờ sáng nhiều, điềm hạnh rất cục tỉnh, bởi vì dụng nguyên nhân, trên người nàng không có khó chịu như vậy, nhưng tóm lại vẫn là suy yếu. Liếc nhìn hạ quy hồng, điềm hạnh cảm thấy trong lòng ê ẩm, con mắt nhịn không được đỏ. Hắn tranh thủ thời gian nắm chặt nàng tay, còn khó chịu hơn sao? Điềm hạnh thật không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Bổ nhào vào trong ngực hắn, khó chịu. Là thật khó chịu nhìn thấy hắn cũng thật an tâm muốn nói không hối hận tới đây cái kia cũng không có khả năng điềm hạnh không nghĩ tới thân thể của mình sẽ như vậy suy yếu vậy mà lại không quen khí hậu đến trình độ này bác sĩ nói nàng cần nằm viện một tuần lễ cái này khiến điềm hạnh rất là đau đầu nàng biết hạ quy hồng công việc là rất bận rộn hắn đi suốt đêm nhiều như vậy đường lại tới đây hoàn toàn liền là bởi vì chính mình nghĩ tới những thứ này điềm hạnh vô hạn hối hận quy hồng ca ca ta có phải là cho ngươi thêm phiền phức? Hạ Quy Hồng ở bên cạnh quấy cháo hoa, không có, ngươi nghĩ gì thế? Đem cháo này ăn. Điềm hạnh cũng không tiện lại nói cái khác, ngoan ngoãn đem cháo hoa cho ăn. Kỳ thật nàng cảm thấy mình cũng không có suy yếu đến nước này, ăn cơm vẫn là không có vấn đề, nhưng Hạ Quy Hồng kiên trì muốn đút nàng ăn, điềm hạnh cũng kháng cự không được, đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một hồi lâu, rốt cục ăn xong cháo hoa, điềm hạnh cẩn thận nhìn chầm chầm hắn, Quy hồng ca ca, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ngươi không cần nhìn lấy ta, ngươi cũng ăn chút cơm. Không quen khí hậu chuyện này, kỳ thật không tốt lắm nói, có người đợi một hồi liền thích ứng, nhưng có lẽ có người vẫn luôn thích ứng không được, điềm hạnh loại này là thuộc về vô cùng nghiêm trọng. Nàng ở trong lòng nắm lấy, bằng không liền trở về thủ đô đi. Dạng này mình nhẹ nhõm chút, Quy hồng ca ca cũng có thế càng nhẹ nhõm. Nhưng dựa theo điềm hạnh tính tình, nàng là không nguyện ý dễ dàng buông tha. Cái này một tuần lễ tiếp xúc xuống tới, nàng phát hiện Tây Giao lớn hệ vật lý xác thực phi thường ngưu bức, nếu có thể tại cái này nghỉ ngơi một năm, thu hoạch sẽ phi thường lớn. Hạ Quy Hồng căn bản không có tâm tư ăn cơm, đem bác sĩ gọi tới hỏi tình huống. Bác sĩ thái độ cũng tương đối bảo thủ, loại tình huống này kỳ thật cũng là thân thể nội tình hư, bình thường ẩm thực nhiều chú ý, thân thể này tương đối dễ dàng dị ứng, ẩm thực hơn ngàn vạn muốn ăn kiêng. Điềm hạnh gật đầu, ta sẽ ghi nhớ, đa tạ ngài nàng quay đầu nhìn hạ quy hồng quy hồng ca ca thực sự không được ta liền cùng tùy lão sư nói ta vẫn là trở về thủ đô nếu là tùy lão sư không đồng ý ta thẳng thắn không học nghiêng cũng không phải nhất định phải dạng này nói xong những cái này điềm hạnh dừng một chút ta hiện tại có nhà có miệng cũng không thể luôn luôn nghĩ đến những chuyện này kết hôn cũng không chính là có nhà có miệng rồi hạ quy hồng cúi đầu điềm hạnh thấy không rõ lắm ánh mắt của hắn coi là hạ quy hồng là không vui vẻ thăm dò tính hỏi, Quy Hồng ca ca ngươi cảm thấy thế nào? Một hồi lâu, Hạ Quy Hồng mới thả tay xuống bên trong chén cháo. Thân thể tốt lại nói, nếu như thân thể ngươi tốt, muốn ở chỗ này tiếp tục làm nhưng không có vấn đề. Nhưng là nếu như thân thể ngươi một mực cái dạng này, liền vẫn là trở về đi. Cũng may điềm hạnh thân thể cũng coi như không chịu thua kém, tại bệnh viện ở 7 ngày, sau khi đi ra ăn cơm cái gì cũng không có gì quá lớn phản ứng, nhưng nàng chính là cảm thấy kỳ quái, Hạ Quy Hồng làm sao ở chỗ này đợi chậm chạp không đi? Chẳng lẽ thủ đô bên kia không có sự tình cần hắn làm sao? Điềm Hạnh do dự một chút, vẫn là hỏi ra lời, "Quy Hồng ca ca ngươi làm sao vẫn luôn không có trở về?" Hạ Quy Hồng thanh âm bình tĩnh, "Ta quyết định về sau ngươi ở đâu, ta ngay tại nơi nào." Như vậy, vô luận nàng chuyện gì phát sinh, hắn đều có thể ngay lập tức đuổi tới bên cạnh nàng. Chương 158. Mặc dù nói vọng động Hạ Quy Hồng là phi thường muốn lưu ở Điềm Hạnh bên người, nhưng bọn hắn đều là người trưởng thành, cuối cùng đều sẽ có chính mình sự tình. Quy Hồng ca ca, ngươi trở về đi, ta ở đây khẳng định sẽ không có chuyện gì. Điềm Hạnh làm cam đoan, Hạ Quy Hồng cũng không có cách nào lại nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể về thủ đô. Gần 10 ngày không có nhìn thấy Hạ Quy Hồng, Thường Tư Minh cũng nhịn không được cảm thán, đều nói quan hệ nam nữ bên trong nữ nhân càng thích kề cận nam nhân, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi càng quan tâm hứa Điềm Hạnh? hạ quy hồng liếc nhìn hắn một cái chẳng lẽ ngươi không quan tâm từ tư tư quan tâm đương nhiên quan tâm thường tư minh sờ mũi một cái nhưng ta luôn cảm thấy không giống nhau lắm hắn cùng từ tư tư đã coi như là tình cảm phi thường tốt nhưng cũng không có giống hạ quy hồng dạng này một ngày không gặp như là ba năm chẳng qua người bên ngoài tình cảm mình cũng không tiện nói gì thường tư minh nhìn một chút hạ quy hồng không có nói tới những ngày này tiếp tân tiền hiểu lộ thỉnh thoảng liền đến hỏi một chút lão đại trở về không có Hứa điểm hạnh thế nào a?" À? Thường Tư Minh lại hỏi. Hạ Quy Hồng đưa tay muốn một điếu thuốc, hắn rất ít hút khói, lúc này lại nghĩ hút một điếu thuốc tưới giải sầu. Sinh bệnh vừa vặn, nàng thân thể yếu đuối, cũng không biết thế nào. Hạ Quy Hồng nói xong, hoàn toàn không có phát giác mình trong giọng nói phiền muộn, hắn thực sự là quá lo lắng. Bên cạnh Thường Tư Minh nhìn xem Hạ Quy Hồng tại kia như lọt vào trong sương mù, hồi lâu vẫn là nhịn không được đụng lên đi, nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ta, có thể muốn làm ba ba. Hạ Quy Hồng lập tức bị sặc ở như vậy, khục mấy âm thanh, ngươi làm ba ba. Các ngươi không phải mới kết hôn không bao lâu. Đúng a, à, các nàng hiện tại đại tứ không có lớp, ta dự định để tư tư ở nhà làm toàn chức bà chủ, ta bên ngoài kiếm tiền. Nàng có thế nguyện ý. Hạ Quy Hồng trong ấn tượng hứa điềm hạnh bạn cùng phòng đều giống như nàng đặc biệt yêu quý học tập, làm sao lại nguyện ý làm gia đình bà chủ đâu. Nàng là không nguyện ý, nhưng vì ta Nàng nguyện ý. Thường Tư Minh trong thanh âm hoặc nhiều hoặc ít mang chút kiêu ngạo. Hạ Quy Hồng chỉ ta một tiếng, liền không có đoạn sau. Hắn bộ dáng này Thường Tư Minh quá quen thuộc, mỗi khi hứa Điềm Hạnh đáp lại để Hạ Quy Hồng không hài lòng lúc Hạ Quy Hồng đều là bộ dáng này. Thường Tư Minh ở bên cạnh lắc đầu, hồi lâu tiến tới, ta đây cũng không phải là khoe khoang, ta là cho ngươi cung cấp cái mới mạch suy nghĩ, ngươi cùng hứa Điềm Hạnh cũng lãnh giấy hôn thú, muốn đứa bé cũng là bình thường đợi nàng có con của ngươi khẳng định đối ngươi khăng khăng một mực, cũng không cần ngươi lo lắng. Hạ Quy Hồng không nói chuyện, hắn là không thể nào tại điềm hạnh không cho phép tình huống dưới, để nàng mang thai. Thường tư minh chờ nửa ngày, Hạ Quy Hồng vậy mà không có trả lời, hắn nhịn không được gấp, ai, ta nói cho ngươi nghiêm chỉnh. Hạ Quy Hồng thuốc lá đầu ấn diệt, được rồi, về sau không muốn sách cái này. Thuận tiện chúc mừng ngươi A, à, muốn làm ba ba. Bên kia điềm hạnh thân thể tốt, học tập liền công việc lưu bù lên, nàng biết từ tư tư mang thai vẫn là sau một tháng, Hạ Quy Hồng ngược lại là không có đề cập qua, mà là từ tư tư đang cùng hứa điềm hạnh thông điện thoại thời điểm nói đến qua. Điềm hạnh kỳ thật không quá đồng ý từ tư tư hiện tại muốn hài tử, nàng vừa mới đại tứ, chính là hiện ra tài hoa của mình tìm việc làm thời điểm, lúc này mang thai, trước đó đọc sách chẳng phải là lãng phí rồi. Chờ thêm mấy năm về sau từ tư tư không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm làm việc, tìm việc làm thời điểm khẳng định không tiện. Nhưng cái này dù sao cũng là từ tư tư lựa chọn, điềm hạnh cũng không tốt đọc lướt qua quá nhiều, cuối cùng không nói gì thêm. Hài tử mang đều mang, còn có thế thế nào? Từ tư tư tại điện thoại bên kia có chút ưu thương, ta chính là thật muốn các ngươi. Ta cũng nhớ ngươi nhóm, một bừng tỉnh chúng ta đều tách ra. Từ tư tư nói liên miên lại nhảy nói đến, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, điềm hạnh, ngươi chừng nào thì trở về nha. Trở về. Ta bên này vẫn là rất bận, tạm thời khả năng không thể quay về. Từ tư tư ồ một tiếng, do dự một chút, cũng không nói quá nhiều, nàng mới để điện thoại xuống, thường tư minh ngay tại bên cạnh hừ một tiếng. Ngươi hừ cái gì a? À? Thường tư minh đem cho nàng làm tốt hầm trứng gà nhỏ lên dầu vừng, nói ra, ta liền nói, cái này hứa điềm hạnh đối hạ quy hồng không có tốt như vậy, hiện tại hạ quy hồng ngã thương chân, tiền hiểu lộ đều so hứa điềm hạnh quan tâm. Từ tư tư có chút tức giận, đem thì vừa để xuống, cái kia tiền hiểu lộ chính là rắp tâm không tốt. Nàng chính là cái tiếp tân thôi, làm sao luôn hướng bệnh viện chạy A. À? Thường tư minh không nghĩ gây từ tư tư sinh khí, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra, ngươi biết, Hạ Quy Hồng phụ mẫu hiện tại cũng không tại thủ đô, ta muốn chiếu cố ngươi, một mình hắn tại bệnh viện làm sao bây giờ đâu. Tiền hiểu lộ cho hắn đưa cơm người ta kia là hảo tâm, chẳng lẽ ngươi để Hạ Quy Hồng đói bụng A. À? Từ tư tư càng tức giận, Hạ Quy Hồng cũng là thật là... Vì cái gì không chịu để ta đem chuyện này nói cho Điềm Hạnh. Điềm Hạnh nhất định sẽ trở về. Mặc dù Từ Tư Tư nói như vậy, sau khi nói xong nhưng cũng có chút không tự tin. Nàng không xác định Điềm Hạnh sẽ trở về. Kỳ thật Từ Tư Tư phi thường muốn đem chuyện này nói cho hứa Điềm Hạnh, làm sao hạ Quy Hồng tính tình của người này Từ Tư Tư cũng biết, Điềm Hạnh cùng Hạ Quy Hồng đều là nàng không thể trêu vào người. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Tư Tư đem nồi ném cho Thường Tư Minh. Ngày đó cùng Điềm Hạnh gọi điện thoại Vừa lúc là hai bọn hắn phải đi bệnh viện thăm hỏi Hạ Quy Hồng thời gian, Thường Tư Minh thúc giục nàng, với ai gọi điện thoại đâu? Quy Hồng còn tại trong bệnh viện chờ lấy. Điềm Hạnh ở bên kia lập tức liền nghe được, nàng bén nhảy bắt được Thường Tư Minh trong lời nói tin tức, truy vấn, "Tư Tư, ai tại bệnh viện?" Từ Tư Tư có chút xấu hổ, ngược lại là Thường Tư Minh là một nam nhân, cũng không xấu hổ, nhận lấy điện thoại liền nói, "Là Hạ Quy Hồng, hắn té gãy chân, bây giờ tại bệnh viện." Điềm Hạnh sững sờ Hạ Quy Hồng tiếp cận nửa tháng không đến, nói là bận rộn công việc, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Quy Hồng là bởi vì té gãy chân. Hắn làm sao lại té gãy chân? Chuyện gì xảy ra? Tại bệnh viện nào? Hiện tại làm sao rồi? Thường Tư Minh đối Điềm Hạnh ý kiến phi thường lớn, thanh âm cũng không được tốt lắm, ngươi nếu là lo lắng, tự mình trở lại thăm một chút liền biết. Điềm Hạnh không nói chuyện, không nhiều lắm sẽ liền cúp điện thoại. Thường Tư Minh đối điện thoại hừ một tiếng, từ tư tư có chút tức giận hắn thái độ không tốt trên đường đi không lớn cùng thường tư minh nói chuyện vẫn là thường tư minh dùng lực hống tốt hai người đến bệnh viện vừa lúc tiền hiểu lộ cũng tại nàng mang đến tự mình làm canh gà cùng một chút đồ ăn hạ quy hồng lại không phải rất tiếp nhận ta chỗ này mời hộ công mỗi ngày sẽ giúp ta đi mua đồ ăn không cần ngươi đến đưa tiền hiểu lộ cười thản nhiên lão đại phía ngoài đồ ăn không tốt hay là mình làm sạch sẽ vệ sinh ngài thân thể phải tranh thủ thời gian tốt nha không phải trong công ty sự tình nhiều lắm chúng ta đều xử lý không hết ta đây là vì công ty suy nghĩ hạ quy hồng cũng không nguyện ý khó xử một cái nữ hài nhưng hắn rất rõ ràng tiền hiểu lộ làm một nữ tính mình phải giữ một khoảng cách không cần ngươi về sau đừng tới tiền hiểu lộ coi như tính tình cho dù tốt cũng có chút không vui chỉ có thể chịu đựng cảm xúc rời đi thường tư minh đều có chút nhìn không được quy hồng a cái này chính là của ngươi không đúng người ta đưa thức ăn kia là tấm lòng thành ngươi sao có thể không muốn? Ngươi muốn ăn cơm đồ ăn, vẫn chưa có người nào đưa đâu. Hắn rất rõ ràng đang chỉ trích điềm hạnh, từ tư tư bóp hắn một cái, ngươi mấy cái ý tứ. Thường tư minh nhìn xem hạ quy hồng chân, còn đau không? Hạ quy hồng lắc đầu, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng biểu hiện ra đến hắn kỳ thật rất khó chịu. Hắn lúc này, bỗng nhiên rất muốn niệm điềm hạnh, thật hy vọng nàng tại bên cạnh mình. Chương 159 Điềm hạnh lâm thời thả tay xuống bên trong sự tình, cùng tùy lão sư nói một tiếng liền tranh thủ thời gian trở về thủ đô trên đường đi tinh thần hoảng hốt nàng không rõ ràng hạ quy hồng hiện tại là tình huống như thế nào chỉ có thể khẩn cầu tranh thủ thời gian đến thủ đô từ tư tư cũng không xác định mình làm như vậy đúng hay không chẳng qua liền chính nàng đến nói vẫn cảm thấy điềm hạnh lúc này tốt nhất vẫn là trở về một chuyến tương đối tốt một đêm xe lửa vẫn là để người rất mệt mỏi điềm hạnh xuống xe lửa lại phát hiện ví tiền của mình cũng không biết ném đi đâu nhưng bây giờ vội vã đi xem Hạ Quy Hồng cũng không đoái hoài tới những cái này. Buổi sáng bệnh viện trong không khí thuốc mùi vị của nước rất nặng, Hạ Quy Hồng ngủ không ngon, bệnh viện giường thực sự là không thoải mái. Hắn khó khăn duỗi hạ cánh tay, không khỏi trông oan lão thiên làm sao để hắn quẳng chân. Điềm hạnh đuổi tới cửa phòng bệnh thời điểm chính nghe được Hạ Quy Hồng đang thấp giọng chửi mắng, mẹ nó rất khó chịu. Trong nội tâm nàng đau xót đi nhanh lên đi qua, Quy Hồng ca ca ngươi còn tốt chứ. Hạ Quy Hồng phi thường ngoài ý muốn, nhìn lại lúc ấy liền ngây người ngươi tại sao lại ở đây điềm hạnh ngươi trở về rồi hắn quả thực chính là cuồng hỉ lập tức liền phải chạy gấp tới nhất thời vong hình hoàn toàn không nhớ rõ chân của mình còn làm bị thương đâu nháy mắt lôi kéo đến trên đùi đột nhiên tê rần nhịn không được tê một tiếng điềm hạnh lập tức ấn xuống hắn kiểm tra hạ thương thế của hắn quy hồng ca ca ngươi không thể loạn động hạ quy hồng si mê nhìn xem nàng đường xa như vậy ngươi trở về làm gì Ai nói cho người ta tại cái này? Thường tư minh. Từ tư tư. Quay đầu ta khẳng định phải nói hai người bọn họ. Trong miệng hắn đều là chôn oan, nhưng trên mặt kinh hỉ lại bán hắn, điềm hạnh rất ấy nấy, nắm chặt hắn tay, quy hồng ca ca thật xin lỗi, ta không ở bên cạnh ngươi, không có chiếu cố đến ngươi. Hạ quy hồng nơi nào sẽ trách nàng, tranh thủ thời gian an ủi một phen. Ta cái này không có việc gì chính là vết thương nhỏ thật ngươi đừng không yên lòng, chính là vết thương nhỏ nhỏ đau nhất không có chút nào đau làm sao có thể không thương a điềm hạnh cũng không nói chuyện cắn môi nhịn xuống nước mắt đứng dậy nói đến Ngươi điểm tâm không ăn đi ta mua tới cho ngươi điểm tâm ngươi ở đây không được nhúc nhích hạ quy hồng hoàn toàn không muốn ăn điểm tâm chỉ muốn cùng mình nàng dâu chờ lâu một hồi nhưng lúc này cũng không lay chuyển được điềm hạnh đành phải bỏ mặt điềm hạnh đi mua điểm tâm điềm hạnh đi ra gấp không có chú ý cửa phòng bệnh tiền hiểu lộ tiền hiểu lộ đem hai người họ nghe cái toàn bộ nghĩ nghĩ tiền hiểu lộ đi theo điềm hạnh đi nhà ăn muốn tìm cơ hội nói chút lời nói bệnh viện nhà ăn nhiều người điềm hạnh sắp xếp một hồi lâu đội ngũ mới mua được cháo hoa cùng rau xanh bánh bao quay người đang chuẩn bị đi liền bị người giữ chặt người kia mặc màu trắng áo dài tướng mạo tuấn tú nho nhã mang theo phó kính mắt gọng vàng hứa điềm hạnh thật là đúng dịp điềm hạnh khẽ giật mình tốt một sẽ nhận ra được a chu cẩn sư huynh Chu Cẩn là so với nàng lớn 2 năm sư huynh, đọc y học hệ, lúc trước trường học từng có tiếp xúc. Nhớ tới Triệu Phương không biết khen qua bao nhiêu lần cái này Chu Cẩn đâu. Chu Cẩn mỉm cười, đối ta tại khoa chỉnh hình đi làm, ngươi làm sao tại cái này? Nguyên lai like Chu Cẩn tại khoa chỉnh hình, nghĩ đến Hạ Quy Hồng hiện tại vừa lúc quản chân, điềm hạnh tranh thủ thời gian hỏi vấn đề tương quan Chu Cẩn cũng nhớ kỹ Hạ Quy Hồng, cười đem Hạ Quy Hồng tình huống nói muốn điềm hạnh yên tâm. Điềm hạnh là rất cảm kích, cùng chu cẩn lúc nói chuyện liền dẫn cười hắn hai cái nguyên bản tướng mạo liền phi thường phát triển dạng này đứng cùng một chỗ hấp dẫn đến không ít ánh mắt tiền hiểu lộ xa xa nhìn xem trong lòng càng cảm giác khó chịu lão đại cái này cái bạn gái thật quá không đủ tri kỷ dị địa cũng coi như lúc này đến cũng không biết cố lấy lão đại vậy mà chạy tới cùng người ta bác sĩ nam nói chuyện mua cơm cũng nên lạnh thấu đi tiền hiểu lộ oán thầm nửa ngày điềm hạnh mới nói xong lời nói dẫn theo cháo hoa cùng bánh bao trở về nàng mới đến cửa phòng bệnh liền bị tiền hiểu lộ gọi lại điềm hạnh là gặp qua tiền hiểu lộ tự nhiên biết người này đối hạ quy hồng rắp tâm không tốt hiện tại nhìn thấy tiền hiểu lộ xuất hiện ở đây trong lòng cũng hiểu rõ chúng ta nói chuyện đi điềm hạnh cảm thấy rất buồn cười ta bề bộn nhiều việc tiền hiểu lộ cắn cắn môi dẫn theo trong tay cơm nói ta cho lão đại tự mình làm cơm ngươi đi mua cơm cũng lạnh không bằng để cho lão đại ăn trong tay của ta cơm điềm hạnh trong tay cơm căn bản không có lạnh hiện tại vừa lúc có thể ăn nàng không có ý định để ý tới tiền hiểu lộ quay người muốn đi tiền hiểu lộ cưỡng ép giữ chặt nàng hứa điềm hạnh ngươi thật thật quá phận ngươi chiếm hắn vì cái gì lại không trân quý làm bạn gái của hắn ngươi lại không biện pháp chiếu cố hắn ngươi biết trước mấy ngày hắn đáng thương biết bao sao nếu như ngươi không có cách nào chiếu cố hắn không bằng nhường lại còn nhiều người nguyện ý đối tốt với hắn điềm hạnh bỗng nhiên liền nghĩ chọc tức một chút tiền hiểu lộ ngươi nói sai ta không phải hắn bạn gái tiền hiểu lộ có chút ngoài ý muốn các ngươi tách ra rồi chúng ta kết hôn điềm hạnh thanh âm bình thản tiền hiểu lộ mở to hai mắt ánh mắt phức tạp kết hôn kết hôn rồi đúng không sai chúng ta kết hôn câu nói này không phải điềm hạnh nói mà là hạ quy hồng chống gậy chống đi tới cửa nói điềm hạnh tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, có chút quán trách, ngươi làm sao mình ra tới rồi. Hạ Quy Hồng cũng rất thẳng thắn, ngươi quá lâu không trở lại ta nghĩ rất. Điềm hạnh sớm thành thói quen hắn dạng này, bên cạnh tiền hiểu lộ ngược lại là đỏ mặt không được. Hạ Quy Hồng nhìn về phía tiền hiểu lộ, ánh mắt nháy mắt lạnh, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ. Tiền hiểu lộ không thể tin được, lão đại. Ta bị khai trừ rồi. Ta nơi nào làm sai rồi. Nàng rất quỷ khuất công việc của mình làm nhiều tốt. Cũng rất quan tâm Hạ Quy Hồng. Mấy ngày nay thỉnh thoảng liền nấu cơm đưa tới, Hạ Quy Hồng nhìn không thấy sao. Hạ Quy Hồng nắm chặt điềm hạnh tay, mỗi chữ mỗi câu đối tiền hiểu lộ nói, ngươi ý đồ phá hư ta cùng ta thê tử tình cảm, bên ngoài kiên trì như vậy không ngừng đưa cơm tới ta liền sẽ từ bỏ nàng lựa chọn ngươi. Ta đã minh xác nói cho ngươi không muốn lại cho, ngươi y nguyên tự cho là đúng, thậm chí tại khiển trách nàng không đủ quan tâm ta. Tiền hiểu lộ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiền hiểu lộ vô cùng khó xử, điềm hạnh trầm mặt không nói, nàng không thích tiền hiểu lộ dạng này người. Hạ Quy Hồng nhìn xem điềm hạnh con ngươi, đều là thâm tình. Ta có thể nói cho ngươi, đừng nói nàng là thê tử của ta, dù là nàng không phải, nàng không có chút nào thích ta, ta đều sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Những nữ nhân khác với ta mà nói chẳng phải là cái gì, coi như cho ta đưa một ngàn năm cơm căn bản cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiền hiểu lộ gần như muốn hô hấp không đến, cái này quá sỉ nhục. Nàng lạch cạch lạch cạch rơi suy nghĩ nước mắt rất nhanh liền đi. Điềm hạnh thở dài, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm. Hạ quy hồng cười cười, ta đi trước rửa tay. Hắn hiện đang làm gì đều không tiện, điềm hạnh tự nhiên viện hắn đi qua, nhưng mới đi đến bồn rửa tay bên cạnh, hạ quy hồng liền chân sau đứng, hai tay trực tiếp đem nàng cuốn đến trong ngực. Ăn cái gì cơm? Ta chỉ muốn ăn ngươi thanh âm hắn ngầm câm, tấp tốc hôn lên nụ hôn này bối rối vội vàng, ngọt ngào thâm hậu, điềm hạnh lại xấu hổ lại sợ, lại không nhịn được muốn đáp lại. Còn tốt, nàng cuối cùng ngăn cản hạ quy hồng nghĩ tiến thêm một bước. Ngươi lại ẩu tả ta liền không để ý tới ngươi. Chương 160 Hạ quy hồng chân cần tỉnh dưỡng một đoạn thời gian, mặc dù nói điềm hạnh quyết định xin phép nghỉ một đoạn thời gian tới chiếu cố hắn, nhưng hạ quy hồng là không nguyện ý. Điềm hạnh ở đây chậm trễ càng lâu, quay đầu liền càng bận rộn hắn hy vọng điềm hạnh có thể sớm đi hoàn thành việc học hai người sớm một chút cử hành hôn lễ làm sao điềm hạnh không yên lòng cuối cùng hạ quy hồng đành phải gọi điện thoại thông tri chúc ma ma chúc ma ma nghe nói nghi tử chân ném hỏng tự nhiên lập tức chạy đến hiện tại có chúc ma ma điềm hạnh lúc này mới yên tâm dự định trở về nàng càng nghĩ càng hối hận đi địa phương xa như vậy thế nhưng là ngẫm lại mình quy hoạch cũng không bỏ xuống được mộng tưởng điềm hạnh cùng hạ quy hồng cáo biệt dẫn theo hành lý đơn giản ra bệnh viện nàng đã dành thời gian về một chuyến nhà mình hiện tại cũng liền không cần lại trở về chúc ma ma đi theo ra ngoài điềm hạnh quay người cười nói a di mặc dù hai người lĩnh chứng nhưng còn không có lo liệu hôn lễ nàng ngượng ngùng hô mẹ nhưng là gọi a di dường như cũng không thích hợp chúc ma ma hốc mắt ửng đỏ bắt lấy nàng tay điềm hạnh ta không nghĩ tới ngươi là tốt như vậy nữ hài tử hạ gia xảy ra chuyện về sau ta đều không còn mặt mũi đối ngươi luôn cảm thấy trước kia hứa hẹn đều thành thua thiệt. Quy Hồng hiện tại mặc dù cũng chậm chậm tốt, thế nhưng là có thể cho ngươi cũng không nhiều, ngươi thụ ủy khuất. Kỳ thật Điềm Hạnh hoàn toàn không cảm thấy mình thụ ủy khuất, nàng cùng Hạ Quy Hồng cùng một chỗ, ngược lại là Hạ Quy Hồng ủy khuất càng nhiều một điểm. Ta không có thụ ủy khuất, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Điềm Hạnh phi thường thẳng thắn. Chúc Ma Ma càng là cảm động, trong lòng đối Điềm Hạnh càng thêm thích. Trở lại Tây Giao lớn Điềm Hạnh cũng rất không yên lòng, thỉnh thoảng đi điện thoại, Hạ Quy Hồng tự nhiên tốt khoe xấu che, còn tốt từ tư tư có thể làm điềm hạnh gián điệp. Chỉ là từ tư tư nôn ngén lợi hại, mỗi lần gọi điện thoại đều đang khóc tố, điềm hạnh nghe nàng dạng này cũng cảm thấy đau lòng, khắp nơi nghe ngóng có hay không dừng nôn ngén phương pháp, ngược lại là thật hỏi một cái thiên phương tranh thủ thời gian gọi điện thoại nói cho từ tư tư, thật đúng là làm dịu từ tư tư nôn ngén. Chỉ chớp mắt hai tháng trôi qua, điềm hạnh loay hoay muốn chết, nàng hiện tại tham gia một cái đắc thí nghiệm, là quốc gia đại lực nâng đỡ một hạng hàng không vũ trụ tương quan nghiên cứu khoa học hạng mục đầu tư rất lớn cần người tài trả giá to lớn tâm huyết nói đến điểm hạnh có thể tham gia cũng là ngẫu nhiên tùy lão sư mang tới một vị đã tốt nghiệp học sinh bởi vì cá nhân nguyên nhân về thủ đô lâm thời để điểm hạnh trên đỉnh tùy lão sư tin tưởng điểm hạnh năng lực nhưng loại này thí nghiệm mười phần vất vả hắn một trận hoài nghi điểm hạnh phải chăng có thể đảm nhiệm còn tốt một đường quan sát xuống tới điểm hạnh vẫn là rất tuyệt vệ tinh căn cứ rất lệch một đoàn người phong bế thức thí nghiệm liên tiếp làm nửa tháng mới lấy về trường học căn cứ đồ ăn không thể ăn điềm hạnh bận rộn cũng không có gì khẩu vị sau khi đi ra gầy không ít nàng trở lại trường học chuyện thứ nhất chính là cho hạ quy hồng gọi điện thoại muốn hỏi một chút hắn tình huống thế nào trường học công lời nói rất thuận tiện điềm hạnh xen vào thẻ điện thoại hướng hạ quy hồng công ty cùng bọn hắn tân phòng đánh hai điện thoại đều là không người nghe nàng đành phải thôi mua một bao mì sợi mấy quả trứng gà trở về nấu bát mì ăn. Đến cửa chính miệng nàng lấy ra chìa khóa cắm đi vào chuyển động mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy trên ghế sa lon ngồi nam nhân, chính cúi đầu nhìn xem một quyển sách. Quy hồng ca ca. Điềm hạnh ngoài ý muốn đi lên, sờ sờ chân của hắn. Hạ Quy hồng trong con ngươi là lo âu nồng đậm, gần như là lập tức đứng lên hỏi nàng, ngươi đi nơi nào rồi. Hắn lại thấy được nàng trong tay mì sợi cùng trứng gà, nhíu mày, ngươi liền ăn cái này. Điềm Hạnh tranh thủ thời gian giải thích, ta đi làm thí nghiệm phong bế thức cho nên liên tục nửa tháng không có ra tới, Quy Hồng ca ca chân của ngươi tốt rồi. Hạ Quy Hồng lấy tới mì sợi của nàng, "Đã sớm tốt, ta tới cấp cho ngươi nấu bát mì ăn." Kỳ thật Điềm Hạnh nghĩ mình nấu bát mì, làm sao Hạ Quy Hồng phi thường cường thế, nàng chỉ có chính mình ở bên cạnh nhìn, nhưng cũng không nhịn được dò xét hắn. "Thương cân động cốt 100 ngày đâu, ngươi thật tốt rồi." "Ngươi không tin ta." "Thật tốt." rất nhanh một bát thơm nước mặt nấu xong, Hạ Quy Hồng bây giờ nấu cơm tay nghề càng ngày càng tốt, hai người một người một bát, ăn đáy chén đều lộ ra. Thừa dịp vừa ăn no toàn thân thoải mái, Hạ Quy Hồng mở miệng, ta dự định đến bên này phát triển. Điềm hạnh có chút ngoài ý muốn, Quy Hồng ca ca, ngươi tại thủ đô sự nghiệp thật vất vả mới phát triển, ngươi tới đây bên cạnh chẳng phải là hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Hắn mắt sắc thâm trầm, rất rõ ràng là cẩn thận suy nghĩ qua. Ta hiểu, nhưng là ta cũng quyết định tốt về sau ngươi ở đâu ta ở đâu đây tuyệt đối không phải một câu nói suông nói thật điềm hạnh cảm thấy phi thường chấn kinh cùng hạ quy hồng so ra nàng làm thực sự không đủ dùng hạ quy hồng rất cấp tốc nói muốn tại chợ tây làm liền lập tức làm lên bởi vì hắn ở chỗ này hai người cũng đã lĩnh chứng liền ở đến cùng một chỗ thời gian cũng coi là không có chút rung động nào trừ hạ quy hồng tương đối bận rộn bên ngoài cái khác đều rất tốt lập nghiệp không dễ dàng Hạ Quy Hồng lần nữa tới qua, làm cũng không phải lúc trước ngành nghề, mà là căn cứ điều tra nghiên cứu thị trường kết quả dự định làm thực phẩm ngành nghề. Nhưng mà sự thật để Hạ Quy Hồng cất bước khó khăn, trên tay hắn tài chính không đủ, trong thời gian ngắn phi thường cản tay. Điềm hạnh nhiều lần nhìn thấy Hạ Quy Hồng đối báo chí ngẩn người, ngẫm lại hắn một người trẻ tuổi đi đến bây giờ thật không dễ dàng. Rốt cuộc Điềm hạnh nhịn không được hỏi, Quy Hồng ca ca, ngươi có phải hay không thiếu tiền? Nàng muốn nói nếu như thiếu tiền có thể hỏi ba ba của nàng Hứa Chấn Hoa mượn một điểm, Hứa Chấn Hoa khẳng định phi thường vui lòng mượn. Nhưng Hạ Quy Hồng mặc dù không có dấu giếm, nhưng lại cự tuyệt đề nghị của nàng. Là thiếu một điểm tiền, nhưng là cũng không cần gấp, ta rất nhanh liền giải quyết. Điềm Hạnh biết tính tình của hắn, cũng biết nam nhân là rất muốn lòng tự trọng, liền không nhắc lại, nhưng vẫn là lôi kéo hắn đi ra ngoài. Vậy chúng ta ra ngoài ăn có được hay không? Hôm nay không làm cơm, đi ra ngoài ăn mặc dù bình thường gần như đều là hạ quy hồng nấu cơm nhưng điềm hạnh vẫn cảm thấy nấu cơm thật phiền toái vẫn là ra ngoài ăn dễ dàng hơn mặt khác cũng là nghĩ kéo hạ quy hồng ra ngoài đi một chút buông lỏng xuống tâm tình hạ quy hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng hai người dọc theo lầu dưới quà vặt đường phố chậm rãi đi lên phía trước cuối cùng đi ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân thơm ngào ngạt một chén lớn ăn hết cả người đều dễ chịu cơm nước xong xuôi lại dự định đi dạo phố điềm hạnh muốn cho hạ quy hồng mua một đôi giày mới bên ngoài rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt sự tình tiệm giày bên cạnh là một nhà tiệm sách, hai người không tự chủ được bị hấp dẫn tới, bắt đầu lật xem có hay không đẹp mắt sách mua một bản. Điềm hạnh đảo đảo nhìn thấy lão bản nơi này còn bán phá cào thẻ, nhịn không được cười, ta trước kia mua phá cào thẻ còn Trung Quốc qua 2.000 khối tiền. Bên cạnh đại thúc không tin, tiểu cô nương, ngươi thật trúng qua. Đây đều là gạt người. Thấy có người nói như vậy điềm hạnh, hạ quy hồng không vui vẻ, ngươi muốn tin hay không, cái gì gọi là gạt người điềm hạnh miếng môi cười một tiếng thật ta thật trúng qua nàng tùy ý bắt hai tấm đưa cho lão bản mấy cái tiền xu quy hồng ca ca chúng ta tới thử thời vận